Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 796, nhãi con, ngươi lại xong đời rồi. Nếu muốn nói nguồn năng lượng thì thứ có nhiều nhất trong bảo tàng này chính là đống linh thạch đầy đất kia đúng không? Trong lòng Tống Thư Hàng lập tức tuôn ra cảm giác bất an dữ dội, không phải chìa khóa hạch tâm trong cơ thể mình muốn hấp thu linh thạch để hóa thành nguồn năng lượng mở ra một tiểu thế giới đó chứ? Vậy nó định hấp thu bao nhiêu linh thạch đây? Chết rồi, sẽ chết mất thôi. Phải biết rằng đóa kim liên kia của Nho gia hấp thu tà ma cửu u mà Nho gia săn giết hàng trăm hàng ngàn năm qua, tích lũy lực lượng từ ma chỉ mới trưởng thành nở hoa kết trái, mở ra một tiểu thế giới. Nếu đổi năng lượng của ma chỉ qua hàng trăm hàng ngàn năm thành linh thạch thì tuyệt đối là một con số thiên văn vô cùng khủng bố. Nếu hạch tâm trong tâm khiếu của mình thật sự muốn hấp thu linh thạch, vậy phải bao nhiêu linh thạch mới có thể khiến nó trưởng thành đây? Dù là toàn bộ linh thạch trong bảo tàng này của Bạch Tiền Bối thì e là cũng không đủ cho nó hấp thu. Nếu nó hấp thu linh thạch cả bảo tàng này của Bạch Tôn Giả thì có bán Tống Thư Hàng 1 triệu lần cũng không đủ trả nợ đâu. Vì vậy, Tống Thư Hàng vội vàng la lên. Bạch Tiền Bối, chúng ta mau rời khỏi bảo tàng đi. Thừa dịp hạch tâm trong tâm khiếu còn chưa bắt đầu cắn nuốt linh thạch của Bạch Tiền Bối mà rời khỏi cái bảo tàng này. Chỉ cần cách xa nó ra. Hắn không tin hạch tâm trong tâm khiếu còn có thể cách không hấp thu linh thạch trong bảo tàng của Bạch Tôn Giả. Thế nhưng, đã muộn rồi. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, phần rễ kim liên được chiếu xạ từ lồng ngực kéo dài ra rồi cắm rễ trong đống linh thạch của Bạch Tôn Giả. Kim liên được chiếu xạ này hệt như vật thật vậy, sau khi phần rễ cắm vào linh thạch thì tham lam cắn nuốt linh lực bên trong linh thạch. Hơn nữa tốc độ hấp thu cực nhanh. Linh thạch bị cắm rễ vào lập tức bị hút khô hết giáo linh lực rồi trực tiếp biến thành bột phấn trong nháy mắt. Có gần 600 viên linh thạch ngũ phẩm hóa thành bụi bặm trong nháy mắt. Mặt Tống Thư Hàng trắng không còn chút máu, điều này có nghĩa là chỉ trong nháy mắt mà hắn đã có thêm món nợ 600 viên linh thạch ngũ phẩm. Mẹ ơi, nếu chiếu xạ từ lồng ngực đã biến ra hình dáng hoa sen, vì sao rễ cây lại quỷ quái dữ vậy? Số lượng còn nhiều như xúc tu nữa chứ? Không thể sinh trưởng thành hình dạng củ sen sao trời. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Bạch Tiền Bối, mau dẫn ta rời đi. Tống Thư Hàng lo lắng la lên lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không hấp thu tiếp nữa à? Bạch Tôn Giả ngoáy đầu lại rồi nghi hoặc hỏi. Thật ra ta rất muốn biết hạch tâm trong tâm khiếu của ngươi có thể hấp thu bao nhiêu linh thạch lắm. Hơn nữa ta cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyện mở ra một tiểu thế giới. Không hấp thu, không thể hấp thu nữa. Tống Thư Hàng vội la lên. Ngay trong lúc nói chuyện, đám rễ hoa sen quỷ quái mà lồng ngực chiếu xạ ra kia lại vươn bàn tay ma về phía đống linh thạch khác. Trong thời gian 2 câu nói, lại có thêm 1.200 viên linh thạch bị hút thành cặn bã. Số nợ đã tăng lên tới 1.800 viên, hơn nữa con số này vẫn đang cấp tốc tăng lên. Đừng lo lắng. Ta không tính tiền lãi của ngươi đâu, ngươi có thể từ từ trả số linh thạch bị hấp thu mà. Bạch Tôn Giả an ủi. Dù sao thì hắn cũng không thiếu linh thạch, dù toàn bộ linh thạch trong bảo tàng bị Tống Thư Hàng hấp thu hết thì hắn cũng còn rất nhiều bảo tàng tồn trữ không ít linh thạch bên trong. Dù sao thì hắn cũng không thiếu mà. Không thể hấp thu nữa đâu, Bạch Tiền Bối. Nếu sau khi hạch tâm hút đủ nhiều linh thạch thì sẽ bắt đầu mở ra một tiểu thế giới, trước khi mở ra tiểu thế giới. Cơ thể của ta sẽ ầm một tiếng nổ tung luôn. Tống Thư Hàng giải thích cực nhanh. Hắn cũng không muốn để mình giống gốc quân tử kim liên của Nho gia kia, sau khi hạch tâm trong người trưởng thành thì ầm một tiếng nổ tan tành, toàn thân đều biến thành chất dinh dưỡng để tiểu thế giới trưởng thành. Là vậy à? Bạch Tôn Giả nghe đến đó bèn thở dài, vẻ mặt thất vọng. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng mở ra một tiểu thế giới, lúc trước bỏ lỡ khoảnh khắc thế giới kim liên của Nho gia mở ra. Cho nên muốn bù lại chút hình ảnh từ chỗ ngươi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Được rồi, vậy chúng ta rời đi trước thôi. Bạch Tôn Giả rút lưu tinh kiếm ra đặt ngang trên không, trên thân lưu tinh kiếm bùng lên hào quang kiếm đột. Bạch Tôn Giả nhẹ nhàng bước một bước lên kiếm quang. Tiếp đó, Tô Thị A Thập Lục cười hì hì kéo Tống Thư Hàng nhảy lên kiếm quang. Đi. Bạch Tôn Giả bấm một kiếm quyết, lưu tinh kiếm vèo một phát bay về phía cửa bảo tàng. Cùng với việc thân hình 3 người xa dần, kim liên do ngực Tống Thư Hàng chiếu xạ ra cũng bị kéo đi theo sau Tống Thư Hàng, bay về phía cửa động của bảo tàng. Cuối cùng Tống Thư Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán một chút.
Trước khi hắn rời khỏi bảo tàng của Bạch Tôn Giả thì ước chừng kim liên mà hạch tâm chiếu xạ ra đã hấp thu 6.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Đây chính là một phần linh lực vô cùng to lớn, mà toàn bộ số linh lực này bị đưa đến hạch tâm bên trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng. Nhưng sau khi hấp thu nhiều linh lực như vậy, viên hạch tâm này lại hầu như không thay đổi gì. Dạ dày nó quả là vực sâu không đáy mà, không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể nhét đầy dạ dày nó đây. May mà kịp thời rời khỏi bảo tàng của Bạch Tiền Bối. Nếu không, lấy tốc độ hấp thu và dạ dày không đáy của viên hạch tâm này thì toàn bộ linh thạch trong bảo tàng sẽ bị hấp thu sạch bách mất. Tống Thư Hàng thầm thấy may mắn trong lòng. Vèo tiếng kiếm bùng lên phá tan mặt hồ, Bạch Tôn Giả dẫn theo Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục lao ra khỏi bảo tàng, lơ lửng trên mặt hồ. Chúng ta ra ngoài rồi, Thư Hàng, kim liên kia của ngươi có biến mất không? Bạch Tôn Giả hỏi rồi xoay đầu lại nhìn về phía ngực Tống Thư Hàng. Hình chiếu kim liên nơi ngực Tống Thư Hàng vẫn không biến mất. Càng quan trọng hơn là, rễ kim liên cũng không thu về. Tuy rằng thân thể kim liên bị kéo ra khỏi bảo tàng của Bạch Tôn Giả cùng với Tống Thư Hàng, nhưng rễ của nó ấy thế mà lại kéo dài ra vô hạn. Ba người có thể thấy rõ ràng một đầu khác của rễ cây cắm trong nước, ghim vào bảo tàng bên trong không gian dị thứ nguyên của Bạch Tôn Giả. Nó, không phải là còn đang hấp thu linh thạch đấy chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Ừ, còn đang hấp thu. Thông qua pháp thuật giám thị bên trong bảo tàng, ta có thể nhìn thấy rễ kim liên còn đang không ngừng hấp thu linh thạch. Cho đến lúc này nó đã hấp thu tổng cộng 12.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Bạch Tôn Giả trả lời. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tô Thị A Thập Lục đề nghị. Nếu không thì bay xa chút nữa xem sao. Được. Bạch Tôn Giả bấm kiếm quyết, lưu tinh kiếm chở theo ba người phóng lên cao, sau mấy hơi thở, ba người tiến vào trong tầng mây. Bạch Tôn Giả xoay đầu lại. Sao rồi, kim liên có thu về không? Tống Thư Hàng cho mày, nhìn kim liên nơi ngực chằm chằm. Kim liên vẫn không biến mất như trước, chiều dài rễ của nó hoàn toàn không bị hạn chế. Bạch Tôn Giả bay ra bao xa thì dễ có thể kéo dài bấy nhiêu. Quả nhiên có chút bản lĩnh, không hổ là báu vật có thể mở ra một tiểu thế giới. Rễ cây nhìn như kéo dài vô tận, có điều ta đoán đây là một loại vận dụng năng lực không gian. Hẳn là năng lực không gian gấp, bất kể chúng ta bay xa bao nhiêu thì với rễ kim liên mà nói cũng chỉ là gấp không gian lại đôi chút mà thôi. Bạch Tôn Giả suy đoán. Dứt lời, hắn lại nhắc nhở Tống Thư Hàng. Cho đến hiện tại, tổng cộng nó đã hấp thu 36.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Hay là dứt khoát cho kim liên của ngươi hấp thu đã đời luôn nhé. 36.000 viên linh thạch ngũ phẩm rồi à? Tốc độ hấp thu linh thạch của hạch tâm càng ngày càng nhanh. Không được, không thể để nó hấp thu nữa. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Sau đó, hắn nhìn kim liên rồi thử ra lệnh. Trở về, ngừng hấp thu linh thạch. Hình chiếu kim liên trong hư không kia căn bản không phản ứng với mệnh lệnh của Tống Thư Hàng. Hoặc giả nó hoàn toàn nghe không hiểu mệnh lệnh của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cau mày, đưa tay đè lên chỗ tâm khiếu của mình, loại đồ hoàn toàn không bị hắn khống chế này lại sinh trưởng trong tâm khiếu hắn, hắn rất không thích loại cảm giác này. Không chịu sự khống chế thì không cách nào mang đến lợi ích cho hắn, còn muốn hấp thu chất dinh dưỡng của hắn, thứ đồ chơi này có khác gì kỳ sinh trùng đâu. Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng xoay đầu lại nói. Có cách nào lấy hạch tâm ra khỏi tâm khiếu của ta không? Bạch Tôn Giả lắc đầu. Ngay cả hạch tâm ngươi nói ra làm sao ta còn không cảm ứng được. Ta chỉ có thể nhìn thấy kim liên được chiếu xạ ra từ trong tâm khiếu của ngươi, lại không cảm ứng được hạch tâm của nó. Cho nên đừng nói chi là lấy nó ra khỏi tâm khiếu của ngươi. Có lẽ ngươi có thể hỏi Dược Sư Đạo Hữu thử xem, hắn là chuyên gia ở phương diện này. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Trở về ta lập tức đi tìm Dược Sư Tiền Bối để lấy nó ra. Hạch tâm này ký sinh bên trong tâm khiếu của ta lại hoàn toàn không bị ta khống chế. Nếu không lấy nó ra thì ta ăn ngủ không yên. Dứt lời, Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy Bạch Tiền Bối, ngài có thể đánh tan hình chiếu kim liên này không, chỉ ít khiến nó không thôn phệ linh thạch được nữa ấy. Được, ta thử xem. Bạch Tôn Giả vươn tay vẽ một trận pháp đơn giản trong hư không. Đối phó loại vật thể kết hợp giữa hư ảo và chân thực này thì loại pháp thuật phong ấn có hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, chờ ta phong ấn nó rồi thì nghiên cứu kỹ càng lại. Nói không chừng có thể tìm ra nguyên lý tồn tại của hạch tâm trong tâm khiếu ngươi. Ý kiến hay. Tống Thư Hàng đồng ý. Bạch Tôn Giả vừa dứt lời, đóa kim liên trong hư không kia đột nhiên dừng lại.
Trong chốc lát, vô số rễ cây trong hư không nhanh chóng rút về trong kim liên. Ngay sau đó, kim liên xoay tròn muốn chui vào trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng. Nó đang sợ à? Nó có thể nghe hiểu lời nói của mình và Bạch Tôn Giả sao? Hay là pháp thuật phong ấn của Bạch Tôn Giả khiến nó sợ hãi theo bản năng? Bạch tiền bối, nó muốn trốn về, đừng để nó lợi dụng thời cơ. Tống Thư Hàng cười ha ha, đồng thời hắn vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công làm chân khí quay quanh vị trí tâm khiếu ngăn cản kim liên trở về. Yên tâm, nó trốn không thoát đâu, Phong. Bạch Tôn Giả quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, trận pháp phong ấn bao phủ xuống, khóa kim liên trong đó. Kim liên đụng vào trận pháp phong ấn nhưng không cách nào đột phá trận pháp của Bạch Tôn Giả. Ha! Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như kim liên này có thể bị phong ấn thì hạch tâm trong tâm khiếu của hắn nhất định cũng có thể giải quyết. Tống Thư Hàng đưa tay đè lên ngực. Hắn không muốn có hạch tâm dạng ký sinh trùng này, trừ khi hạch tâm có thể trở thành đồ vật của hắn. Chương 797, đạo cụ nạp VIP. Xem như là năng lực tương tự một dạng bí pháp giám định, tuy rằng rất càn quấy, hơn nữa mỗi lần kích hoạt đều cần Tống Thư Hàng trả giá đắt, thỉnh thoảng còn có thể không chịu sự khống chế. Thế nhưng bí pháp này có thể để Tống Thư Hàng nắm giữ một chút. Cùng với việc hắn càng ngày càng hiểu rõ bí pháp này, một ngày nào đó hắn có thể dễ dàng sử dụng năng lực này theo ý muốn. Cho nên, Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận năng lực thuộc loại bí pháp giám định này. Nhưng hạch tâm lại như ký sinh trùng xuất hiện trong tâm khiếu của hắn và hoàn toàn không chịu sự khống chế, Tống Thư Hàng cảm thấy trước tiên cứ moi nó ra khỏi cơ thể thì tốt hơn. Đợi đến ngày nào đó, khi hắn có biện pháp khống chế được viên hạch tâm này thì sẽ suy nghĩ đến chuyện nhét nó vào lại cơ thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dược sư tiền bối có thể giúp hắn moi thứ đồ chơi này ra. Nếu như không cách nào moi thứ này ra khỏi tâm khiếu, vậy tất cả giả thuyết đều là lời nói suông. Mà lúc này, Bạch Tôn Giả đã phong ấn kim liên xong xuôi, phong ấn tựa như một vòng bảo hộ hình tròn khóa kim liên bên trong đó. Đang suy tư phải nghiên cứu nó thế nào thì vào lúc này, hoa sen bị phong ấn bắt đầu nhanh chóng trở thành thực chất. Kim liên được chiếu xạ ra từ tâm khiếu Tống Thư Hàng vốn chỉ là vật hư ảo. Mà bây giờ nó lại biến thành một đóa kim liên thủy tinh chỉ trong vài giây. Hơn nữa thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nhỏ lại cỡ gan bàn tay. Ồ, thú vị, thế mà lại trở thành thực chất rồi à? Bạch Tôn Giả tò mò nói. Có lẽ do nó hấp thu quá nhiều linh thạch chăng? Năng lượng vô cùng to lớn nên sau khi cắt đứt liên hệ với hạch tâm trong tâm khiếu, nó bèn biến thành thực thể ấy. Tống Thư Hàng suy đoán. Cũng đúng, nó đã hấp thu trọn 48.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Dù phần lớn linh lực cung cấp cho hạch tâm trong cơ thể ngươi, nhưng hẳn là trong người nó vẫn bảo lưu lại một phần linh khí. Bạch Tôn Giả nói. Dứt lời, hắn vươn tay tiến vào trong phong ấn để tiếp xúc với đóa hoa sen thủy tinh này. Sau khi cắt đứt liên hệ với tâm khiếu của Tống Thư Hàng, dường như đóa hoa sen này đã biến thành vật chết. Bạch Tôn Giả đưa tay chạm vào nó lại cảm giác như tiếp xúc với linh thạch vậy. Không chỉ thế, lúc ngón tay Bạch Tôn Giả tiếp xúc với hoa sen thủy tinh thì đột nhiên có một luồng linh lực vô cùng tinh khiết từ trên hoa sen thủy tinh thuận theo ngón tay tiến vào trong cơ thể Bạch Tôn Giả, giúp hắn bổ sung linh lực tiêu hao hết ban nãy khi thi triển phong ấn thuật và linh lực tiêu hao lúc cấp tốc thi triển kiếm đột. Ngay sau đó, năng lượng toàn thân của Bạch Tôn Giả đã được bổ sung đầy đủ, loại tốc độ này còn hữu hiệu hơn cả đan dược khôi phục linh lực. Cũng không giống linh lực trong linh thạch, sau khi hấp thu còn phải được tu sĩ ân cần săn sóc mới có thể hoàn toàn trở thành linh lực của mình. Hoa sen thủy tinh này rất thú vị. Bạch Tôn Giả lên tiếng nói. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc nhìn về phía Bạch tiền bối. Nên nói sao đây ta, hiệu quả của thứ này giống như một loại đạo cụ nạp VIP có tên là bổ ma thần thạch bên trong trò chơi mà ta chơi gần đây vậy. Chỉ cần mang nó trên người là có thể chủ động bổ sung ma lực cho người chơi. Bạch Tôn Giả giải thích. Vừa rồi lúc ta tiếp xúc với nó thì trong nháy mắt nó đã bổ sung hoàn toàn linh lực mà ta tiêu hao hết khi thi triển kiếm độn và phong ấn thuật ban nãy. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Giải thích của Bạch tiền bối hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể nói là thông tục dễ hiểu, cũng hình dung vô cùng sinh động. Gốc kim liên này thật sự được đổi bằng 48.000 viên linh thạch, là đạo cụ nạp VIP hàng xịn đó. Thế nhưng khi nghe hình dung của Bạch Tôn Giả thì luôn có cảm giác quái dị dễ sợ. Tốc độ bổ sung linh lực nhanh như vậy sao? Còn nhanh hơn đan dược nữa à? Ánh mắt Tô Thị A Thập Lục bên cạnh sáng lên. Bạch tiền bối, có di chứng gì không ạ?
mức độ thích ứng của linh lực được bổ sung với bản thân như thế nào. Thứ này thật sự rất giống với các loại đạo cụ nạp VIP có tác dụng bổ sung ma lực, vậy thì đồng nghĩa với việc lúc nào cũng mang theo một linh quỷ phiên bản chất lượng thấp bên người rồi. Chỉ cần mang vật này theo thì bất luận là lúc chiến đấu, mạo hiểm, độ thiên kiếp đều có thể khiến trạng thái linh lực của mình vẫn luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Tạm thời không cảm giác được di chứng. Linh lực được bổ sung hoàn toàn phù hợp với ta, thậm chí căn bản không cần ta ôn dưỡng mà giống hệt linh lực do bản thân ta tu luyện ra vậy. Loại cảm giác này thật không tệ. Bạch Tôn giả đáp. Vậy Bạch tiền bối, bên trong gốc hoa sen này tồn trữ bao nhiêu linh lực thế? Tống Thư Hàng hỏi vấn đề mình muốn biết, chuyện liên quan đến nợ nần của hắn. Nói không chừng món nợ 48.000 viên linh thạch ngũ phẩm bị hạch tâm hấp thu kia có thể giảm bớt chút ít. Ngươi chờ một chút, để ta cảm ứng lại đã. Bạch Tôn giả đưa tay dò vào trong phong ấn lần nữa. Một lát sau, Bạch Tôn giả trả lời. Bên trong tồn trữ không ít linh lực, cộng thêm số linh lực vừa rồi ta tiêu hao hết thì năng lượng bên trong cỡ chừng 20.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Có điều, linh lực trong nó cực kỳ tinh khiết, đổi ra thì phải tương đương với năng lượng của 25.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Nói cách khác, hơn một nửa linh lực còn nằm trong hoa sen sao. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn cho rằng toàn bộ năng lượng mà hoa sen hấp thu từ linh thạch sẽ bị truyền tới hạch tâm trong tâm khiếu trước tiên. Hiện tại xem ra, chỉ có một nửa linh lực được hấp thu là tiến vào hạch tâm trong tâm khiếu hắn. Nợ nần thoáng cái đã giảm đi phân nửa, Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít. Đóa hoa sen thủy tinh này có thể nhanh chóng bổ sung linh lực của tu sĩ, còn bỏ qua trình tự ôn dưỡng. Hơn nữa, nó còn áp xúc hơn 20.000 viên linh thạch ngũ phẩm trong hoa sen lớn chừng gan bàn tay. Không đề cập tới đẳng cấp linh khí, chỉ nói số lượng linh khí thì linh khí tồn trữ bên trong nó còn nhiều hơn linh thạch cửu phẩm. Vì vậy, nếu muốn ta định giá cho nó thì giá trị của nó hẳn là khoảng 30.000 viên linh thạch ngũ phẩm. Tô Thị A Thập Lục bổ sung. Nhưng điều kiện tiên quyết là nó có để lại di chứng hay không? Nếu trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng nhiều lần giống như đan dược thì giá trị của nó sẽ bị giảm đi. Tiểu Thập Lục nói có lý. Vậy thì, không bằng chúng ta đi thử xem sao. Bạch Tôn giả nói. Làm sao thử? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Còn nhớ Vô Cực Ma Tông không? Bạch Tôn giả mỉm cười. À, ký ức khắc sâu. Tống Thư Hàng nói, vướng mắc giữa hắn và Vô Cực Ma Tông đặc biệt sâu sắc. Công tử Hải trong Ma Tông là một tên điên cuồng dám trêu chọc Tô Thị A Thất. Đồng bạn của hắn ta là An Chi Ma Quân và Chính Năng đều là cường giả đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới ngũ phẩm. Hơn nữa, Tống Thư Hằng còn bị một kẻ có tên Cảnh Mạch Đà chủ đuổi giết ngàn dặm, nếu lúc ấy không kịp thời kích hoạt Vạn Lý Phi Độn Phù của Bạch Tôn giả thì nói không chừng đã thật sự bị ám toán. Còn có vụ sau khi thất bại trong giải thi đấu máy kéo có tay tầm. Hắn bị Bạch Tiền Bối trừng phạt phải tiến vào vũ trụ lượn lờ một tháng thì cũng gặp phải đệ tử Vô Cực Ma Tông quấy rầy. Cuối cùng, được Diệp Tư Sư Tỷ đồng hành, còn tiện tay siêu độ một nhóm vong hồn của cao thủ Vô Cực Ma Tông, làm cho công đức trên người Tống Thư Hàng lập tức tăng vọt, ngưng tụ ra ánh sáng công đức. Bạch Tiền Bối, ngài cũng có thủ với Vô Cực Ma Tông sao ạ? Tống Thư Hàng tò mò hỏi, lại nói, nhớ đầu tháng trước đó, Bạch Tôn giả còn từng đề nghị. Nếu có cơ hội thì muốn tổ chức tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 đi quậy banh tổng bộ Vô Cực Ma Tông thì phải. Trước đây rất lâu đám người Vô Cực Ma Tông từng đắc tội ta, cụ thể là đắc tội thế nào thì ta cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà, ta nhớ được bọn chúng từng đắc tội ta. Cho nên, nếu có thể tạo ra chút phiền toái cho bọn chúng thì ta sẽ rất vui vẻ. Bạch Tôn giả giải thích. Bọn ta vẫn luôn tìm kiếm tổng bộ của Vô Cực Ma Tông. Gần đây bắt được chút manh mối, đáng tiếc còn chưa tìm được tổng bộ của chúng. Nhưng mà, gần đây Tô Thị A Thất lại tìm được một nơi thú vị của Vô Cực Ma Tông. Nghe nói đó là một trong 4 tổ địa lớn của Vô Cực Ma Tông, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có tôn giả thất phẩm chấn giữ. Tô Thị A Thất đánh giá, dù là thiên hà Tô Thị muốn đoạt 4 tổ địa lớn này cũng sẽ tổn thất rất lớn. Vậy nên hắn bèn đưa cái tổ địa này cho ta, vừa khéo vị trí tổ địa kia cách chỗ này của chúng ta không xa. Ý của Bạch Tiền Bối là đi quậy banh tổ địa của Vô Cực Ma Tông ạ. Tống Thư Hàng dò hỏi. Quậy banh thì không được, bên trong cũng có tôn giả thất phẩm chấn giữ, hơn nữa còn có tầng tầng phòng ngự. Có điều, chúng ta có thể đi đánh lén một phen, xem thử có thể mượn chút đồ tốt từ bọn chúng hay không. Bạch Tôn giả nói. Vậy, cần dẫn các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 đi cùng không? Tống Thư Hàng hỏi tiếp.
Không cần, ta mang hai người các ngươi qua thôi. Sau khi tìm được tổ địa, ta dùng toàn lực bùm một phát, xem thử có thể mở ra phòng ngự của tổ địa bọn chúng hay không. Nếu như có thể mở thì nhìn xem có thể nhặt được thứ tốt gì không. Các ngươi cầm theo thanh phi kiếm dùng một lần do ta luyện chế này bên người đi, lanh lợi chút nhé, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Bạch Tôn Giả cười ha ha nói. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục gật đầu. Lanh lợi chút, có cơ hội lập tức tiến lên nhặt thứ tốt. Nếu không có cơ hội thì trốn ở một bên quan sát. Rảnh quá không chuyện gì làm thì có thể cân nhắc đến chuyện dùng di động quay phim lại. Video, Bạch Tôn Giả một mình quậy banh bốn tổ địa lớn của Vô Cực Ma Tông, hẳn là sẽ có lượt view khủng lắm đấy. Kỳ thực, bốn tổ địa lớn của Vô Cực Ma Tông cách chỗ đám người Tống Thư Hàng cũng không gần. Lúc đầu Bạch Tôn Giả muốn dẫn mấy người Tống Thư Hàng đi biển sâu, hoặc tìm một địa phương không người ở thử nghiệm vài đại chiêu của mình, tiêu hao chút linh lực bản thân, sau đó thử xem tốc độ bổ sung ma lực của hoa sen này có di chứng gì không. Nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Vô Cực Ma Tông, vì vậy tâm động không bằng hành động, Bạch Tôn Giả lập tức đánh nhịp, dẫn theo Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đi về phía bốn tổ địa lớn của Vô Cực Ma Tông. Lưu Tinh Kiếm phi hành cấp tốc trên không trung. Bay rồi lại bay. Bạch tiền bối, sao ta có cảm giác chúng ta đã bay qua khoảng cách của một thành phố rồi vậy? Bốn tổ địa lớn của Vô Cực Ma Tông thật sự rất gần chỗ chúng ta sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại. Ha ha, ha ha. Bạch Tôn Giả cười khan, sau đó trả lời. Ảo giác, đây là ảo giác của ngươi. Chắc là do ta bay quá chậm nên mới khiến ngươi có ảo giác chúng ta đã bay rất lâu rất lâu. Lưu Tinh Kiếm, tăng tốc nào. Chương 798, chết rồi, nhân vật chính Lăng Giả kia tới công thành kia. Vèo, Lưu Tinh Kiếm tăng tốc. Người như thế nào thì sẽ luyện ra phi kiếm như thế nấy, Lưu Tinh Kiếm và chủ nhân nó đều mê đua xe. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết của đôi nam nữ vang vọng cả bầu trời. Vì sao lần này ta không có lắm mồm mà Bạch Tôn Giả lại tăng tốc chứ? Lần này ta chỉ hỏi xem tổ địa của Vô Cực Ma Tông cách chúng ta có xa lắm không thôi mà. Tống Thư Hàng rơi lệ đầy mặt. Hết thuốc chữa rồi, chứng sợ độ cao và chứng sợ tốc độ của ta đều hết thuốc chữa rồi. Ở một sa mạc trong biên giới Hoa Hạ, một tổ địa của Vô Cực Ma Tông ẩn núp trong đó. Tổ địa này kỳ thật đã gần kề trạng thái hoang phế. Vài thế kỷ trước, nơi này còn là một chỗ chim hót hoa thơm, linh khí sung túc. Đã từng là tổng đàn của Vô Cực Ma Tông. Nhưng hôm nay, nơi này đã biến thành một vùng sa mạc, tổng đàn Vô Cực Ma Tông đã rời đi. Mà nơi này thì biến thành một trong những tổ địa của Vô Cực Ma Tông. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt của nơi này có thể trở thành chỗ tu luyện của đệ tử Ma Tông. Hơn nữa, có vài vị cao thủ Vô Cực Ma Tông với tuổi thọ không nhiều lựa chọn bế tử quan ở đây, mong ngóng đột phá đại quan sinh tử trong cực hạn. Cho nên tạm thời Vô Cực Ma Tông vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ tổ địa này. Vì vị chân nhân là một trong những nhân viên quản lý trận pháp của tổ địa này, tuy rằng hắn chỉ có cảnh giới tứ phẩm. Nhưng có thiên phú rất tốt về mặt trận pháp. Vì vậy, tầng cao cấp của Vô Cực Ma Tông điều hắn đến tổ địa này để hắn nắm giữ, quản lý và giữ gìn một bộ phận trận pháp. Tuy rằng sinh tồn ở tổ địa này gian khổ một chút, nhưng trận pháp tổ địa vừa khổng lồ lại phức tạp. Sau khi vì vị chân nhân trở thành một trong những nhân viên quản lý trận pháp thì tu vi trận pháp tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều không ngừng tiến bộ. Chỉ chờ sau khi hắn có năng lực dùng sức một mình nắm giữ toàn bộ trận pháp của tổ địa thì hắn sẽ được gọi về tổng đàn Vô Cực Ma Tông, đến lúc đó tiền đồ sẽ rộng mở. Sau khi vì vị chân nhân kiểm tra trận pháp phòng ngự và trận pháp hạch tâm trong phạm vi quản lý của mình theo thường lệ thì thoáng nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn lấy di động của mình ra, lên mạng nhìn xem dạo này có tin tức gì mới không. Cũng may gần đây khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, đám tu sĩ chúng ta cũng có chỗ tiêu khiển ở nơi chim không thèm ị này. Vì vị chân nhân cảm thán nói, nếu không có trò tiêu khiển do khoa học kỹ thuật mang đến, hắn thật sự không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng ở tổ địa này hay không. Dù sao hắn mới đến cảnh giới tứ phẩm, lại là ma tu, lực lượng ý chí cũng không phải sở trường của bản thân. Ở loại tổ địa sa mạc này mấy chục năm hoặc trên trăm năm thì hắn sẽ điên mất. Xem xong một ít tin tức giải trí rồi tiếp tục bắt đầu học tập tri thức trận pháp mới. Vì vị chân nhân lẩm bẩm nói. Sau khi quẹt một cái mở di động lên, hắn vừa liếc mắt một cái là thấy ngay trailer phim trận chiến mạt pháp trên trang tìm kiếm. Ồ, là phim mới của đạo diễn Jacob à, ta rất thích phim do đạo diễn này quay. Đã từng cho ta rất nhiều linh cảm về mặt trận pháp.
Vi vị chân nhân cười nói, tiếp đó hắn lại quẹt lên màn hình di động. Ý, lần này đạo diễn Jacob vậy mà lại quay phim phong cách tiên hiệp tương lai ở Hoa Hạ cơ à? Đây là đang mở rộng sang thị trường Hoa Hạ sao? Tiếp tục kéo xuống, hắn lập tức thấy được danh sách diễn viên. Vai chính, Lăng Dạ, diễn viên, Tống Bạch. Cao Thăng Sư Huynh, diễn viên, Bá Đao. Thần Long Quyền Vương, diễn viên, Giao Bá. Bát Tý Kiếm Thánh, diễn viên, Hồ Bá. Phong Xuyên Tử, diễn viên, Dược Bá. Mộ Dung Họa, diễn viên, Giang Bá. Vô Đạo Chân Nhân, diễn viên, Hà Bá. Vô Vi Đạo Nhân, diễn viên, Trần Bá. Linh Nhi, diễn viên, Lệ Bá. Đào Vô Tích, diễn viên, Tô Bá. Đậu Xanh, tên đám diễn viên này là cái quái gì đây? Không phát hiện số lần xuất hiện của chữ Bá có hơi nhiều à? Trần Bá, Hà Bá, Hồ Bá, Giang Bá, sao không thêm một Hải Bá luôn đi? Chỉ có tên diễn viên chính là bình thường chút, Tống Bạch. Có điều nói đi thì cũng nói lại, ngoại trừ cái tên khiến người ta muốn đậu xanh rau má ra thì, những diễn viên này ai ai cũng rất đẹp, còn đẹp hơn diễn viên điện ảnh trong mấy năm gần đây rất nhiều. Đặc biệt là vị diễn viên chính Tống Bạch thủ vai Lăng Dạ kia, thật sự là tuấn mỹ vô song, tựa như trích dáng Trần vậy. Đáng tiếc tạm thời ta không thể rời khỏi tổ địa, bằng không ta nhất định phải đến rạp chiếu phim ủng hộ bộ phim này. Chỉ mỗi vị diễn viên tên Tống Bạch này đã đủ để ta săn vé xem phim rồi. Vi vị chân nhân lẩm bẩm nói. Chỉ cần Tống Bạch thật sự trong phim có thể tuấn mỹ bằng một nửa trong trailer thì vé này đáng giá mua. Đúng, à tuấn mỹ mà, thật muốn in hình hắn từ trailer ra rồi treo trong phòng để thưởng thức mỗi ngày quá. Còn có vị diễn viên Linh Nhi này nữa, xinh quá đi thôi. Cô ấy là loại phụ nữ đặc biệt thích hợp để quay phim, trước ống kính, cô luôn có thể bày ra góc độ quay phim thích hợp nhất theo bản năng. Từ lúc nào thì trong người đám phàm nhân lại có thêm nhiều nhân vật tuấn mỹ đến vậy hử? Vi vị chân nhân kéo đến cuối cùng rồi mở video trailer ra xem. Sau mấy hơi thở, Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết. Vi vị chân nhân phát ra tiếng gào thét. Mấy đệ tử đi vào tổ địa thí luyện bên cạnh bị hắn dọa sợ hết hồn. Vi vị Sư Huynh. Cao Thăng Sư Huynh là ai vậy? Vô Cực Ma Tông chúng ta có người như vậy sao? Một vị đệ tử trong số đó có quan hệ tốt với Vi vị chân nhân tò mò hỏi. Ha! Vi vị chân nhân cười xấu hổ. Không có không có, Vô Cực Ma Tông chúng ta cũng không có ai tên Cao Thăng Sư Huynh cả. Ta nói là bộ phim này, nhìn thấy chưa, Trận Chiến Mạt Pháp là tác phẩm mới tràn đầy phong cách hoa hạ của đạo diễn Jacob, bên trong có một nhân vật tên là Cao Thăng. Các người có rảnh thì đi xem video trailer của phim này đi, quay rất tuyệt. Cao Thăng Sư Huynh này nhất định phải chết, đáng tiếc diễn viên Bá Đao khẳng định không phải tên thật của hắn. Bằng không ta sẽ dùng pháp thuật nguyền rủa để nguyền rủa cái tên diễn vai Cao Thăng này từ xa. Hoàng Sơn Chân Quân không ghi tên thật của Tống Thư Hàng lên danh sách diễn viên tuyệt đối là cứu được một cái mạng nhỏ của Tống Thư Hàng. Bằng không, toàn Hoa Hạ, toàn thế giới, mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu người nguyền rủa Tống Thư Hàng. Sau khi nghe Vi vị chân nhân nhiệt liệt đề cử, rất nhiều đệ tử Vô Cực Ma Tông nhao nhao lấy di động ra rồi bắt đầu xem video trailer của Trận Chiến Mạt Pháp. Khẩu hiệu, Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết, nhất thời vang lên liên tục không ngừng. Ca khúc chủ đề này hay quá đi. Diễn viên thật anh tuấn mà. Lăng Dạ Sư Huynh đẹp quá trời quá đất luôn cơ. Nữ quỷ Linh Nhi cũng xinh ghê hồn. Chờ chút, ta cứ cảm thấy vị diễn viên đóng vai, Bát Tý Kiếm Thánh, này có hơi quen mắt. Hình như là một tu sĩ cấp chân quân của đạo môn đối nghịch với Vô Cực Ma Tông chúng ta thì phải. Người nghĩ nhiều rồi, trên thế giới này có chân quân nào rảnh háng mà đi đóng phim chứ? Nhưng vừa nghe ngươi nói vậy, ta phát hiện bé gái đóng vai, Đào Vô Tích, này cũng rất quen mắt nha. Đúng rồi, lần trước tạo hóa Pháp Vương của đấu chiến Phật Tông livestream trên mạng các ngươi có xem không? Lúc ấy có mấy vị tiên tử khiêu vũ, ca hát phía sau. Trong đó có một vị trông rất giống bé gái này đấy. Trong lúc nhất thời, các đệ tử thí luyện bắt đầu nhao nhao thảo luận nội dung phim, ca khúc chủ đề và diễn viên của Trận Chiến Mạt Pháp. Tuổi trẻ thật là tốt. Vi vị chân nhân nhẹ nhàng cảm thán. Đồng thời, hắn cầm di động của mình cẩn thận lưu lại ảnh trong phim của Lăng Dạ. Đáng tiếc ta không thể nào đi rạp chiếu phim xem bộ Trận Chiến Mạt Pháp này. Bằng không, bất luận thế nào cũng phải lấy được tư cách tham gia lễ ra mắt để nhìn tận mắt vị diễn viên đóng vai Lăng Dạ này. Vi vị chân nhân lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, vùng trận pháp phòng ngự mà vi vị chân nhân phụ trách bị người khác động vào. Có kẻ xâm nhập.
Vi vị chân nhân nhảy dựng lên rồi lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn nhanh chóng chạy đến khu vực quản lý trận pháp do mình phụ trách và điều động trận pháp theo dõi trước tiên. Chậc chậc, ta thật muốn nhìn xem, có phải dạo gần đây có kẻ ăn tim rồng gan phượng không mà dám tới tổ địa của Vô Cực Ma Tông chúng ta. Đúng là tự tìm xít mà. Vi vị chân nhân nói một cách lạnh lùng. Có phải có tu sĩ bất cẩn đi nhầm vào không? Trước kia thường xuyên có tu sĩ đi nhầm vào tổ địa của chúng ta. Một vị tu sĩ khác cũng phụ trách quản lý trận pháp ở bên cạnh cười ha ha. Nếu như đi nhầm vào thì xử lý thế nào? Vi vị chân nhân hỏi. Mặc kệ có phải đi nhầm hay không, kẻ dám vào tổ địa của Vô Cực Ma Tông chúng ta thì hôm nay cỏ trên nấm mồ đã cao nhồng rồi. Vi vị chân nhân gật đầu, vươn tay chọt một cái lên một pháp khí hình dáng chiếc gương. Để ta xem là ai to gan dám xông vào tổ địa của chúng ta. Pháp khí theo dõi sáng lên, hình dáng kẻ tiến vào phòng ngự của tổ địa hiện ra trên gương. Trên gương chiếu rọi một bóng người đang ngự kiếm mà đi. Bóng người kia có mái tóc đen dài đến eo được xõa tung ra bay lượn theo gió. Dung mạo của hắn tuấn mỹ đến khó tin, cứ như tiên nhân rơi xuống trần gian vậy. Trên người hắn có loại hấp dẫn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lúc Vi vị chân nhân nhìn đến bóng dáng tiên nhân này thì đôi mắt trừng lớn, dường như trời đất này đều trở nên không còn ánh sáng. Chỉ có bóng người kia là nguồn sáng duy nhất dưới gầm trời này. Lăng giả! Vi vị chân nhân la lên. Gì cơ? Tu sĩ phụ trách quản lý trận pháp bên cạnh nghi hoặc hỏi lại. Là nhân vật chính lăng giả trong bộ phim trận chiến mạt pháp kia. Vi vị chân nhân nói, đồng thời trong lòng hắn bắt đầu xoắn xuýt. Không ngờ nhân vật chính lăng dạ này lại là tu sĩ thật. Nhưng tại sao hắn lại muốn tới tổ địa của Vô Cực Ma Tông chúng ta chứ? Là hắn bất cẩn đi nhầm vào phòng ngự tổ địa chúng ta sao? Làm sao bây giờ, thật sự phải đánh chết hắn à? Trong lúc đang suy tư thì vị nhân vật chính lăng dạ trên bầu trời kia nâng hai tay lên cao, chụp vào hư không. Ngay sau đó, ở giữa hai tay hắn có một luồng kiếm khí phóng lên cao rồi ngưng tụ thành thanh kiếm màu vàng trong rất sống động. Trong bầu trời sao còn có vô số linh lực hóa thành điểm sáng màu vàng đang không ngừng hội tụ rồi hòa vào trong thanh kiếm khổng lồ kia. Kiếm khí càng tụ càng lớn, trong nháy mắt đã hóa thành thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài chừng 400 mét. Chói mắt bực nào! Mắt sắp bị chói mù rồi. Đồng thời vì vị chân nhân biết, vị nhân vật chính lăng dạ này không phải đi nhầm vào tổ địa của Vô Cực Ma Tông bọn họ. Đối phương tới để công thành đấy. Địch tập kích, nhân vật chính lăng dạ kia tới đây công thành kia. Vi vị chân nhân gào lên. Thần tượng trong lòng lại trở thành kẻ địch chỉ trong một giây, tâm can vi vị chân nhân đau thắt. Chương 799, mùi bảo vật. Một giây trước còn quyết định trở thành fan của một diễn viên, coi người ta là thần tượng. Nhưng một giây sau, thần tượng này lại đánh tới cửa. Loại cảm giác này thật vi diệu. Cho dù bọn họ là ma đạo, lăn lộn trong chốn xã hội đen. Nhưng bị thần tượng mà mình vừa mới thành fan đánh tới cửa thế này, vì vị chân nhân cảm thấy lòng đau như cắt. Lúc này, vị lăng giả trên không trung đã bắt đầu công kích. Bạch tôn giả giơ kiếm khí màu vàng dài 400 thước chói mù mắt người khác kia lên cao, đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, Thư Hàng, A Thập Lục, chiêu này nên lấy tên gì cho hay nhỉ? Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục ở sau lưng Bạch tôn giả, trên người bọn họ có hộ thuẫn phòng ngự. Còn bổ sung thêm một trận pháp thuộc loại hình ẩn thân. Sau khi nghe được câu hỏi của Bạch tôn giả, hai người trợn mắt ngu người. Bạch tiền bối muốn tung tuyệt chiêu. Nhưng Bạch tiền bối lại chưa nghĩ ra tên của tuyệt chiêu, làm sao bây giờ? SOS, online chờ hỏi, khẩn cấp. Hay gọi nó là thánh kiếm vậy? Tống Thư Hàng ngửa mặt nhìn kiếm khí cỡ to cao 400 thước nọ, nếu một ngày nào đó hắn cũng có thể ném ra kiếm khí màu vàng dài thế này, vậy thì đời này đáng giá rồi. Thánh kiếm, nghe không oai phong lắm nhưng kệ vậy, tình hình gấp quá rồi, dùng đại thôi. Bạch tôn giả gật đầu, sau đó hai tay cầm kiếm khí màu vàng dùng sức chém xuống một kiếm, mở miệng hét lớn. Thánh kiếm, cự kiếm màu vàng dài 400 thước thẳng tay chém xuống tầng phòng ngự của tổ địa Vô Cực Ma Tông. Quá đã, quả nhiên phải hô tên chiêu thức ra thế này thì mới sướng được. Cự kiếm bổ trúng phòng ngự của tổ địa Vô Cực Ma Tông. Từng đợt sóng khí tràn ra. Kiếm khí màu vàng bốc lên cuồn cuộn, phòng ngự của Vô Cực Ma Tông thu nhỏ lại. Kiếm khí màu vàng tản đi. Rắc rắc. Trên phòng ngự của Vô Cực Ma Tông lại xuất hiện từng mảng đường vân rạn nứt. Vi vị chân nhân phụ trách quản lý trận pháp khu vực này bị dọa hết hồn.
đậu xanh rau má, không hổ là nhân vật chính Lăng Dạ, không ngờ một kiếm này lại mạnh như vậy. Ngay cả phòng ngự mạnh mẽ của tổ địa cũng bị chém nứt. Thực lực của vị Lăng Dạ này ít nhất ở chân quân lục phẩm. Không đúng, ít nhất phải từ tôn giả thất phẩm trở lên. Đây là đại địch. 10 ngón tay của vi vị chân nhân tức tốc làm ra một loạt thao tác, kích hoạt linh thạch dưới trận pháp tổ địa. Vô số linh thạch bốc cháy, dung nhập vào trong đại trận phòng ngự, tu bổ vết nứt trên đại trận. Nhưng trận pháp còn chưa khôi phục xong, vị Lăng Dạ trên không trung lại xúc lực một lần nữa, bắt đầu đợt công kích thứ hai. Vẫn là tư thế hai tay cầm kiếm giơ cao lên, kiếm khí lại ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm sống động như thật. Sau đó, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng hóa thành điểm sáng màu vàng dung nhập vào trong kiếm. Nhưng lần này kiếm khí không biến to thành cự kiếm dài 400 thước nữa, mà là không ngừng áp xúc ngưng tụ. Từ một lưỡi kiếm dài 2 thước, cuối cùng áp xúc ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm chỉ dài chừng nửa thước. Lăng Dạ lại giơ cao thanh đoản kiếm này, hít thở sâu. Thư Hàng, chiêu này phải lấy tên gì cho hay đây? Bạch Tôn Giả lại hỏi. Lại nữa à? Bạch Tiền Bối, ta là người luyện đao mà. Ngài bảo ta đặt tên cho kiếm pháp, thế chẳng phải là đang giày vò ta sao? Không biết từ lúc nào mà Tống Thư Hàng đã tự cho mình là một người luyện đao rồi. Hắn suy nghĩ chốc lát. Hay gọi là ma kiếm nhé. Bạch Tôn Giả quay qua nhìn Tô Thị A Thập Lục. Tiểu Thập Lục, người nghĩ chiêu này nên gọi là gì? Chu Tiên Kiếm có được không? Tô Thị A Thập Lục đáp. Các ngươi cùi bắp quá. Bạch Tôn Giả khinh bỉ nói. Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi hắn bay ra, tự động bật lên rồi bắn ra một hình ảnh. Hình ảnh này là giao diện trong game, trên đó hiện thị bảng thuộc tính nhân vật mà Bạch Tôn Giả xây dựng trong game. Phía dưới có liệt kê một loạt kỹ năng. Tống Thư Hàng vừa liếc mắt đã nhận ra tựa game mà Bạch Tôn Giả chơi. Là một sản phẩm game mobile trong nước không cần động não quá nhiều, chính là loại game mobile có nhân vật khá thô, nhưng tên chiêu thức lại rất kêu, giao diện tung chiêu cũng rất hoa lệ. Nhưng trên thực tế, những tên chiêu thức cùng với giao diện xuất chiêu hoa lệ này đều là hàng ngoại nhập. Chỉ cần sửa mấy chữ, đổi màu sắc kỹ năng một chút là trở thành kỹ năng game mobile trong nước ngay. Lúc này Bạch Tôn Giả bước lên trước một bước, sau đó hét lớn. Xem chiêu khế ước thắng lợi cự kiếm. Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, không cần kêu ra như vậy đâu. Ngài không biết tên chiêu thức kiểu này hô lên kỳ lắm à? Nghe ngài hô mà ta xấu hổ không dám ngẩng mặt lên luôn này. Lúc này, tiểu kiếm trong tay Bạch Tôn Giả chém ra, à chính xác hơn là bị ném bay ra ngoài. Tiểu kiếm dài chừng nửa thước chém mạnh vào chỗ rạn nứt còn chưa khôi phục lại trên tầng phòng ngự của tổ địa. Thanh tiểu kiếm này nhỏ nhưng có võ, áp xúc là tinh hoa. Trong thân kiếm nho nhỏ hàm chứa uy lực chẳng kém gì thánh kiếm kiếm khí màu vàng 400 thước trước đó. Ầm 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 ầm, khế ước thắng lợi cự kiếm nổ tung, rốt cuộc phòng ngự của tổ địa cũng không chống đỡ nổi, vỡ tan tành giống như thủy tinh. Tu vi trận pháp của Bạch Tôn Giả đứng hàng số 1 số 2 trong nhóm Cửu Châu số 1. Hai lần công kích của hắn đều nhắm vào chỗ yếu nhất trên trận pháp phòng ngự của tổ địa Vô Cực Ma Tông, cho nên chỉ cần hai kiếm đã dễ dàng chọc thủng đại trận phòng ngự. Nguy rồi, tầng phòng ngự thứ nhất bị phá, tầng phòng ngự thứ hai bị lan đến, tầng phòng ngự thứ ba thứ tư cũng chịu ảnh hưởng. Tên xâm nhập Lăng Dạ là tu sĩ cấp bậc tôn giả thất phẩm, hơn nữa đối phương còn giỏi trận pháp, mỗi một chiêu đều công kích thẳng vào chỗ yếu nhất trên đại trận phòng ngự. Trận pháp phòng ngự của chúng ta không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Tức tốc đi mời Lư Sơn Lộ trưởng lão xuất quan, chỉ có hắn mới có thể ngăn cản tên xâm nhập này. Vi vị chân nhân kêu lên. Lư Sơn Lộ trưởng lão có đạo hiệu là Lư Sơn Lộ Ma Quân, là đại ma đầu cấp bậc tôn giả thất phẩm. Xem cho rõ nhé, là Lư Sơn Lộ Ma Quân chứ không phải là Lư Sơn Ma Quân. Còn nhớ hồi trước Tống Thư Hàng suýt chút nữa có một đạo hiệu gọi là Đường Bạch Kình thành phố Văn Châu tỉnh Chiết Giang nước Hoa Hạ chân nhân không? Đạo hiệu của vị Lư Sơn Lộ trưởng lão này cũng thuộc hệ liệt này đấy. Đường Bạch Kình bằng Bạch Kình Lộ. Quê quán của hắn cũng không tại Lư Sơn, chẳng qua là hắn đã từng cư ngụ ở một nơi tên là Lư Sơn Lộ, sau đó dứt khoát lấy luôn đạo hiệu là Lư Sơn Lộ Ma Quân. Sau này, khi hắn thành tôn giả thất phẩm cũng nghĩ tới chuyện đổi một đạo hiệu khác nghe ngầu hơn, nhưng đáng tiếc là đổi không được nữa. Bởi vì tu sĩ trên toàn thế giới đều gọi hắn là Lư Sơn Lộ Ma Quân. Cho dù hắn có đổi đạo hiệu khác cũng vô dụng. Thọ nguyên của Lư Sơn Lộ Ma Quân không còn nhiều, hắn lựa chọn bế tử quan tại nơi đã từng là tổng đàn của Vô Cực Ma Tông tổng đàn,
hiện giờ là một trong tứ đại tổ địa, định thông qua bế tử quan tìm kiếm tương lai cho mình. Cho nên, nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì người của tổ địa sẽ không mời Lư Sơn Lộ Ma Quân đi ra ngoài. Đồng thời mở ra đại trận phản kích, đệ tử trong tổ địa chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời phản kích. Nhất định phải chống đỡ cho đến khi Lư Sơn Lộ trưởng lão xuất quan. Tu sĩ bên cạnh Vi Vị Chân Nhân trầm giọng nói. Bạch tiền bối, đối phương còn đến mấy tầng trận pháp phòng ngự, hơn nữa trận pháp phản kích cũng sắp khởi động rồi. Tô Thị A Thập Lục nói. Không vội, chờ ta bổ sung mana trước đã. Bạch Tôn Giả đưa tay tiến vào phong ấn, tiếp xúc với đóa hoa sen thủy tinh bổ sung mana kia. Chỉ mới vừa tiếp xúc đã có một luồng linh lực vô cùng tinh thuần từ trong hoa sen thủy tinh xông ra, nhanh chóng bù đắp vào phần linh lực mà Bạch Tôn Giả đã tiêu hao trong lúc một đường ngự kiếm phi hành, cùng với một kích thánh kiếm và một kích khế ước thắng lợi cự kiếm mới tung ra lúc nãy. Trong nháy mắt, Bạch Tôn Giả đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trở về trạng thái đỉnh phong rồi, tiếp tục nào, để xem phòng ngự của tổ địa vô cực ma tông có thể chống đỡ đến khi nào. Một chiêu sau đây là nát bấy thôi. Ngân Hà Hạch Bạo Kiếm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuộn trào, tầng phòng ngự thứ hai của tổ địa vô cực ma tông sắp bị phá vỡ. Diệt Thế Ma Quang Pháo. Ầm 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 một. Chỉ lát sau, tầng phòng ngự thứ hai của tổ địa vô cực ma tông vỡ tan tành. Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật. Bạch tiền bối, rõ ràng tay ngài ném kiếm khí về phía tổ địa vô cực ma tông, vậy mà trong miệng lại hô ma quang pháo, ngài không thấy sai trái à? Bạch Tôn Giả xoay đầu lại. Vậy ngươi tìm cho ta mấy cái tên chiêu kiếm hay ho một chút đi. Câu trả lời này có ý là, có ngon thì ngươi lên đi. Trong lúc hai người nói chuyện, chức năng phản kích trong hệ thống phòng ngự của tổ địa đã bắt đầu khởi động. Vô số phù bảo, kiếm khí, đao mang, pháp thuật cự long, phượng hoàng lửa xuất hiện như mưa, tấn công về phía Bạch Tôn Giả. Những công kích này, phần lớn đều là công kích đoàn thể. Thông thường thì những chiêu này được dùng để phản kích đánh trả cả trăm cả ngàn tu sĩ đối địch lúc xảy ra công thành chiến. Nhưng lần này, tất cả công kích đều nhắm vào một mình Bạch Tôn Giả. Công kích dày đặc thế này khiến người ta không thể nào tránh né được. Cho dù có thân pháp né tránh cao siêu đi nữa, nhưng khi gặp phải công kích toàn bản đồ thế này thì cũng xong thôi. Lúc này, Bạch Tôn Giả đẩy tay phải về phía trước, năm ngón tay xòe ra. Hóa xa. Trong hư không, vô số linh khí ngưng tụ lại hóa thành cát chắn trước mặt Bạch tiền bối. Đồng thời, cát trên mặt đất cũng bị hút bay lên không trung, dung nhập vào trong biển cát mà Bạch Tôn Giả thi triển. Mục đích của ta là muốn thăm dò các vấn đề như tốc độ bổ sung linh lực của hoa sen thủy tinh như thế nào, có hạn chế số lần bổ sung hay không, có để lại di chứng hay không. Cho nên giờ cứ dùng linh lực thả cử. Bạch Tôn Giả giải thích. Ầm 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 ầm. Toàn bộ phản kích của vô cực ma tông đều đánh vào màn cát. Nhưng màn cát sinh sôi không ngừng, bị đánh tản ra sẽ hóa thành linh lực, không ngừng có cát mới sinh ra dung nhập vào trong màn cát, ngăn cản toàn bộ công kích của trận pháp phản kích trong tổ địa vô cực ma tông. Công kích kéo dài đến chừng 15 hơi thở mới có thể đánh nát hoàn toàn màn cát do Bạch Tôn Giả ngưng tụ ra. Nhưng sau khi màn cát bị đánh nát, ba người Bạch Tôn Giả vốn ẩn thân phía sau màn cát lại biến mất không thấy đâu. Cẩn thận, đối phương chơi chiêu ve sầu thoát xác, rời vị trí rồi. Vi Vị Chân Nhân kêu lên. Rầm. Lúc này, trận pháp phòng ngự trên đỉnh đầu đột nhiên bị phá vỡ hai tầng liền. Chỉ thấy Bạch Tôn Giả chân đạp hư không, tay phải cầm lưu tinh kiếm, không mượn những cái tên kỹ năng không bình thường trong game nữa mà chỉ nghiêm túc chém ra một kiếm. Không thể nào. Cho dù hắn là tôn giả thất phẩm cũng tuyệt đối không thể nào một kiếm phá vỡ hai tầng phòng ngự của tổ địa được. Vi Vị Chân Nhân trợn to hai mắt. Phòng ngự của tổ địa cực mạnh, một tầng mạnh hơn một tầng. Đừng nói là tôn giả thất phẩm, cho dù huyền thánh bát phẩm cũng đừng hòng dùng một kiếm phá vỡ hai tầng phòng ngự. Là lực lượng không gian. Lúc này, một vị chân quân của vô cực ma tông thấy được lúc Bạch Tôn Giả chém ra một kiếm kia, trên kiếm khí còn mang theo một loại sức mạnh đặc thù. Chính vì có lực lượng không gian thêm vào nên phòng ngự của tổ địa mới bị phá vỡ liên tục. Người thấy rồi, là mùi bảo vật. Chương 800, thực tế ảo và mỹ nhân xương cốt. Mùi bảo vật. Tống Thư Hàng không hiểu hỏi lại. Không sai, ta có thể cảm ứng được ở vị trí kia có cất giữ bảo vật. Ánh mắt của Bạch Tôn Giả rơi vào một chỗ trong tổ địa vô cực ma tông. Đó là một tòa lầu các bình thường có hình dạng xấu xí, nhìn qua chẳng khác gì chỗ ở của đệ tử phổ thông.
nhưng trực giác của Bạch Tôn giả nói cho hắn biết, bảo vật có giá trị nhất trong cả cái tổ địa Vô Cực Ma Tông này đang nằm ở chỗ đó. Bạch tiền bối, còn mấy tầng trận pháp phòng ngự nữa vậy? Đợt phản kích tiếp theo của Vô Cực Ma Tông sắp tới rồi, nếu chúng ta muốn đi vào lấy bảo vật thì phải đẩy nhanh tốc độ phá hủy trận pháp phòng ngự. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Bạch Tôn giả nói. Trận pháp phòng ngự à? Trước khỏi phá nữa, chúng ta trực tiếp đi vào luôn. Ban đầu, hắn chỉ muốn thử xem tốc độ, hiệu suất bổ sung mana của hoa sen thủy tinh, đồng thời cũng xem thử có hậu di chứng gì hay không. Hiện tại đã khảo nghiệm xong, hoa sen thủy tinh có chức năng giống như thẻ VIP nạp mana trong game. Nó có thể khôi phục linh lực cho người dùng bất cứ lúc nào, linh lực sau khi khôi phục không cần ân cần săn sóc chuyển đổi mà có thể hấp thu trực tiếp, không hạn chế số lần sử dụng, tạm thời không phát hiện ra di chứng gì sau khi dùng. Nhiệm vụ khảo sát đã hoàn thành, nếu như tổ địa của Vô Cực Ma Tông không có cái gì có thể hấp dẫn hắn, Bạch Tôn giả định tung ra thêm mấy tuyệt chiêu tiêu hao linh lực. Sau đó, nhân lúc tu sĩ cấp bậc tôn giả của đối phương chưa ra, lập tức mang Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục rời đi. Nhưng bây giờ trong tổ địa của Vô Cực Ma Tông lại cất giấu bảo vật khiến hắn cảm thấy hứng thú, vậy nên Bạch Tôn giả muốn biết bảo vật kia là thứ gì. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Đi vào bằng cách nào? Hắn vừa dứt lời, Bạch Tôn giả đột nhiên mang theo hắn và Tô Thị A Thập Lục, thân hình ba người chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi Tống Thư Hàng mở mắt ra lần nữa, ba người đã xuất hiện ở bên trong một tòa lầu các bình thường. Suýt quên mất, Bạch tiền bối nắm giữ lực lượng không gian mà. Hơn nữa gần đây Bạch tiền bối dùng lực lượng không gian càng ngày càng thuần thục, bây giờ đã có thể mang hai người trực tiếp tiến hành dịch chuyển không gian. Thành công rồi, dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn, cho dù mang theo hai người cũng dễ dàng thực hiện được. Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, trước khi thuấn di, chính ngài cũng không bảo đảm sẽ thành công à. Đừng sợ, trước khi tiến hành không gian thuấn di thì ta đã chuẩn bị thỏa đáng cho trường hợp thất bại rồi, bảo đảm mọi người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Tôn giả bảo đảm nói. Tô Thị A Thập Lục và Thư Hàng cảm thấy mình nên tin tưởng Bạch tiền bối mới phải. Bên kia, người đâu, sao tự dưng biến mất thế này, bọn họ đi đâu rồi? Vi vị chân nhân nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, nhưng dù đã xem hết mọi ngõ ngách cũng không phát hiện bóng dáng của Lăng Dạ đâu cả. Đáng ghét, lại đi nơi nào rồi? Giữ vững cảnh giác, ba tầng trận pháp phòng ngự cuối cùng không ngăn được đối phương đâu. Lư Sơn Lộ trưởng lão vẫn chưa ra sao? Nhân viên quản lý trận pháp đứng bên cạnh vi vị chân nhân vội la lên. Lư Sơn Lộ trưởng lão không có phản ứng gì hết, chỉ sợ là đang bế quan đến thời khắc quan trọng, có lẽ lần này hắn không đi ra được. Một vị đệ tử của Vô Cực Ma Tông cười khổ nói. Chết tiệt! Vi vị chân nhân cắn răng mắng. Hắn đưa tay chuyển đổi màn hình theo dõi liên tục, thế nhưng Lăng Dạ giống như đã bốc hơi, không hề xuất hiện nữa. Hay là đối phương trốn thoát mất rồi? Nếu như đối phương rời đi thật, có lẽ đây cũng là kết cục tốt nhất đối với hắn lúc này. Mới đây không lâu, đối phương còn là thần tượng mà hắn quyết định sùng bái. Bên trong một tòa lầu các bình thường trong tổ địa Vô Cực Ma Tông. Bạch Tôn giả đảo mắt quan sát tòa lầu này, trực giác nói cho hắn biết, nơi này có bảo vật, nhưng hắn lại không xác định được là bảo vật được cất giấu ở đâu. Chia nhau ra tìm, trong tòa lầu các này chắc hắn có cất giấu đại bảo vật. Nếu tìm ra được thì ba chúng ta cùng chia của. Bạch Tôn giả nói. Tô Thị A Thập Lục hỏi. Bạch tiền bối, thế bảo vật đó đại khái trông thế nào vậy? Muốn tìm đồ thì ít nhất cũng phải nói trước một ít tin tức về bảo vật cho cô biết chứ. Cứ tìm đại đi, hẳn là một bảo vật rất hiếm có, không thể bỏ qua được. Bạch Tôn giả đáp. Thế này thì làm sao mà tìm ra chứ, Tô Thị A Thập Lục thầm nói trong lòng. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Có lẽ ta biết bảo vật ở chỗ nào. Ồ, Thư Hàng phát hiện ra điều gì sao? Một hồi lấy được bảo vật, chia cho ngươi phần nhiều. Bạch Tôn giả đạo. Tống Thư Hàng chỉ tay xuống dưới đất. Ta cảm ứng được ở dưới chân chúng ta có một không gian rất lớn. Không gian kia nằm giữa hư ảo và hiện thực. Hơn nữa, nó mang đến cho ta một loại cảm giác rất vi diệu. Rất thân thiết. Tô Thị A Thập Lục. Rất thân thiết. Ừ, hay nói cách khác là nó và ta có một loại cộng minh nào đó. Tống Thư Hàng vừa nói, vừa đưa tay cẩn thận vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Lúc tiên thiên chân khí dạng lỏng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, cảm giác cộng minh đó lại càng thêm mãnh liệt.
Lúc Tống Thư Hàng vận chuyển công pháp, Bạch Tôn Giả phất tay bày ra một trận pháp phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, tránh cho ba người bị đệ tử của Vô Cực Ma Tông phát hiện. Sau đó Bạch Tôn Giả hỏi, không gian phía dưới nằm ở độ sâu bao nhiêu, ta trực tiếp mang các ngươi thuấn di đến. Tống Thư Hàng lắc đầu đáp, ta chỉ có thể cảm giác được nó ở rất sâu, nhưng cụ thể sâu bao nhiêu thì ta cảm ứng không ra. Bạch Tôn Giả, Tô Thị A Thập Lục đưa tay xoa huyệt thái dương, cô cảm thấy đi theo chuyến này mệt quá đi mất. Bạch Tôn Giả nói, đã vậy thì các ngươi tới đây, ta dùng địa độn pháp thuật mang các ngươi chui xuống đất đi. Tiền bối, nơi này là tổ địa Vô Cực Ma Tông nên nhất định tồn tại đủ loại cấm chế, có thể tiến hành địa độn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Trong phạm vi thế lực của Nho Gia Bạch Vân Thư Viện, khắp nơi đều có cấm chế, không cách nào thi triển địa độn. Vậy nên chắc Vô Cực Ma Tông cũng sẽ không kém đâu nhỉ. Và lại Tống Thư Hàng có ám ảnh tâm lý với địa độn thuật. Lần trước bị Ngư Kiều Kiều mang đi địa độn, ăn một bụng bùn đất, nghĩ tới thôi đã thấy hoảng rồi. Quả thật là có mấy đạo cấm chế nhưng chúng không ngăn được ta đâu. Bạch Tôn Giả tự tin nói. Dứt lời, tay trái kéo Tô Thị A Thập Lục, tay phải kéo Tống Thư Hàng, thi triển địa độn thuật. Ba người chui xuống đất nhìn giống như đang lặn xuống nước vậy. Địa độn thuật mang ba người chìm mãi xuống mười mấy phút, nhưng vẫn không hề tiếp xúc đến cấm chế của Vô Cực Ma Tông. Kỳ quái, theo như ta quan sát được thì cấm chế của Vô Cực Ma Tông nằm trong phạm vi 10 thước dưới lòng đất. Chúng ta chìm xuống lâu như vậy rồi, tại sao còn chưa gặp cấm chế nhỉ? Bạch Tôn Giả nghi hoặc nói. Trừ khi cấm chế dưới lầu các trong tổ địa Vô Cực Ma Tông đã bị người nào đó âm thầm động tay động chân rồi. Lại chìm chừng nửa giờ nữa. Rốt cuộc phía dưới cũng xảy ra dị biến. Ba người Bạch Tôn Giả lập tức rơi vào một cái động lớn, đây là hang động được đào ra trong lòng đất. Trong hang động có sóng linh lực mạnh mẽ, linh khí cực kỳ nồng đậm. Thậm chí linh khí trong hư không còn ngưng tụ thành vô số điểm sáng, nhìn giống như đom đóm bay đầy cả hang động. Bạch Tôn Giả quét mắt nhìn bốn phía, sau đó hỏi. Chính là chỗ này sao? Toàn bộ hang động đều là màu đỏ thẫm, tản ra mùi máu tanh. Không sai, đúng là chỗ này. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Nhưng nhìn qua thì huyệt động này cũng không có chỗ nào kỳ dị, toàn bộ huyệt động đều sạch bóng, không có bất kỳ vật thể nào. Bảo vật giấu ở đâu chứ? Tô Thị A Thập Lục suy nghĩ một chút, sau đó thò tay móc từ trong túi ra một nắm đậu rang rồi ném về mọi góc trong hang động. Phần lớn đậu rang đụng phải vách hang động, rơi xuống mặt đất. Lấy chỗ đứng của ba người làm gốc, khi đậu rang rơi vào phạm vi hướng 2 giờ thì đột nhiên biến mất không thấy đâu. Trong hư không sinh ra hàng loạt gợn sóng, nuốt chửng đậu rang. Thì ra là vậy, là thực tế ảo. Bạch Tôn Giả nói. Năng lực đại biểu của Tôn Giả thất phẩm, thực tế ảo. Thế giới sa mạc của Bạch Tôn Giả cũng chính là một loại thực tế ảo. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, vị Tôn Giả thất phẩm của tổ địa Vô Cực Ma Tông tổ đang ở nơi này. Hẳn là vậy. Bạch Tôn Giả nói. Nhưng thực tế ảo trước mắt này có thể không phải do vị Tôn Giả thất phẩm kia của Vô Cực Ma Tông bày ra, mà là mượn pháp bảo nào đó, bởi vậy nên ta mới cảm ứng không ra. Ngoài ra, ta cảm giác được bảo vật đang ở bên trong. Dứt lời. Bạch Tôn Giả dẫn đầu xông về vị trí mà đậu rang biến mất. Tống Thư Hàng cùng với Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau. Trong hư không lại sinh ra gợn sóng. Thân ảnh ba người biến mất trong gợn sóng. Một lát sau, ba người xuất hiện trên một thảo nguyên mênh mông vô tận. Đồng thời, linh khí trên thảo nguyên còn nồng đậm hơn trong hang động đỏ thẫm tanh mùi máu kia. Linh khí đập vào mặt khiến ba người Tống Thư Hàng cảm giác sảng khoái dễ chịu như đang tắm gió xuân. Là một nơi rất thích hợp để tu luyện, linh lực ở nơi này nồng đậm không kém gì một số linh mạch cỡ nhỏ. Bạch Tôn Giả nói. Đang nói chuyện, trong thiên địa bỗng truyền đến từng trận cười lạnh lót như chuông bạc. Tiếng cười kia giống như thanh âm của rất nhiều cô gái phát ra khi đang nô đùa. Nhưng thanh âm kia là từ bốn phương tám hướng vọng tới, khiến người ta không thể xác định được âm thanh này là từ đâu truyền tới. Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển công pháp để thân thể ở vào trạng thái tốt nhất. Trước đây không lâu nữ tử tóc xanh đã tính cho hắn một quẻ, đó là quẻ thượng 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 thượng, đại cát đại lợi đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận chú ý. Nếu không, có khi còn xuất hiện một kiếp nạn còn tàn khốc hơn sự kiện không gian kim liên của Nho gia cũng không chừng. Phía trước là cái gì vậy? Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói.
Bạch Tông Giả và Tống Thư Hàng nhìn về phương hướng mà A Thập Lục chỉ thấy nơi đó hiện lên một vùng hồng quang, trong ánh sáng mơ hồ thấy được có hơn 10 vị nữ tiên mặc đồ trắng chậm chậm đi tới. Trong lúc đi đường, bọn họ còn cười đùa trao đổi với nhau. Xem ra tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong hư không kia đúng là xuất phát từ chỗ bọn họ. Sau khi đi mười mấy bước, hơn 10 vị nữ tiên này đột nhiên bắt đầu cởi y phục màu trắng trên người ra. Một lời không hợp lại tặng phúc lợi. Tống Thư Hàng có chút lúng túng, Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục còn đang đứng bên cạnh, cưỡng chế nhận phúc lợi thế này xấu hổ quá đi mất. Nhưng Tống Thư Hàng cũng không ngại ngùng được bao lâu, bởi vì màn phúc lợi của nhóm nữ tiên áo trắng chỉ là đoạn mở đầu thôi, sau đó phim nóng lại đột nhiên biến thành phim kinh dị. Quần áo trắng cởi ra, nhưng lộ ra không phải là da thịt nõn nà, mà lại là xương cốt trắng hếu. Chương 801, dừng bước, thần thú bộ đại sư. Nhóm nữ tiên trước đó vẫn còn đang cười đùa chỉ chớp mắt đã biến thành những khúc xương trắng như ngọc, trên xương còn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng làm người ta vô cùng đau lòng. Nếu kéo Hòa Thượng Tây đến đây, cho hắn nhìn thấy cảnh tượng này có khi sẽ càng hiểu rõ Phật Pháp hơn. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Không đúng, Hòa Thượng Tây là đạo gia mà, Phật Pháp có tinh thâm hơn nữa cũng chả có tác dụng gì. Tô Thị A Thập Lục hỏi. Bạch tiền bối, có vẻ đây là thứ cùng loại với bạch cốt hiêu à? Bạch cốt hiêu mới lạ như vậy ta cũng chưa từng thấy. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng. Dù sao cũng là ở trong thực tại ảo, thực và ảo căn bản không thể phân biệt được. Bạch Tôn Giả. Hơn nữa, cái thực tại ảo này có vấn đề, hoàn toàn không phải là thứ mà trình độ tôn giả thất phẩm bình thường có thể làm ra được. Cho dù là thực tại ảo do ta mở ra cũng không thể có linh khí dày đặc đến mức này. Thực tại ảo. Này quả thực cứ như sáng tạo một tiểu thế giới. Vậy, đó không phải là tác dụng giống như của hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng hay sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Bạch Tôn Giả đáp. Đúng ra phải nói là phiên bản lỗi của hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng, bởi vì so sánh với thế giới chân chính thì thực tại ảo này còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Mà ta nhớ, tiểu thế giới mà Nho Gia mở ra khi đó đã có thể nói là tiểu thế giới hoàn chỉnh rồi. Còn hạch tâm trong tâm khiếu Thư Hàng là cùng cấp bậc với Kim Liên của Nho Gia. Đang nói chuyện, bỗng thấy ánh cầu vồng phương xa dần dần tiêu tán. Mà mấy bộ xương của nữ tu cũng biến mất. Tống Thư Hàng. Biến mất rồi, đó là ảo ảnh sao? Đi, đến nơi đó xem thử, không chừng có thể tìm ra manh mối. Bóng dáng Bạch Tôn Giả vụt qua, lướt như bay về phía ánh cầu vồng vừa biến mất. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cũng theo sát Bạch tiền bối. Đến rồi, chính là chỗ này. Bạch Tôn Giả dừng lại. Trước mặt họ là một cái hồ lớn trơ đáy. Do không có nước, đáy hồ đã nứt ra. Những sinh vật sống trong hồ nay chỉ còn lại thi cốt. Có xương và vỏ của các loại cá và động vật thân mềm, còn cả rất nhiều rễ thực vật đã khô héo. Nhưng không hề thấy hơn 10 bộ xương nữ tiên ban nãy. Có vẻ như cái hồ này đã khô cạn rất lâu rồi. Tống Thư Hàng nghĩ rồi nói với Tô Thị A Thập Lục. Thập Lục, có mang đậu rang không? Thử ném xuống hồ chút xem trong này có nguy hiểm gì không. Hết đậu rang rồi, hạt dưa thì có mang một ít. Tô Thị A Thập Lục giơ tay vãi một ít hạt dưa. Bộp 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 bộp. Hạt dưa rơi xuống đáy hồ khô cạn. A Thập Lục mang theo không ít đồ ăn vặt, hơn nữa còn mang rất nhiều loại. Hơn 10 giây sau, Tống Thư Hàng nói. Xem ra không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn vừa dứt lời thì đã tự vả bôm bốp. Trong hồ lớn khô khốc bốc lên một ụ đất, tựa như có thứ gì đó đang chui ra ngoài. Có thứ gì chui ra kìa, là bộ xương của nhóm nữ tiên khi nãy sao? Tô Thị A Thập Lục tò mò nhìn ụ đất mà đoán. Kẹt kẹt kẹt, có tiếng kim loại ma sát truyền ra. Sau một chốc, một đám thân ảnh mặc khôi giáp hoa lệ kín người, tinh xảo, đẹp đẽ chui ra từ ụ đất. Cho dù vừa chui ra từ đống đất nhưng bộ giáp vẫn sáng lóa. Những thân ảnh mặc khôi giáp này dù toàn thân là giáp nhưng không hề cồng kềnh mà còn có vẻ rất nhỏ gọn, vóc dáng có lồi có lõm, là phụ nữ. Mỗi một động tác của họ đều phát ra tiếng kim loại ma sát trong trẻo. Người chế tạo ra loại giáp này chắc chắn là quá rảnh háng. Bạch Tôn Giả nhẹ nhàng gạt ngón tay, lưu tinh kiếm trôi xung quanh Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, để phòng có biến. Lúc này, người mặc giáp bạc sáng bóng gần nhất tiến lên một bước nói. Dừng bước. Thần thú bộ đại sư, hãy rời khỏi nơi này. Tiến thêm bước nữa chính là giao trì cấm địa, đây không phải nơi ngươi có thể tiến vào.
là giọng nữ, chỉ là xuyên qua bộ giáp nghe có vẻ cổ quái. Nói xong, đám người mặc giáp không hề tấn công mà bày ra tư thế phòng thủ, chỉ cần ba người Tống Thư Hàng không đi tiếp, các cô sẽ không tấn công. Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục liếc nhìn nhau. Thần thú bộ đại sư, còn giao trì cấm địa. Thần thú bộ đại sư, là ai vậy? Tô Thị A Thập Lục nhìn Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng, dù sao cũng không phải là cô là đao tu. Hơn nữa, cô cũng không có thiên phú nuôi sủng vật. Bạch Tôn Giả quay đầu nhìn Thư Hàng, nói. Thư Hàng, người thành thần thú bộ đại sư khi nào vậy? Ta chưa từng thành thần thú bộ đại sư gì đó. Ai, đợi chút, có lẽ là có liên quan đến cái này. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một thứ, hắn lấy hai sợi xích màu vàng thô to từ trong túi thu nhỏ một tấc ra. Tống Thư Hàng đã từng dùng bí pháp giám định để kiểm tra dây xích vàng này, có được thông tin linh thú liệm, chế tạo từ vàng tinh chất, tượng trưng thân phận của đệ tử thần thú bộ trong 88 bộ của thiên đình viễn cổ. Mỗi sợi linh thú liệm đều đại diện thân phận của một đại sư thuần dưỡng linh thú được thiên đình viễn cổ công nhận. Thần thú bộ là danh xưng của tam thập tam thần thú thần tông do thiên đình viễn cổ gọi. Tiền thân của tam thập tam thần thú chính là thần thú bộ của thiên đình viễn cổ. Kết hợp với những kẻ mặc giáp bạc sáng lóa trước mắt và thần thú bộ, giao chỉ cấm địa là lập tức khiến người ta liên tưởng với nhau. Tống Thư Hàng nhìn về kẻ mặc giáp bạc kia, hỏi. Nơi này là thiên đình viễn cổ sao? Hoặc có thể nói là mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ. Bởi vì thiên đình viễn cổ đã sụp đổ, chia năm xẻ bảy rồi. Hơn nữa, chẳng biết tại sao khi Tống Thư Hàng nhớ tới thiên đình viễn cổ, sau khi nhìn thấy giao chỉ khô khốc này, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình ảnh cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng kia khí lành vần quanh, có hàng nghìn tia sáng lóng lánh, dòng khí tím mịt mù. Cánh cổng màu xanh ngọc nặng nề, như chế tạo từ lưu ly, sáng rực như bảo ngọc. Là Nam Thiên Môn. Có điều hình ảnh Nam Thiên Môn trong não Tống Thư Hàng là trạng thái bị phá hủy hay đã tu bổ. Hình ảnh này là ký ức khi nào đây? Vì sao ta không hề có ấn tượng thế này? Tống Thư Hàng nghĩ một lúc, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Đây là chuyện hắn đã tự mình trải qua, là ký ức trên hòn đảo thần bí. Chỉ là không biết vì sao phần ký ức này lại bị phong ấn. Mà giờ đây, sau khi hắn tiếp xúc với giao trì, ký ức bị phong ấn lại thức tỉnh vài hình ảnh. Kẻ mặc giáp bạc không hề trả lời câu hỏi của Tống Thư Hàng. Cô ta lẳng lặng đứng dưới đáy hồ cạn, không nói một lời nhìn, chỉ nhìn chằm chằm ba người Tống Thư Hàng, giữ vững thân phận thủ vệ của mình, đề phòng bọn họ tiến vào phạm vi giao trì. Tô Thị A Thập Lục. Bên trong những bộ giáp này liệu có phải nhóm nữ tiên trong cầu vồng khi nãy không? Bọn họ là người thủ vệ giao trì sao? Thoạt nhìn thì hình như không phải nhân loại, nhưng cũng không giống con rối. Lẽ nào là do thực tại ảo cụ thể hóa ra à? Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói. Trong thực tại ảo, hư hư thực thực hư hư, không cách nào phân biệt được. Thiên đình viễn cổ, nói cách khác là thực tại ảo chúng ta đang đứng chính là thiên đình viễn cổ, hoặc một phần của nó à? Bạch Tôn Giả sáng mắt lên. Có lẽ, gần như vậy. Tống Thư Hàng nói. Không sai. Bạch Tôn Giả nắm tay nói. Đây chính là bảo vật. Thư Hàng, chúng ta chuyển cái mảnh vỡ thiên đình viễn cổ này đi thôi. Hả? Tống Thư Hàng nhìn cái hồ lớn trước mắt. Thiên đình viễn cổ này có thể di rời à? Đương nhiên là có thể rồi, chỉ cần tìm được hạch tâm của nó, ta chắc chắn có thể di rời nó đi. Xét đến cùng thì nó vẫn là thực tại ảo mà. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng, chúng ta phải làm sao mới tìm được hạch tâm chứ? Thế này đây, hạch tâm chính là chỗ quan trọng nhất của thực tại ảo. Nếu nơi này chỉ là giao trì thì cái hồ lớn khô khốc trước mặt kia chính là hạch tâm. Nếu phạm vi của thực tại ảo này rộng hơn một chút thì chỗ quan hơn trọng đó chính là hạch tâm. Dù sao thực tại ảo đều lấy một điểm làm trung tâm, sau đó khuếch tán ra. Tóm lại cứ thử tìm trước đã. Bạch Tôn Giả giải thích. Giờ phút này, ở nơi nào đó trong thực tại ảo. Lư Sơn Lộ trưởng lão của Vô Cực Ma Tông đang đả tọa. Hắn đang bế quan đột phá cảnh giới huyền thánh bát phẩm. Lưu Sơn Lộ Ma Quân là tôn giả có uy tín từ xa xưa. Qua bao năm tháng, giờ thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều. Cuối cùng hắn lựa chọn trở lại tổ địa Vô Cực Ma Tông, bế quan đột phá cảnh giới. Thực ra có rất nhiều đệ tử Vô Cực Ma Tông cũng không biết vì sao Lưu Sơn Lộ Ma Quân lại chọn nơi tổ địa linh khí gần như cạn kiệt này để bế quan đột phá cảnh giới.
rõ ràng đến tổng đà linh khí sung túc bế quan thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn mà. Chẳng lẽ quả thật chỉ vì lý do nhớ nơi chốn cũ à? Nghe nói, lúc còn trẻ Lư Sơn Lộ Ma Quân, tổng đàn của Vô Cực Ma Tông vẫn còn ở tổ địa. Thực ra Lư Sơn Lộ Ma Quân chọn tổ địa này bế quan là vì nơi đây ẩn chứa một bí mật to lớn. Giao trì cấm địa, mảnh vỡ của thiên đình. Khối mảnh vỡ thiên đình này vẫn được chôn vùi ở dưới lòng đất của tổ địa của Vô Cực Ma Tông, nằm trong trạng thái ẩn. Mãi đến hơn 40 năm trước, mảnh vỡ thiên đình mới thoát khỏi trạng thái ẩn. Mà Lư Sơn Lộ chân nhân may mắn trở thành người đầu tiên tiếp xúc với mảnh vỡ thiên đình. Nơi đây mới là cơ hội để hắn thăng lên huyền thánh bát phẩm. Thậm chí cơ hội thăng lên kiếp tiên cửu phẩm trong tương lai cũng là ở đây. Chương 802, các ngươi biết Đại Minh đã diệt vong chưa? Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục chia nhau ra đi tìm hạch tâm của thực tại ảo. Lúc tách ra, Bạch Tôn Giả cho Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục một tấm phù bảo thiên lý truyền âm để tiện liên lạc. Điện thoại không dùng được ở trong không gian có thể là mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ này. Ngoài ra, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục còn mang theo phi kiếm dùng một lần bên người, một khi gặp phải nguy hiểm họ có thể kích hoạt nó để phòng thân hoặc bỏ chạy. Bạch Tôn Giả ở gần ngay đó, an toàn của họ đã được bảo đảm. Sau khi Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục rời đi, Tống Thư Hàng vẫn ở lại bên cạnh cái hồ cạn nọ. Hắn móc một con rối thế thân trinh sát từ trong túi thu nhỏ một tấc ra. Lúc đó hắn nhờ Bắc Hà Tán Nhân sửa lại con rối này vốn là định để nó gánh nạn thay hắn, lên diễn cảnh cao thăng sư huynh hành hạ lăng dạ với Bạch Tôn Giả. Nhưng sau đó không biết tại sao, trong lúc mơ mơ màng màng, người lên diễn với Bạch Tôn Giả lại là bản thân hắn, còn con rối thế thân trinh sát lại ở dưới đài, làm một mỹ nam tử an tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, Tống Thư Hằng cảm thấy lúc ấy chắc mình bị trúng tà rồi. Sau khi móc con rối thế thân trinh sát ra, Tống Thư Hằng kết thành một pháp ấn, đồng thời rót chân khí vào bên trong con rối. Chỉ trong chớp mắt, con rối này đã biến thành hình dạng của Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng gật đầu đầy hài lòng, hắn khống chế con rối thế thân trinh sát, để nó thay hắn đi trinh sát thế giới thực tế ảo này. Mà bản thân hắn thì ở lại bên bờ giao trì cạn khô. Ở trước mặt, mấy nữ thị vệ canh giữ giao trì toàn thân mặc khôi giáp nhìn chằm chằm vào hắn, không hề động đậy. Nói ra thì, lúc mới đầu, Bạch Tôn Giả còn muốn bắt một nữ thị vệ trông giữ giao trì về để nghiên cứu. Nhưng sau đó, Bạch Tôn Giả thay đổi ý định, hắn muốn chuyển cả mảnh vỡ thiên đình viễn cổ này đi luôn. Vì để tránh phiền phức, Bạch Tôn Giả tạm thời bỏ qua cho mấy thị vệ canh giữ giao trì này. Nếu phá hủy bọn họ thì rất có khả năng sẽ khiến cho thực tế ảo kích hoạt cơ chế tự phòng ngự, dẫn tới những phiền phức không cần thiết. Những nữ thị vệ giao trì này coi như tránh được một kiếp. Bạch Tôn Giả rất ít khi bỏ qua những thứ mà mình thấy hứng thú. Tống Thư Hàng và mấy nữ thị vệ canh giữ giao trì tiếp tục nhìn nhau. Tống Thư Hàng hỏi lại lần nữa. Xin hỏi, nơi đây là thiên đình viễn cổ à? Nữ thủ vệ giao trì im lặng. Tống Thư Hàng lại hỏi. Chủ nhân của giao trì có còn sống không thế? Không biết chủ nhân của giao trì có phải là Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết không? Các nữ thị vệ giao trì tiếp tục im lặng giống như những bức tượng. Tống Thư Hàng. Các ngươi vẫn luôn sống ở đây từ thời thiên đình viễn cổ sao? Các nữ thị vệ canh giữ giao trì kia vẫn không có phản ứng gì. Bất luận Tống Thư Hàng hỏi gì, nói gì, bọn họ cũng không hề có bất cứ phản ứng nào. Nhưng mà, chỉ cần Tống Thư Hàng hơi nhấc chân bước lên trước, thì nữ thị vệ thân mặc áo giáp màu bạc sẽ chỉ trường kiếm trong tay về phía Tống Thư Hàng, bày ra tư thế xuất kiếm. Sau đó, khi Tống Thư Hàng thu chân của mình lại, nữ thị vệ áo giáp màu bạc này sẽ trở lại tư thế phòng thủ. Tống Thư Hàng thử đi thử lại mấy lần, nữ thủ vệ giao trì này đều phản ứng như thế. Hắn nhấc chân lên, bọn họ xuất kiếm, hắn thu chân lại. Bọn họ lại về phòng thủ. Ôi giống như NPC trong trò chơi ấy nhỉ? Mấy nữ thủ vệ này, có trí thông minh không? Hay là, bọn họ thật sự biến thành thứ tương tự như NPC đây? Nhưng lúc ban đầu, chẳng phải bọn họ đã nhận ra thân phận thần thú bộ đại sư của hắn sao? Chẳng lẽ lúc trước bọn họ nhận ra hắn chỉ là kiểu như động tác chỉ lệnh cố định của NPC trong trò chơi thôi? Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xuống găng tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách trong tay mình. Hay là dùng giám định thuật với mấy nữ thị vệ giao trì này nhỉ? Tuy rằng đối phương là người ở niên đại xa xưa nhưng càng ngày Tống Thư Hàng càng hiểu sâu hơn về bí pháp giám định, hắn chắc rằng cho dù mình giám định những nữ thị vệ này thì cái giá phải trả cũng nằm trong phạm vi cơ thể có thể chịu đựng được.
nhưng nếu muốn chủ động sử dụng bí pháp giám định thì hắn phải tới gần những nữ thị vệ kia mới được. Nhưng nếu như hắn đến gần thì họ sẽ tấn công hắn. Không biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Tống Thư Hàng nói nhỏ. Sau khi suy nghĩ, hắn đứng dậy đi xung quanh giao trì, thử xem có cách nào khác để vào được giao trì không. Lúc hắn chuẩn bị đi thì nữ thủ vệ mặc áo giáp màu bạc và những nữ thủ vệ khác đồng thời cử động. Họ bước ra từ trong bùn, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đi tới chỗ nào họ liền đi theo tới chỗ đó. Tống Thư Hàng đi dọc theo bờ hồ, hắn cứ đi, đột nhiên, liên hệ của hắn và con rối trinh sát bị cắt đứt. Lúc trước, con rối thế thân luôn trinh sát ở khu vực gần đó. Sau đó nó phát hiện ra một sơn cốc liền đi vào trong đó. Lúc vừa đi vào, liên hệ giữa Tống Thư Hàng và con rối đã bị gián đoạn rồi. Sơn cốc đó có vấn đề, Tống Thư Hàng lập tức móc phù bảo thiên lý truyền âm ra, liên lạc với Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục. Đúng vào lúc Tống Thư Hàng vừa kích hoạt phù bảo thiên lý truyền âm thì đột nhiên hắn lại kết nối được với con rối trinh sát. Bởi vì con rối trinh sát bị ném ra ngoài sơn cốc, mà lúc này nó đã bị chém thành 5 đoạn, thảm không nỡ nhìn. Con rối trinh sát này là một pháp khí khá rẻ tiền, nó có một cái tật là sẽ chia sẻ hết những gì nó trải qua với chủ nhân của mình, tất cả những gì nó nhìn thấy, nó nghe thấy, nó cảm ứng được, và cả sự đau đớn. Á! Tống Thư Hàng kêu lên thảm thiết. Cơ thể của hắn phải trải qua nỗi đau bị chém thành 5 đoạn của con rối, đây không phải là nỗi đau mà con người có thể chịu được. Nỗi đau phân thây này đến quá bất ngờ, trong cơn đau đớn, chân của Tống Thư Hàng trượt một cái, hắn ngã xuống dưới đất. Sau khi lăn vài vòng, hắn lăn vào trong phạm vi giao trì. Tèo rồi. Khóe mắt Tống Thư Hàng liếc sang đám nữ thị vệ canh giữ giao trì kia. Quả nhiên, lúc hắn lăn vào trong giao trì khô cạn thì các nữ thị vệ thoát cái đã cùng nhào lên tấn công hắn. Nữ thị vệ mặc áo giáp bạc kia là nhanh nhất, lúc tấn công, cơ thể của cô phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Ngay sau đó, có một ngọn lửa màu trắng bốc lên từ cơ thể của cô ta. Cô ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng giống như dùng thuấn gì vậy. Kiếm quang đâm ngang bổ dọc, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 đạo kiếm quang chém về phía Tống Thư Hàng. Đúng vào lúc này, cơ thể Tống Thư Hàng lóe sáng, có một cái hộ cháo trong suốt bao lấy hắn, đây chính là khiên bảo vệ cường lực mà các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã dùng khi quay cảnh giả chết. Tống Thư Hàng có tổng cộng 2 chiếc, đó là quà gặp mặt mà Lệ Chi tiên tử tặng cho hắn. Bây giờ cả 2 chiếc đều dùng cả rồi. Keng 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 keng. Kiếm của nữ thị vệ mặc áo giáp bạc không ngừng chém vào hộ cháo. Tia lửa bắn ra 4 phía, nhưng không thể phá vỡ được hộ cháo này. Trong hộ cháo, Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô nhé Thông Nương, cô lại cứu mạng ta thêm một lần nữa. Trong thời khắc mấu chốt, Thông Nương đã kịp thời kích hoạt phù bảo vệ Tống Thư Hàng. Gần đây ngươi đen đủi thật đấy. Thông Nương nói bằng giọng điệu chế giễu. Ta biết. Gần đây ấn đường của ta đen. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau, cơ thể của hắn cử động, ngăn đà lăn tròn lại, hắn nhanh chóng bỏ lên trên bờ giao trì. Keng 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 keng. Sau lưng hắn, kiếm của mấy nữ thị vệ kia vẫn không ngừng chém vào hộ cháo của hắn. Hộ cháo cường lực dùng để giả chết cũng bắt đầu nứt vỡ. Lực tấn công của những nữ thị vệ giao trì này đại khái ở cảnh giới ngũ phẩm. Nhưng vũ khí trong tay họ không phải là vật tầm thường. Hơn nữa tốc độ công kích quá nhanh, đã thế lại còn nhiều người nữa. Vì thế, hộ cháo dùng lúc giả chết cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Sau 3 hơi thở, Tống Thư Hàng thuận lợi bò lên trên bờ giao trì, hắn thở phì phò. Trên người hắn có tới 6 vết thương sâu lộ cả xương. Dưới đòn công kích ngũ phẩm, công pháp luyện thể, đạo bào hộ thể của hắn đều không có tác dụng gì lớn. Đạo bào còn bị cắt thủng 6 lỗ. Nếu như hắn chậm một bước thôi thì lúc này đã bị kiếm của hơn 10 nữ thị vệ canh giữ giao trì kia đâm chết rồi. Cũng may sau khi lên bờ, những nữ thị vệ đó đều dừng tấn công, trở lại trạng thái phòng thủ. Hai bên lại mắt to chừng mắt nhỏ như trước. Tống Thư Hàng lấy đan dược trị thương ra, vừa thoa ngoài ra vừa uống, đồng thời hắn kích hoạt pháp thuật trị liệu trên nhẫn cổ đồng để khép lại miệng vết thương. Thần thú bộ đại sư, đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của bọn ta nữa. Nếu như còn có lần sau thì bọn ta sẽ không nương tay nữa đâu. Nữ thủ vệ mặc áo giáp bạc ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Nghe giọng điệu của cô ta, trong trận công kích vừa rồi bọn họ đã nương tay ư. Của nhiên các cô không phải là NPC. Tống Thư Hàng lại bật cười.
Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng mới nghĩ tới một vấn đề. Hắn có thể nghe hiểu tất cả những lời mà nữ thị vệ áo giáp bạc nói. Đối phương không nói ngôn ngữ thời viễn cổ mà lại nói tiếng phổ thông của Hoa Hạ thời hiện đại. Lần đầu tiên nghe thấy nữ thị vệ nói chuyện, nhất thời hắn không nghĩ đến vấn đề này. Vậy thì, tiếng phổ thông mà hắn nghe thấy là do những nữ thủ vệ kia dùng một loại pháp thuật kiểu phiên dịch nào đó để chuyển đổi ngôn ngữ sao? Hay là, những nữ thủ vệ này có liên lạc với bên ngoài? Ít nhất, bọn họ có cách nào đó để tìm hiểu thế giới bên ngoài chăng? Rời khỏi đây đi, thần thú bộ đại sư. Đây không phải là nơi mà ngươi nên tới. Nữ thị vệ mặc áo giáp bạc kia lại lên tiếng. Tống Thư Hàng cười ha ha, hắn ngồi khoanh chân trên bờ. Đương nhiên, để tránh bản thân lại bị lăn xuống dưới nên hắn dịch ra đằng sau một chút. Đồng thời hắn nói với Phủ Bảo Thiên Lý truyền âm. Bạch Tôn Giả, A Thập Lục, lúc nãy ta tìm thấy một sơn cốc khả nghi, bây giờ ta vẫn đang ở trên bờ giao chỉ cạn khô kia. Ngươi không sao chứ, lúc nãy ta nghe thấy tiếng kêu của ngươi. Tô Thị A Thập Lục lo lắng hỏi han. Tống Thư Hàng, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng không gặp nguy hiểm. Chờ ở đó, ta về ngay đây. Bạch Tôn Giả nói. Sau khi kết thúc liên lạc, Tống Thư Hàng lại nhìn xuống những nữ thủ vệ ở bên dưới. Khụ khụ, các ngươi có biết Đại Minh đã diệt vong chưa? Nữ thị vệ áo giáp bạc. Ý của ta là, các ngươi biết chuyện Thiên Đình viễn cổ diệt vong rồi chứ? Tống Thư Hàng nói. Thiên Đình đã diệt vong rồi, các ngươi trông giữ giao chỉ còn ý nghĩa gì chứ? Phía bên kia, Lư Sơn Lộ trưởng lão của Vô Cực Ma Tông đen mặt đứng dậy. Đáng chết thật, có người xông vào đây rồi. Lư Sơn Lộ trưởng lão cắn răng nói. Vừa nãy, có một con rối thế thân không biết sống chết dám đi vào sơn cốc mà hắn ta bế quan. Chương 803, đế mất châu vong. Hả, vỡ rồi á? Đáng chết, rốt cuộc là ai phát hiện ra mảnh vỡ thiên đình thế chứ? Rõ ràng ta đã dùng đủ mọi cách để che giấu rồi mà, sao còn có người xông vào đây được thế này? Lư Sơn Lộ trưởng lão nói với giọng buồn bực. Hắn tự nhận trong tổ địa Vô Cực Ma Tông này, không ai có thể nhìn thấu các thủ đoạn che giấu của hắn. Cho dù có huyền thánh bát phẩm đi ngang qua tổ địa, nếu không dò xét cẩn thận thì cũng đừng hòng phát hiện ra nơi này. Vậy thì rốt cuộc là kẻ xâm nhập kia dẫm phải vận may quái gì mà lại có thể đi vào mảnh vỡ thiên đình chứ? Bất kể thế nào đi chăng nữa, mảnh vỡ thiên đình này là chứng đạo chi địa của ta. Hy vọng tấn thăng lên huyền thánh bát phẩm của ta cũng nằm ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cản đường. Lư Sơn Lộ Ma Tôn cắn răng nói. Vừa rồi hắn ta kích hoạt một sát kiếp kiếm trận trong sơn cốc, chém nát con rối kia rồi ném nó ra khỏi sơn cốc là để thông qua liên hệ giữa con rối và chủ nhân của nó, khiến chủ nhân của con rối này cũng nếm thử nỗi đau bị phân thây. Thù ngăn cản người khác thành đạo còn lớn hơn giết cả nhà người ta. Kẻ nào cản đường của ta, ta sẽ giết chết kẻ đó. Lư Sơn Lộ Ma Tôn hít thở sâu, điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Đồng thời hắn kích hoạt các sát trận và trận pháp bổ trợ trong sơn cốc. Tại cái sơn cốc mà hắn đã tốn hơn nửa gia tài để xây dựng này, hắn có thể phát huy sức chiến đấu lớn gấp mấy lần. Một mình hắn cũng có thể địch lại ba tôn giả thất phẩm. Đến đây đi. Ta muốn xé nát các ngươi trong sơn cốc này. Bên bờ giao chỉ khô cạn. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào nữ thị vệ mặc áo giáp màu bạc. Sau hồi lâu, lần đầu tiên nữ thị vệ mặc giáp bạc đó lên tiếng trả lời Tống Thư Hàng. Thiên đình chưa diệt vong. Hả? Tống Thư Hàng nhìn cô ta với ánh mắt hiếu kỳ. Thiên đình chưa diệt vong. Nữ thủ vệ giáp bạc đó nghiêm túc nói lại lần nữa. Rồi sẽ có một ngày đế quay trở lại, ngưng tụ lại thiên đình đang phân tán khắp nơi. Đến lúc đó đế sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, vượt trên tất cả. Sau khi mở miệng nói chuyện lần nữa, nữ thị vệ mặc áo giáp bạc thay đổi hình tượng im lặng là vàng lúc trước thành trạng thái biết gì nói nấy, nói là nói hết, trả lời rất phối hợp. Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Tức là thiên đế vẫn còn sống à? Thiên đình đã vỡ vụn thế này rồi, người chống đỡ thiên đình thế mà vẫn còn sống sao? Tất nhiên vẫn còn sống rồi, ngài ấy vẫn luôn còn sống. Nữ thủ vệ giáp bạc nói bằng giọng điệu nghiêm túc, trong lúc nói chuyện, hai bàn tay của cô ta khép lại, tạo ra một quả cầu ánh sáng. Trong quả cầu ánh sáng này có rất nhiều phù văn kỳ quái lóe lên, tản ra sinh cơ nồng đậm. Mà trung tâm của phù văn là một hạt châu tinh xảo. Nhìn thấy chưa, trong đế châu hàm chứa sự sinh cơ vô cùng to lớn, đế châu là đại diện của đế,
đế còn, đế mất châu vong. Sinh cơ mãnh liệt như thế có nghĩa rằng đế vẫn còn sống, ngài ấy vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa đế sẽ trở lại. Nữ thủ vệ còn dương đế châu về phía Tống Thư Hàng. Nghe tới đây, Tống Thư Hàng có hơi nghi ngờ thân phận của cô ta, tại sao trên người một thị vệ canh giữ giao chỉ lại có một vật như thế? Chẳng lẽ đây là thứ mà chủ nhân của giao chỉ giao cho cô ta bảo quản ư? Sinh cơ mãnh liệt trong hạt châu có tên đế châu này không phải là giả. Tống Thư Hàng so sánh sinh cơ trong cơ thể mình và sinh cơ trong viên đế châu đó với nhau, chênh lệch giữa hai bên giống như mặt trời và đom đóm vậy. Đế còn châu còn, đế mất châu vong, cộng thêm sinh cơ mãnh liệt thế này, nếu như lời của nữ thị vệ này là thật thì thiên đế thực sự vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh sao? Chẳng lẽ, thiên đế thực sự sẽ trở về, xây dựng lại thiên đình ư? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Hơn nữa, sau khi trở lại thiên đế còn mạnh hơn thế? Vượt qua tất cả sao? Thiên đế vốn là người mạnh nhất trong trường sinh giả, nếu xét theo niên đại thì hắn và thánh nhân Nho Gia không chênh lệch là bao, có lẽ hắn là trường sinh giả sống ở niên đại sau thánh nhân Nho Gia một chút. Sau khi xây xong thiên đình, chắc hẳn hắn và thánh nhân châu bò của Nho Gia đều là cường giả cùng một đẳng cấp, nếu như hắn mạnh hơn, không phải là sẽ thành thiên đạo mới đấy chứ. Đương nhiên, đế sẽ trở về, xây dựng lại thiên đình. Thần thú bộ đại sư, đây cũng chính là lý do ngươi xông vào cấm địa giao trì mà ta còn để cho ngươi sống sót. Giữ lại thân thể hữu dụng của ngươi, về sau đế quay lại rồi thì cống hiến sức lực cho việc xây dựng lại thiên đình, ngươi hãy dâng cơ thể hữu dụng của mình lên đi. Nữ thị vệ áo giáp bạc nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng cười gượng, hắn không phải là đệ tử của thần thú bộ thật sự, hắn không có hứng thú với mấy chuyện kiểu cống hiến sức lực cho thiên đế này đâu. Hình như nữ thị vệ giáp bạc nhìn ra suy nghĩ của Tống Thư Hàng, cô ta hừ lạnh một tiếng, hai tay cô ta khép lại, chuẩn bị thu đế châu quý giá về. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện bất thường đã xảy ra, sinh cơ trong đế châu đột nhiên biến mất với số lượng lớn. Sinh cơ điên cuồng tiêu tan. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thôi mà sinh cơ trong đế châu đã biến mất hơn phân nửa. Nữ thị vệ áo giáp bạc sợ ngây người, tất cả những thị vệ khác sau lưng cô ta cũng ngẩn ra. Hai tay nữ thị vệ áo giáp bạc nâng đế châu, không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ trong đế châu biến hóa dữ dội. Tại sao lại như vậy, sao có thể thế chứ? Nữ thị vệ không ngừng lẩm bẩm. Đế châu đại diện cho thiên đế, phần lớn sinh cơ trên đế châu đột nhiên biến mất, vậy cũng có nghĩa là sinh cơ của thiên đế cũng đã tiêu tan rất nhiều. Rõ ràng một khắc trước, sinh cơ còn rào rạt như thế, tại sao đột nhiên lại trở nên thế này? Chẳng lẽ có người đã tìm thấy thiên đế, hơn nữa trong thời gian ngắn đánh hắn trọng thương, thậm chí là đánh chết hắn sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nữ thị vệ giáp bạc kêu lên đầy điên cuồng. Trong tiếng kêu gào không ngừng của cô ta, sinh cơ trong đế châu cuối cùng cũng biến mất hết. Đế châu biến thành một viên chân châu bình thường, tối thui không còn ánh sáng. Sau đó, tách tách, đế châu vỡ nát rồi. Vỡ nát hoàn toàn, nát thành bụi luôn. Đế còn châu còn, đế mất châu vong. Đế châu đã vỡ thành vụn phấn rồi, vậy chẳng phải có nghĩa là thiên đế đã chết rồi sao? Nữ thị vệ áo giáp bạc gào lên điên cuồng, trong tiếng kêu gào của cô ta tràn đầy bi thương, tuyệt vọng và cả thống khổ. Không chỉ có cô ta, tất cả các nữ thị vệ sau lưng cô ta cũng kêu gào theo, bọn họ ôm lấy đầu của mình. Quỳ dạp xuống giao trì cạn khô, thậm chí có người còn lăn lộn bên trong giao trì. Từ trước tới nay, viên đế châu này là động lực cho tất cả các thị vệ canh giữ giao trì này tiếp tục kiên trì, thậm chí nó còn trở thành tín ngưỡng của họ. Bọn họ tin tưởng rằng rồi sẽ có một ngày, chủ nhân của đế châu thiên đế sẽ quay trở lại. Đến ngày đó, thiên đế sẽ tập trung toàn bộ những mảnh vỡ thiên đình đang tứ tán khắp nơi lại, tạo nên một thiên đình mới cường đại hơn. Nhưng không ngờ, sinh cơ trong đế châu lại đột nhiên biến mất hoàn toàn, đế châu cũng vỡ rồi, thiên đế cứ thế chết đi. Không có chút chuẩn bị nào. Tại sao lại như vậy, tại sao lại thế chứ? Nữ thị vệ áo giáp bạc nói bằng giọng đầy đau khổ, cô ta cuộn người lại, hoàn toàn tuyệt vọng. Tống Thư Hàng. Không hay rồi. Nếu như trong tình huống bình thường, đế châu vỡ rồi thì thôi, chẳng liên quan gì tới hắn cả. Nhưng vừa rồi, nữ thị vệ giáp bạc cẩn thận từng ly từng tí móc đế châu ra cho hắn xem một lần, sau đó cái của nợ này lập tức vỡ thành cho bụi. Nếu thế thì sau khi nữ thị vệ áo giáp bạc này phát điên xong,
có khi nào sẽ trút hết toàn bộ mấy cảm xúc tiêu cực như oán hận, không cam lòng, lên một kẻ qua đường vô tội như hắn không? Hắn có nên cân nhắc tới việc chạy trốn không nhỉ? Nếu như phải chạy trốn, hắn có thể kích hoạt phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả. Đám nữ thị vệ này chắc chắn không thể nào đuổi kịp hắn. Nói đi cũng phải nói lại, có chuyện gì xảy ra với thiên đế thế? Đột nhiên nói chết là chết ngay à? Chẳng lẽ hắn là làm từ bùn chắc? Với sự tồn tại cường đại như thiên đế, cho dù bị mấy cường giả cùng đẳng cấp vây đánh thì cũng phải đánh nhau mất vài năm chứ. Chắc chắn sinh cơ không thể biến mất hoàn toàn chỉ trong thời gian vài hơi thở như thế được. Trong lúc hắn đang trầm tư thì nữ thị vệ áo giáp bạc bên dưới đã ngừng kêu gào. Cô ta ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Cô ta đội mũ giáp che kín cả đầu nhưng từ trong mũ giáp có hai luồng ánh sáng đỏ sáng lên. Hơn nữa, cơ thể của cô ta lại bắt đầu run rẩy. Đây chính là khúc nhạc dạo trước khi bùng nổ này. Nữ tiền bối tóc xanh đó nói không sai, mấy hôm nay ấn đường của hắn tối đen một cách đáng sợ. Quả nhiên, hắn nên trốn trong nhà đừng ra ngoài, yên ổn làm một anh chàng đẹp trai là được. Nếu nhàm chán thì kết kén nằm lì ra đấy cũng hay mà. Hắn quyết rồi, lần này sau khi hắn với Bạch Tôn giả bình an trở về thì sẽ lập tức kết kén, không ra ngoài nữa. Ít nhất cũng phải đợi đến khi ấn đường hết đen rồi tính sau. Bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng dẫn lây sang người vô tội. Tống Thư Hàng lấy phi kiếm dùng một lần ra rồi lên tiếng khuyên nhủ. Đế châu trong tay cô vỡ rồi, nhưng không có nghĩa là thiên đế nhất định gặp chuyện gì mà. Đế còn châu còn, đế mất châu vong, nhưng không phải là châu mất đế vong mà. Cô bình tĩnh suy nghĩ một chút, sinh cơ trong đế châu này có phải biến mất quá đỗi quái dị đúng không? Tốc độ biến mất quá nhanh như thế không khoa học, cũng không thực tế. Một nhân vật cường đại như thiên đế, sao có thể đột nhiên chết đi trong thời gian ngắn như thế được? Vì thế nói không chừng viên đế châu trong tay cô quá hạn sử dụng rồi nên mới vỡ nát đấy chứ chẳng liên quan gì tới thiên đế cả đâu. Tống Thư Hàng phát hiện lúc mình gặp nguy hiểm mà còn động não nghĩ ra được cách giải thích hợp lý thế chứ. Hắn tiếp tục khuyên nhủ. Vạn vật trong trời đất đều có cực hạn của mình. Cho dù là binh khí của kiếp tiên cửu phẩm, trải qua thời gian ngàn vạn năm mà không bảo dưỡng cũng sẽ hỏng. Viên đế châu này của cô cũng không phải là pháp bảo cường đại gì, vỡ nát là chuyện rất bình thường, đúng không nào? Có lẽ, lời nói của Tống Thư Hàng thật sự có tác dụng an ủi. Nữ thị vệ áo giáp bạc cũng bình tĩnh lại, cơ thể cũng không run rẩy nữa. Ngươi nói cũng có lý, cảm ơn. Nữ thị vệ nói bằng giọng nhẹ nhàng. Đúng thế, thiên đế cường đại như vậy, năm đó thiên đình vỡ vụn mà đế còn có thể sống được. Sao hắn có thể dễ dàng chết đi trong một thời gian ngắn như thế được chứ? Điều này không thực tế. Hơn nữa, châu vỡ chưa chắc đế đã chết. Nói không chừng, đế châu thực sự đã hết hạn sử dụng nên nó mới vỡ. Đừng khách sáo. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 804, chui ra rồi, rốt cuộc cũng chui ra rồi. Trông vị nữ thủ vệ mặc áo giáp màu bạc sáng bóng này lạnh lùng khó gần thế thôi, chứ thật ra ngây thơ dễ bị lừa lắm. Có thể là do cô chôn mình dưới lòng đất quá lâu rồi. Nếu đã qua mặt được nữ thủ vệ, vậy thì nhân cơ hội này nói lời từ biệt rồi rời khỏi giao trì luôn. Tránh cho nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng suy nghĩ một hồi lại nghĩ không thông, sau đó nổi điên lên nữa. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng chắp tay lại, định mở miệng nói tạm biệt với nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng. Nhưng ngay lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác từ sau lưng mình truyền đến sự ấm áp, giống như có ai đó ôm lấy hắn từ phía sau vậy. Tống Thư Hàng vốn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng giờ lại cứng người tại chỗ, không cách nào đứng dậy được. Chừng một hô hấp sau, cảm giác ấm áp giống như được ôm kia dần biến mất, thay vào đó là loại ảo giác có thứ gì đó chui ra từ phần lưng của hắn. Nhưng phần lưng không hề đau, ngược lại có cảm giác tê dại. Đồng thời thân thể hắn vẫn không cách nào nhúc nhích, giống như chúng định thân thuật vậy. Chuyện gì thế này? Tống Thư Hàng thử cử động hai tay, ngón tay vẫn có thể hoạt động nhưng cánh tay lại không nhấc lên nổi, cả người nặng như chì. Ngươi sao thế? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia? Nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng đứng phía dưới hỏi. Thân thể ta không động đậy được. Tống Thư Hàng nhíu mày đáp. Để ta nhìn xem, ồ, toàn bộ chân khí trong cơ thể ngươi đều đang hội tụ ra sau lưng. Ngươi có tu luyện loại công pháp nào thuộc dạng phá kén trọng sinh hay lột xác không? Ví dụ như thiên tàm cửu biến, thanh trùng hóa điệp đại pháp, ngọc xà tam sinh chẳng hạn. Thủ vệ màu bạc sáng bóng lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng.
không có, từ trước tới nay ta không hề tu luyện qua loại công pháp quái lạ như vậy. Nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi đây, ngươi sắp chết rồi, có một thứ gì đó đang chui ra ngoài từ phần lưng của ngươi, kiểu như muốn phá xác mà ra ấy. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể người đều đang hội tụ về phía sau lưng, hẳn là bị thứ đó coi là dinh dưỡng không ngừng hấp thu. Lúc nó phá thể ra ngoài cũng chính là lúc ngươi phải chết. Tống Thư Hàng. Mụ nội nó, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại có thứ gì từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài chứ? Biến thân giống như trong phim sao? Chẳng lẽ sau khi tiến vào mảnh vỡ thiên đình này, hắn đã bị thứ gì đó ký sinh lên người lúc nào không hay? Không đúng, nếu như hắn bị thứ gì đó ký sinh lên người thì Bạch Tôn Giả nhất định có thể cảm ứng được. Vậy thì có khả năng là sau khi tách khỏi Bạch Tôn Giả, hắn bị thứ gì đó ám toán sao? Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến đế châu vỡ nát trong tay nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng. Đế châu đột nhiên bể thành phấn, lúc đó hắn cũng cảm thấy rất cổ quái. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào đế châu này chính là thủ đoạn dùng để sống lại mà thiên đế lưu lại không? Một khi tìm được thân thể thích hợp thì đế châu sẽ bể nát tiến hành đoạt xác trọng sinh ấy. Mà bất hạnh thay, hắn lại chính là đối tượng đoạt xác của thiên đế, sau đó thiên đế hấp thu dinh dưỡng của hắn, từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy chuẩn bài. Gần đây hắn xúi quẩy lắm, thảm hết đường nói. Hơn nữa hắn đã xem qua vô số tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh. Bầu không khí này, điều kiện tiên quyết này, tất cả đều phù hợp với tình tiết đoạt xác trọng sinh. Nếu dựa theo mô típ thường thấy thì lúc thiên đế phá xác mà ra, nói không chừng còn hấp thu tất cả tri thức kinh nghiệm của hắn, hóa thành dung mạo của hắn. Đến lúc đó, thiên đế sẽ tạm thời dùng thân phận Tống Thư Hàng để tồn tại. Cuối cùng cũng có một ngày thiên đế tập hợp tất cả mảnh vỡ thiên đình, xây lại cửu trọng thiên cung, đồng thời càng trở nên hùng mạnh hơn. Càng tưởng tượng lại càng thấy không ổn. Không biết tiên tử có cách gì giải quyết vấn đề này không? Ta còn cứu được không? Tống Thư Hàng hỏi nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng. Đồng thời hắn lại kích hoạt phù bảo thiên lý truyền âm, dục Bạch Tiền Bối và A Thập Lục nhanh chóng tới đây, xem thử có cách nào cứu được hắn không. Ngoài ra hắn cũng thả tinh thần lực của mình vào trong túi thu nhỏ một tấc, tiến hành câu thông với lá măng. Lỡ may hắn bị thiên đế phá xác ra thật thì không chừng còn có thể dựa vào lá măng để sống lại. Chuyện liên quan đến tính mạng, chuẩn bị nhiều một chút cũng không có hại gì. Xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng ngượng ngùng nói. Tỷ muội bọn ta chỉ biết cách giết người chứ không biết cách cứu người. Hay là vậy đi, nếu thứ chui ra từ trong thân thể ngươi không quá mạnh thì có lẽ tỷ muội bọn ta có thể giết chết nó, báo thù cho ngươi. Tống Thư Hàng. Lúc này, trong phù bảo thiên lý truyền âm truyền ra tiếng của Bạch Tôn Giả. Thư Hàng, lại sao thế? Bạch Tiền Bối, ngươi vẫn chưa về sao? Chỗ ta lại xảy ra chuyện rồi. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Lập tức tới ngay, chờ ta một chút, cút đi. Ngay sau đó, bên phía Bạch Tôn Giả truyền đến thanh âm chiến đấu. Xem ra Bạch Tôn Giả đang bị thứ gì đó quấn lấy, chẳng trách đã lâu vậy rồi mà còn chưa trở lại. Ta cũng trở lại ngay đây. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Cũng giống như Bạch Tiền Bối, bên phía A Thập Lục cũng truyền ra thanh âm giao chiến. Hai đại cứu tinh đều bị người quấn lấy. Đúng là xui tận mạng. Tống Thư Hàng thở dài, ngay lúc hắn định miêu tả trạng thái hiện tại của mình cho Bạch Tôn Giả biết thì cảm giác tê dại sau lưng hắn đột nhiên càng nghiêm trọng hơn. Ra rồi, sắp chui ra rồi. Tống Thư Hàng không nhịn được mà hô lên. Thật ra thì quá trình phá xác mà ra này không hề đau tí nào, ngược lại còn có chút thoải mái. Bạch Tôn Giả hỏi. Thứ gì sắp chui ra thế? Thế nhưng Tống Thư Hàng không có cách nào trả lời Bạch Tiền Bối. Hắn phát ra một tiếng thở dốc kéo dài, cuối cùng thân thể vô lực mềm nhũn, ngã nhào bên bờ giao trì. Rốt cuộc thứ muốn phá xác mà ra ở sau lưng hắn cũng đã chui ra. Xong rồi, xong đời rồi. Một lát sau. Ủa, ta không chết à? Tống Thư Hàng cảm thấy trạng thái thân thể không sao hết, chỉ là chân khí và thể lực tiêu hao quá lớn cho nên toàn thân mềm nhũn, không nhúc nhích gì được. Lúc này, gần như toàn bộ chân khí trong tám đại đan điền trong cơ thể đều bị hấp thu không còn gì, chỉ có bản nguyên đan điền là còn giữ lại một tia chân khí. Mà thể lực cũng tiêu hao hết sạch, bây giờ ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng phải dùng khí lực toàn thân mới làm được. Nhưng dù sao thì hắn không chết, cái thứ phá xác mà ra kia không lấy đi mạng nhỏ của hắn,
Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Thư Hàng. Lúc này, một thanh âm mềm mại vang lên bên tai hắn. Sau đó hắn cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, một cái ôm rất ấm áp, trong không khí có hương thơm thoang thoảng bay vào mũi Tống Thư Hàng. Giọng nói này, thật quen tai. Tống Thư Hàng cố gắng xoay đầu lại, nhìn ra sau lưng, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu được tết tỉ mỉ thành bím, tóc mái khá dài mơ hồ che lại ánh mắt cô. Hốc mắt cô đỏ bừng, khóe mắt còn vướn lệ, hình như cô mới vừa khóc xong. Thư Hàng, người không sao chứ? Thiếu nữ ôn nhu nói, hơi thở mang theo mùi thơm thoảng thoảng như hương hoa lan. Thân hình thiếu nữ cực kỳ nhỏ nhắn, còn thân hình Tống Thư Hàng lúc này lại khổng lồ như siêu anh hùng hao. Thiếu nữ ôm lấy hắn từ phía sau, nhìn qua giống như một bé gái nhỏ đang treo trên tấm lưng dày rộng của cha vậy. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười ấm áp. Diệp Tư sư tỷ, hóa ra là ngươi à? Hù chết ta! Trên đời này, chuyện dọa người nhất chính là tự mình hù dọa mình. Đúng vậy, thứ mới vừa chui ra từ sau lưng hắn không phải là thiên đế phá xác mà ra gì hết, mà chính là Diệp Tư sư tỷ, người đã đột nhiên biến mất sau khi hoàn thành khế ước với Tống Thư Hàng. Cuối cùng Diệp Tư cũng đã tỉnh lại rồi. Cho nên nói, trí tưởng tượng bay cao và bay xa mới là thứ dọa người nhất. Ngươi có sao không? Sao nhìn yếu ớt thế này? Diệp Tư sư tỷ ấn hai tay lên tấm lưng dày rộng của Tống Thư Hàng, thi triển trị liệu thuật cho Tống Thư Hàng. Không sao, chỉ là thoát lực nhất thời mà thôi. Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói. Lúc Diệp Tư ngươi đi ra đã hấp thu tất cả chân khí cùng thể lực của ta. Nhưng không sao, nghỉ ngơi một hồi là có thể khôi phục lại thôi. Đúng rồi, trong túi thu nhỏ một tấc của ta có đan dược bổ sung chân khí cùng thể lực, Diệp Tư lấy ra giúp ta đi. Diệp Tư sư tỷ đã khôi phục, đồng nghĩa với việc tuôn hách linh quỷ của Tống Thư Hàng đã đổi mới cải tiến. Hệ thống linh quỷ hoàn toàn mới ra sân, nhiều công năng mới đang chờ Tống Thư Hàng đi khám phá. Ngay lúc Diệp Tư sư tỷ chui ra khỏi thân thể, Tống Thư Hàng cảm giác cơ thể tràn trề sức mạnh đã lâu chưa có. Đó là cảm giác tràn đầy sức mạnh do năng lượng cộng hưởng giữa linh quỷ và chủ nhân mang đến. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác có một luồng linh lực từ trong cơ thể Diệp Tư phản hồi lại, chảy vào trong cơ thể khô cạn của hắn. Toàn bộ tam thập tam thú tiên thiên chân khí trong cơ thể Tống Thư Hàng đều bị hút sạch, mà lúc này linh lực từ trong cơ thể Diệp Tư phản hồi, bắt đầu bổ sung lấp đầy tám đại đan điền. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái sảng khoái, giống như đang trong mùa hè nóng bức, môi khô miệng khát sắp chết đến nơi thì đột nhiên có một dòng nước suối mát lạnh chảy vào trong miệng, chui xuống dưới bụng. Ngoài ra, Diệp Tư sư tỷ là linh hoàng ngũ phẩm hàng thật giá thật. Tuy không biết tại sao lại ký kết khế ước với Tống Thư Hàng, nhưng cảnh giới của cô cũng sẽ không vì khế ước mà giảm xuống. Thậm chí còn ngược lại, vốn dĩ cảnh giới của cô bấy lâu nay không hề tăng lên, nhưng sau khi ký kết khế ước với Tống Thư Hàng lại tăng lên một bước nho nhỏ. Nói tóm lại năng lượng từ chỗ Diệp Tư sư tỷ phản hồi đến trong cơ thể Tống Thư Hàng không phải là chân khí hóa dịch tam phẩm, cũng không phải tiên thiên chân nguyên tứ phẩm, mà là linh lực của linh hoàng ngũ phẩm. Hơn nữa, bởi vì bây giờ Diệp Tư là linh quỷ của Tống Thư Hàng, vậy nên lúc linh lực của cô tiến vào trong kinh mạch của Tống Thư Hàng thì sẽ không để lại bất kỳ di chứng gì. Việc này cũng tương tự như truyền công, sau khi linh lực tiến vào trong cơ thể Tống Thư Hàng, qua một thời gian dài sẽ tự động bị thân thể của Tống Thư Hàng chuyển hóa thành chân khí hóa dịch của cảnh giới tam phẩm. Nhưng quá trình chuyển hóa này cần một đoạn thời gian. Trước khi chưa chuyển hóa, những linh lực cấp bậc ngũ phẩm này sẽ đi theo lộ tuyến của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, vận chuyển trong cơ thể Tống Thư Hàng. Vì vậy, sau khi linh lực của Diệp Tư tiến vào trong cơ thể Thư Hàng đã bắt đầu đả thông bốn đại kỳ mạch trong cơ thể hắn. Hôm trước, lúc Tống Thư Hàng phá kén ra đã đả thông mạch tinh huy trong bốn đại kỳ mạch. Mà lúc này, linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Diệp Tư phản hồi tới bắt đầu mang Tống Thư Hàng bay lên. Chương 805, xem thần thông bốn tay của ta đây. Chết, bỏ mợ rồi. Linh lực tinh thuần từ Diệp Tư sư tỷ phản hồi tới, bắt đầu mang Tống Thư Hàng đánh sâu vào mạch nguyệt âm mạch thứ hai trong bốn đại kỳ mạch. Đối với tu sĩ tam phẩm bình thường, sau khi đả thông một mạch trong bốn đại kỳ mạch thì phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, để thân thể thích ứng với sức mạnh do đả thông kỳ mạch mang tới. Sau đó các tu sĩ sẽ tiếp tục cố gắng tăng cường thể chất của mình, tích lũy chân khí, làm công tác chuẩn bị để đánh sâu vào mạch khác trong bốn đại kỳ mạch. Về phần Tống Thư Hàng, thể chất hiện tại của hắn đã vượt xa cảnh giới bản thân,
chỉ kém tu sĩ đã thông mạch thứ tư mạch không vương một chút mà thôi. Còn tam thập tam tiên thiên chân khí hóa lỏng trong cơ thể hắn, bây giờ tạm thời đổi thành linh lực ngũ phẩm của Diệp Tư sư tỷ, tình trạng này giống như có cao nhân truyền công cho hắn. Đương nhiên là vẫn có chút khác với cao nhân truyền công. Công lực do Diệp Tư truyền tới rất ôn hòa, không cần Tống Thư Hàng phải tiến hành ôn dưỡng. Chẳng qua là số lượng linh lực từ chỗ Diệp Tư phản hồi tới không nhiều bằng truyền công. Truyền công là cưỡng ép rót vào, còn linh lực từ trong cơ thể Diệp Tư phản hồi tới chính là theo dòng nhỏ chậm rãi chảy vào cơ thể Thư Hàng. Lúc này, mạch thứ hai mạch nguyệt âm trong cơ thể Tống Thư Hàng cảm thấy rất uất ức. Ai lại chơi thế này chứ? Mỗi lần xông phá một mạch trong bốn đại kỳ mạch, những người khác đều phải tập trung chân khí cùng tinh lực toàn thân, mặc giáp ra trận đại chiến 300 hiệp với bốn đại kỳ mạch, có lúc phải bế quan đến mấy tháng để phá kỳ mạch. Còn Tống Thư Hàng thì lại chạy đi tìm côn đồ Trình Cao, đè mạch nguyệt âm ra đánh một trận, đánh đến mức mạch nguyệt âm không còn sức đánh trả nữa. Chiếu theo tiến độ này thì nhiều nhất là nửa ngày, mạch nguyệt âm sẽ bị xông phá. Diệp Tư luống cuống tay chân tìm tòi đan dược trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng có không ít đan dược, cô cũng không biết loại nào là khôi phục chân khí và thể lực. Lúc này, Thông Nương giơ tay nhỏ bé đưa lên hai loại đan dược, bộ dạng cưng không chịu được. Một loại là hỏa sơn đan trong bao lì xì do tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 tặng cho Tống Thư Hàng, một loại khác chính là đan dược bổ sung thể lực mà Tống Thư Hàng lấy được từ chỗ cảnh mạch đà chủ của Vô Cực Ma Tông. Sư phụ, ta nghĩ đan dược mà ngài muốn tìm hẳn là hai loại này. Thông Nương lên tiếng nói, cô đã học thiên khấp bảo điển của Diệp Tư, vậy cũng coi như là đệ tử của Diệp Tư rồi. Hai tiếng, sư phụ, này gọi không sai. Cảm ơn nhé. Diệp Tư lấy đan dược trong tay Thông Nương, đút cho Tống Thư Hàng dùng một hạt. Thư Hàng, thấy khá hơn chút nào không? Diệp Tư lên tiếng hỏi. Quả nhiên Diệp Tư vẫn hơi khác với linh quỷ. Linh quỷ bình thường cùng chủ nhân là một thể đồng tâm. Giữa hai bên không chỉ đồng bộ về năng lượng, thậm chí còn đồng bộ về cả suy nghĩ và giác quan, trừ khi có một bên cưỡng ép cắt đứt loại đồng bộ này. Nhưng hình như giữa Tống Thư Hàng và Diệp Tư không hề có loại đồng bộ về suy nghĩ và giác quan này. Lẽ nào Diệp Tư và Tống Thư Hàng đã tự động cắt đứt loại đồng bộ về suy nghĩ và giác quan này theo bản năng rồi? Phù, đỡ hơn nhiều rồi. Tống Thư Hàng đáp. Lúc này, nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng đứng trong giao chỉ nói với Tống Thư Hàng. Đạo hữu, người đi ra ngoài từ bên trong cơ thể ngươi có phải là kẻ địch không? Có cần chúng ta chém chết cô ta không? Cảm ơn, không cần không cần. Tống Thư Hàng liên tục xua tay nói. Ừ. Nữ thủ vệ màu bạc sáng bóng đáp một tiếng, sau đó tiếp tục duy trì tư thế canh gác, phòng ngừa Tống Thư Hàng tiến vào giao trì. Đồng thời, nữ thủ vệ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tư. Về phần Diệp Tư, sau khi đút Tống Thư Hàng dùng đan dược xong, cô cũng cúi đầu nhìn nữ thủ vệ bên dưới giao trì. Song phương mắt to chừng mắt nhỏ đánh giá nhau. Lúc này, nữ thủ vệ giao trì đột nhiên lên tiếng hỏi. Vị đạo hữu này, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Diệp Tư lắc đầu đáp. Theo trí nhớ của ta thì ta chưa từng gặp ngươi bao giờ. Vậy à? Nữ thủ vệ giao chỉ nói. Nãy giờ ta cứ cảm thấy trên ngươi đạo hữu có loại cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Diệp Tư khẽ gật đầu nhưng không trả lời. Sau đó trong đầu Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện thanh âm của Diệp Tư, không phải truyền âm nhập mật, mà là trực tiếp trao đổi thông qua suy nghĩ. Thư Hàng, lúc ta nhìn đến mấy nữ thủ vệ toàn thân khôi giáp ở dưới kia, trong lòng bỗng có chút bực dọc, rất muốn diệt sạch bọn họ. Phương thức này hơi khác với tâm ý tương thông, nhưng Thư Hàng và Diệp Tư có thể trực tiếp truyền những lời mà mình muốn nói đến trong đầu đối phương. Tại sao đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái này chứ? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Không biết, loại cảm giác này rất quỷ dị, cũng không giải thích được, y như cảm giác thân thiết khi đối mặt với vị lệ chi tiên tử kia vậy. Diệp Tư trả lời. Tống Thư Hàng. Chính bản thân hắn cũng đã thể nghiệm loại cảm giác huyết mạch tương liên quỷ dị giữa Diệp Tư và lệ chi tiên tử rồi, cảm giác đó thật sự rất cổ quái. Không được, nếu còn nhìn những nữ thủ vệ toàn thân khôi giáp này thì ta sẽ không nhịn được mà xông lên hủy diệt bọn họ mất, ta đi về trước đây. Diệp Tư sư tỷ nói. Tống Thư Hàng. Đi về. Chẳng lẽ Diệp Tư sư tỷ cũng có thể tiến vào trong cơ thể hắn giống như linh quỷ sao? Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy thì Diệp Tư sư tỷ đã ôm lấy Tống Thư Hàng từ phía sau, tiếp đó thân thể cô giống như dung hợp,
dung nhập vào trong cơ thể Tống Thư Hàng. Trong quá trình dung hợp, Tống Thư Hàng lại cảm giác được sự thoải mái tê dại từ phần lưng truyền tới một lần nữa, rất dễ chịu. Nhưng lúc dung đến một nửa, Diệp Tư Sư Tỷ đột nhiên ngừng lại. Bị mắc kẹt hả? Tống Thư Hàng hỏi. Không phải, ta chỉ cảm thấy tư thế hiện tại của hai chúng ta. Thật đặc sắc. Diệp Tư Sư Tỷ đáp, lúc này, từ phần eo của cô trở xuống đã toàn bộ dung hợp vào trong thân thể Tống Thư Hàng. Bây giờ nhìn qua, Thư Hàng và cô chẳng khác gì một người có hai đầu bốn tay, một phiên bản yếu hơn của ba đầu sáu tay. Diệp Tư Sư Tỷ bỗng dưng thông minh đột xuất nói. Thư Hàng, ngươi nói, nếu sau này ngươi đánh nhau với người ta, đang lúc đánh đấm đột nhiên ta chui nửa người từ sau lưng ngươi ra tặng cho đối phương một kiếm thì thế nào? Tống Thư Hàng nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau đó giơ ngón cái lên. Ý hay, có thời gian chúng ta đi tìm người thử nghiệm thử xem. Không chỉ vậy đâu, ta cảm giác ta có thể chui ra từ bất cứ chỗ nào trên thân thể ngươi. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Diệp Tư Sư Tỷ vừa nói xong, cả người đều dung nhập vào trong cơ thể Tống Thư Hàng, sau đó chỗ bả vai của Tống Thư Hàng đột nhiên chui ra hai cánh tay ngọc nõn nà. Thần thông bốn tay. Diệp Tư Sư Tỷ cười hì hì nói. Lúc Diệp Tư Sư Tỷ nói xong, đột nhiên Thư Hàng và cô đều khựng lại. Tiếp đó, giữa Tống Thư Hàng và Diệp Tư Sư Tỷ. Hay nói chính xác hơn là giữa Tống Thư Hàng và hai cánh tay của Diệp Tư Sư Tỷ sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Tống Thư Hàng cảm giác được, hắn có thể khống chế hai cánh tay của Diệp Tư Sư Tỷ giống như tay của bản thân. Hắn thử khống chế cánh tay của Diệp Tư Sư Tỷ làm động tác vẫy tay. Sau đó, hai tay của Diệp Tư Sư Tỷ thật sự làm ra động tác vẫy tay. Lúc này Diệp Tư Sư Tỷ bỗng kinh hoàng kêu lên. Hu 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 Thư Hàng, chết rồi, ta không khống chế được hai cánh tay của mình nữa. Hu hu hu, có phải chúng ta chơi quá trớn rồi không? Cô lo lắng không thôi, tác dụng phụ của thiên khấp bảo điển xuất hiện rồi đây này, cô không nhịn được khóc òa lên. Cô vừa khóc, hai mắt Tống Thư Hàng cũng ửng đỏ, chỗ khóe mắt không ngừng chảy xuống từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu. Tống Thư Hàng. Diệp Tư đừng sợ, cũng đừng lo lắng như thế. Mới vừa rồi dường như hai tay của ngươi đã biến thành tay của ta, bị ta khống chế mà thôi. Tống Thư Hàng vội vàng an ủi. Không phải mất khống chế sao? Vậy mà làm ta giật cả mình. Diệp Tư Sư Tỷ thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi mau thử xem có thể trả quyền khống chế hai tay lại cho ta được không? Đừng vội, để ta thử thêm một ý tưởng nữa đã. Tống Thư Hàng nói. Vừa dứt lời, hắn vẽ một pháp thuật phù văn tên là Trưởng Tâm Lôi ở lòng bàn tay của Diệp Tư Sư Tỷ. Trong lòng bàn tay của Diệp Tư Sư Tỷ ngưng tụ ra một lôi cầu có đường kính một thước. Tống Thư Hàng giật nảy mình. Vãi thật, lôi cầu đường kính một thước, cái này còn gọi là trưởng tâm lôi nữa sao? Hắn vội vàng đồng ý niệm tản đi trưởng tâm lôi. Quả nhiên giống như ta nghĩ, năng lượng mà hai cánh tay này sử dụng là linh lực của Diệp Tư Sư Tỷ. Nói cách khác, vừa rồi cũng chính là Diệp Tư Sư Tỷ thả ra trưởng tâm lôi kia. Tống Thư Hàng nói, ngụy thần thông bốn tay này thật đáng sợ. Diệp Tư Sư Tỷ, cho ta thử thêm một ý tưởng nữa nhé. Ngươi biến hai chân ra luôn đi. Ta thử xem có sử dụng thân pháp quân tử vạn lý hành được không? Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Nếu có thể dùng hai chân của Diệp Tư Sư Tỷ thi triển ra quân tử vạn lý hành hoặc là thiên hành kiện, vậy chẳng phải hắn có thể phát huy ra tốc độ cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm rồi sao? Không được, vị trí biến ra hai chân. Không ổn đâu. Diệp Tư Sư Tỷ ngượng ngùng nói. Tống Thư Hàng cũng đỏ mặt đáp. Cũng đúng. Khụ. Vậy để ta thử trả lại quyền khống chế hai tay cho Diệp Tư Sư Tỷ. À mà chúng ta phải làm sao ấy nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi. Ta có biết đâu, vừa rồi ta cũng chỉ thử khống chế hai tay cho chúng nó mọc ra trên bả vai ngươi thôi à? Diệp Tư Sư Tỷ đáp. Ta nhớ là lúc ngươi nói đùa câu, thần thông bốn tay, ngay lúc đó ta đột nhiên cảm giác mình có thể khống chế hai tay của ngươi. Tống Thư Hàng nhớ lại nói. Sau đó... Hắn thử giơ hai tay của Diệp Tư Sư Tỷ lên cao rồi lớn tiếng hô. Giải trừ thần thông bốn tay. Một lát sau, không hề có tác dụng, hai tay của Diệp Tư Sư Tỷ vẫn không khôi phục. Tống Thư Hàng. Diệp Tư. Thông Nương. Thông Nương cảm thấy tạo hình bây giờ của Tống Thư Hàng thật chói mắt. Trên bả vai cơ nhục cuồn cuộn của siêu anh hùng hao lại mọc ra một đôi tay trắng nõn như ngọc. Nhìn sao cũng thấy quái. Nếu thả vào thời cổ đại, gặp chúng người bắt yêu,
chắc chắn sẽ bị coi là yêu quái lập tức giết chết ngay. Hình như chúng ta chơi quá trớn thật rồi. Tống Thư Hằng nói. Vậy làm sao bây giờ, hai tay của ta không rút vào được nữa. Diệp Tư Sư tỷ quính lên, cô khẩn trương đến độ lại muốn khóc òa lên, nhưng lần này cô cố kềm nén lại. Trong lúc Tống Thư Hằng và Diệp Tư còn đang sầu não chuyện thần thông bốn tay thì trên không trung đột nhiên vèo một cái, một đạo kiếm quang đáp xuống. Bạch Tôn Giả từ trên kiếm quang đi xuống, sau lưng dắt theo một cây nhân sâm to lớn, nhân sâm này đã thành tinh rồi. Lúc này cây nhân sâm nọ đang không ngừng giãy giụa. Xem ra cây nhân sâm này nhất định là chiến lợi phẩm của Bạch Tôn Giả rồi. Thư Hằng, người không sao chứ? Ha 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 ha, người chơi tạo hình gì thế này? Bạch Tôn Giả đáp xuống, vừa thấy tạo hình chói mù mắt của Tống Thư Hằng đã vui vẻ bật cười. Chương 806, không có thứ gì mà bùm một phát là không giải quyết được cả. Bạch tiền bối, người đã về rồi. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Tạo hình này của ta là ngoài ý muốn, vừa rồi Diệp Tư khôi phục. Sau đó ta và cô ấy thử nghiệm một năng lực mới khá thú vị. Kết quả chơi quá trớn thành ra sau khi bày ra cái tạo hình này thì không thu về được. Diệp Tư, nhớ ra rồi, chính là tiểu cô nương đặc biệt thích khóc kia đúng không? Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Hiện tại cô ấy đã biến thành linh quỷ của ngươi rồi sao? Hẳn là vậy rồi, bây giờ quan hệ giữa bọn ta khá là kỳ quái. Có hơi giống linh quỷ, nhưng vẫn khang khác. Tống Thư Hằng nói. Nay hai tay của Diệp Tư chịu sự khống chế của ta nhưng không rút về được. Không rút về được á? Không rút được vậy thì chui ra đi. Bạch Tôn Giả nói. Đang khi nói chuyện, gốc nhân sâm lớn sau lưng hắn kia giãy giụa càng ngày càng lợi hại hơn, còn liều mạng muốn trốn vào lòng đất. Này, còn quậy à? Bạch Tôn Giả xoay người đá giò lái một cú vừa nhanh vừa mạnh vào trên thân gốc nhân sâm lớn kia. Bịch bịch, nhân sâm to lớn bị đá ngất đi. Đây là nhân sâm thành tinh sao? Tống Thư Hằng hỏi, đồng thời hắn khống chế khiến hai tay Diệp Tư vung vẫy. Diệp Tư, thử chui ra khỏi thân thể của ta xem. Chỉ cần ra khỏi thân thể thì xem thử hai tay có thể khôi phục hay không. Diệp Tư xấu hổ cười gượng, vừa rồi hai người quá nôn nóng, ấy thế mà lại không nghĩ tới điểm này. Tiếp đó, đầu Diệp Tư chui ra từ vị trí đầu của Tống Thư Hằng, bởi vì hai tay cô nằm ngay bả vai Tống Thư Hằng nên muốn thoát ra khỏi cơ thể Tống Thư Hằng thì sẽ biến thành vị trí này. Nhìn qua, cứ như trên đầu Tống Thư Hằng lại mọc ra thêm một cái đầu. Phụt! Bạch Tôn Giả lại vui vẻ. Hình ảnh chui ra từ đỉnh đầu như này thoạt nhìn cứ như người có linh hồn xuất khiếu trong bộ phim mà mấy bữa trước ta xem vậy. Tống Thư Hằng. Gạch nối. Diệp Tư thử chui ra nửa người, hai cánh tay cũng chen ra khỏi vai Tống Thư Hằng, cô lập tức vui vẻ nói. Thành công rồi. Tống Thư Hằng giơ ngón cái lên nói. Làm hay lắm. Lúc này, tay Diệp Tư cũng không tự chủ được mà duỗi ra làm tư thế giơ ngón cái lên. Viên mắt Diệp Tư đỏ lên. Không được, hai tay vẫn chưa được ta khống chế, rõ ràng hai tay đều rời khỏi bả vai Thư Hằng rồi mà. Nếu không sư tỷ ngươi chui cả người ra thử xem. Tống Thư Hằng đề nghị. Diệp Tư suy nghĩ một chốc rồi nhảy khỏi cơ thể Tống Thư Hằng. Một lát sau, cô cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hằng, hai mắt hiện lên một tầng hơi nước. Vẫn không được. Tống Thư Hằng cười khổ, lần này chơi quá trớn thật rồi. Bạch Tôn Giả sờ cằm suy nghĩ chốc lát. Lúc các ngươi hợp thể thành hình dáng bốn tay thì đã làm gì? Cũng không làm gì hết, từ đầu tới đuôi ta chỉ sử dụng một chiêu trưởng tâm lôi, có điều chưa xuất ra thì đã làm nó tiêu tan rồi. Tống Thư Hằng hồi đáp. Vậy ngươi thử khống chế hai tay Diệp Tư rồi sử dụng trưởng tâm lôi lần nữa đi. Lần này xuất trưởng tâm lôi ra ngoài xem sao. Nói không chừng là bởi vì trưởng tâm lôi kia không được xuất ra mà nảy sinh trở ngại đấy. Bạch Tôn Giả đề nghị. Ánh mắt Tống Thư Hằng và Diệp Tư lập tức sáng lên. Sau đó, Tống Thư Hằng khống chế hai tay Diệp Tư thi triển trưởng tâm lôi lần nữa. Một quả cầu sấm sét, rộng 1 mét, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Tư. Quả nhiên lấy tinh thần lực của Thư Hằng ngươi mà khống chế linh lực cấp bậc ngũ phẩm của Diệp Tư thi triển trưởng tâm lôi thì có hơi quá miễn cưỡng. Trưởng tâm lôi không bị khống chế ấy thế mà lại bành trướng đến lớn như vậy. Bạch Tôn Giả nói. Kế tiếp đánh trưởng tâm lôi ra đi. Tống Thư Hằng khống chế hai tay Diệp Tư rồi nhắm ngay mặt đất dùng sức ấn một cái. Trưởng tâm lôi bắn vào bên bờ hồ ngọc, trực tiếp đánh ra một cái hố to trên mặt đất.
chỉ là cái hố to này vừa xuất hiện thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu trong nháy mắt. Kết tiếp ngươi thử giải trừ khống chế hai tay của Diệp Tư thử xem. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng nghe theo lời này mà thử một lần. Lần này hai tay Diệp Tư rốt cuộc khôi phục, Thư Hàng và Diệp Tư đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi nhé Bạch Tôn Giả. Diệp Tư làm một lễ với Bạch Tôn Giả. Không cần khách sáo, ta chỉ động đậy miệng lưỡi mà thôi. Bạch Tôn Giả cười nói. Tính ra thì lúc ngươi và Tống Thư Hàng dung hợp lại thành hình dạng bốn tay, còn có chuyện ngươi chui ra khỏi đỉnh đầu Tống Thư Hàng khiến ta cảm thấy rất thú vị. Gò má Diệp Tư lập tức đỏ bừng lên. Tiếp đó cô xoay người nhảy về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vươn tay ra theo bản năng muốn tiếp lấy Diệp Tư, nhưng mà hắn tiếp được không khí. Diệp Tư thoáng cái đã chui vào trong cơ thể hắn tựa như vận động viên nhảy cầu vậy. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Hắn ngu ngơ vươn hai tay ra làm tư thế sắp ôm trông có vẻ đặc biệt xấu hổ. Ha ha ha. Bạch Tôn Giả cười đến là vui vẻ. Khụ khụ, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng ho khan một tiếng, sau đó mang vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói sang chuyện khác. Lúc trước khi ta dùng con rối thế thân đi dò đường thì phát hiện một sơn cốc. Sơn cốc kia rất đặc biệt, lúc con rối thế thân vừa tiến vào trong đó thì lập tức mất đi liên hệ. Một lát sau, con rối thế thân bị ném ra khỏi sơn cốc nhưng đã bị chém thành 5 đoạn. Thông qua hình ảnh truyền tới sau khi con rối thế thân khôi phục liên hệ, bên trong thung lũng kia tràn đầy trận pháp. Con rối bị kiếm khí trong trận pháp đánh chết. Ta hoài nghi bên trong sơn cốc cất giấu đồ vật quan trọng. Có lẽ hạch tâm của nơi này đang ở trong sơn cốc kia. Thư Hàng, trò đánh trống lảng của ngươi nát quá đi thôi. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Có điều cái sơn cốc mà ngươi nói thật sự khiến ta hứng thú đấy. Nói không chừng có thể tìm được vài vật thú vị bên trong. Tỉ như gốc nhân sâm lớn ở đằng sau ta vậy, nó chính là một bảo bối đấy. Nếu bán cho dược sư đạo hữu thì nhất định hắn sẽ rất thích. Bạch Tôn Giả nói. Bạch tiền bối ấy thế mà lại muốn bán gốc nhân sâm lớn kia à? Tống Thư Hàng nói. Ta còn tưởng rằng Bạch tiền bối sẽ chọn ăn tươi nó luôn chứ. Thứ này quá đắng nên không thể ăn. Hơn nữa đây là vật thành tinh đã có thần trí. Ăn tươi thì tiếc và tàn nhẫn lắm. Tựa như gốc thông nương kia của ngươi. À không đúng, gốc thông nương kia của ngươi đã bị ngươi xơi mấy lần rồi chứ nhỉ? Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Trong túi thu nhỏ một tấc, thông nương khóc đến hỏng cả mắt luôn rồi. Đặc biệt là khi nhìn một đống búp hành bên cạnh, cô càng thấy bi thương hơn. Đang khi nói chuyện, xa xa có một bóng người đang nhanh chóng đến gần, là Tô Thị A Thập Lục đi tới. Sau vài động tác giảm sóc linh hoạt, cô vững vàng ngừng lại trước mặt Bạch Tôn Giả và Thư Hàng. Sau đó cô đánh giá Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới. Thư Hàng. Người không sao chứ? Ừ, đã không sao rồi. Tống Thư Hàng nói. A Thập Lục cô thì sao? Lúc trước liên lạc thì hình như cô đang chiến đấu đúng không? Ta tìm được vài công trình có hình dạng cung điện, trong đó không có người sống, chỉ có mấy bộ hài cốt. Chiến đấu với ta là một ít oán linh đã mất đi thần trí, chúng dây dưa với ta một lúc thì bị ta tìm được lỗ hổng lui ra ngoài. Tô Thị A Thập Lục cảm thán nói. Cô nhìn những cung điện bị tàn phá kia thì có thể lờ mờ thấy được thiên đình phồn vinh thịnh vượng năm đó, đến nay những phồn vinh kia đã một đi không trở lại, chỉ để lại một ít vong hồn du đãng trong cung điện. Vong linh, thực lực thế nào? Tống Thư Hàng nghe đến đó thì ánh mắt sáng lên. Đừng quên hiện tại hắn vẫn còn mang trạng thái tham thượng 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 thượng, với ấn đường biến thành màu đen đó, hắn cần tìm cơ hội tăng ánh sáng công đức trên người mình lên để làm nó sinh ra biến đổi về chất mới được. Thực lực không mạnh lắm. Một mình ta đối mặt hơn 10 con cũng không có nguy hiểm. Chỉ là hơi khó nhằn chút thôi. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Vậy lát nữa chúng ta đi tìm những cung điện kia được không? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc nói. Ngươi tìm đám vong hồn đó để làm gì? Siêu độ. Tống Thư Hàng nói. Ta muốn tăng ánh sáng công đức trên người lên một cấp bậc. Ngươi làm hòa thượng đến nghiện rồi hả? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Không phải đâu, ta căn bản không muốn làm hòa thượng. Tống Thư Hàng nói. Ta chỉ sợ khó khăn khi độ kiếp thôi. Gần đây ấn đường của ta biến thành màu đen, vận số vô cùng thê thảm. Tốt nhất là tăng ánh sáng công đức lên một cấp bậc để mình có thể sống qua giai đoạn ấn đường phát đen, này. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ gật đầu. Được rồi, lát nữa dẫn ngươi qua đó. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Bạch Tôn Giả.
Tống Thư Hàng nói phát hiện ra một sơn cốc thú vị, chúng ta tới đó xem trước đi. Tô Thị A thập lục. Được, Thư Hàng dẫn đường. Vậy là Tống Thư Hàng dẫn đường phía trước, Bạch Tôn Giả và Tô Thị A thập lục đi theo phía sau. Trong tay Bạch Tôn Giả còn kéo theo một gốc nhân sâm lớn. Một nhóm ba người một mạch chạy như điên. Đợi sau khi ba người Tống Thư Hàng đi xa, nữ thủ vệ trong hồ ngọc mới bình tĩnh lại. Một lát sau, hơn 10 thủ vệ khác đều chìm vào bùn đất dưới đáy hồ lần nữa. Chỉ có nữ thủ vệ ánh màu bạc kia còn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ba người Bạch Tôn Giả đi xa. Đẹp trai thật. Sau một lúc lâu, nữ thủ vệ ánh màu bạc lẩm bẩm nói. Vị, Bạch Tôn Giả, vừa rời đi kia thật anh tuấn, đặc biệt là khi hắn xoay người đá giỏ lái khiến nhân sâm tinh ngã xuống đất ban nãy, thật sự là đẹp trai đến ngây người luôn. Cô cảm giác đã lâu lắm rồi mình không động lòng. Sau khi đế châu vỡ, nếu các cô vẫn tiếp tục kiên trì thì phải có tín ngưỡng mới để duy trì chứ nhỉ. Có lẽ tình yêu sẽ là tín ngưỡng mới không tệ đâu ha. Cửa sơn cốc nơi Lư Sơn Lộ Ma Tôn nương náu. Chính là chỗ này. Tống Thư Hàng nhìn sơn cốc rồi nói, tiếp đó hắn nhặt con rối thế thân đã rách nát từ mặt đất lên. Nát thành như vậy, ngay cả hạch tâm đều bị hủy, lần này không biết có thể sửa lại không đây. Tô Thị A thập lục. Trong sơn cốc có rất nhiều trận pháp, hơn nữa đẳng cấp từng trận pháp cũng rất cao. Nếu chúng ta cứ xông vào như vậy thì phải phá giải từng trận pháp, quá phiền toái. Tất cả những trận pháp này đều là cấp bậc tôn giả. Xem ra vị tôn giả của Vô Cực Ma Tông kia ẩn náu ở chỗ này rồi. Bạch Tôn Giả nhếch miệng, sau đó hắn phất tay ý bảo Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục lui ra phía sau. Tiếp đó hai tay Bạch Tôn Giả bắt đầu nhanh chóng kết pháp ấn. Đồng thời trong miệng cũng bắt đầu mặc niệm chú văn. Nếu khắp nơi trong sơn cốc này đều là trận pháp và cạm bẫy, vậy tại sao phải đi vào chứ? Chẳng phải đứng ở cửa sơn cốc rồi bùm một phát vào trong là được rồi sao? Không có chuyện gì mà bùm một phát là không giải quyết được cả, nếu có, vậy bùm thêm mấy phát nữa là xong. Chương 807, câu cá thất bại, buồn quá đi mất. Trong ấn tượng của Tống Thư Hàng, lúc Bạch Tôn Giả ra đòn tấn công thì rất ít khi bấm ấn và cũng rất ít khi ngâm sướng chú văn. Dưới tình huống bình thường, tay Bạch Tôn Giả cầm lưu tinh kiếm chém ra kiếm khí cũng đủ để đối phó với kẻ địch rồi. Thỉnh thoảng Bạch Tiền Bối cũng sẽ lựa chọn sử dụng một ít pháp bảo kỳ quái để đối địch. Mà bây giờ lúc đối mắt với sơn cốc này Bạch Tiền Bối lại bắt đầu nghiêm túc ngâm sướng chú văn để thi pháp. Cùng với việc Bạch Tiền Bối ngâm sướng, một vòng sáng khổng lồ hiện lên trước mặt mọi người. Ngay sau đó, linh lực trong trời đất điên cuồng tràn vào bên trong vòng sáng. Bởi vì linh lực tràn vào quá nhanh mà hư không hiện ra dị tượng hình cái phễu, điều này cho thấy pháp thuật kia mạnh mẽ đến đủ để đảo loạn trời đất, khiến đất trời sinh ra dị tượng. Ngay sau đó, có một loại lực lượng áp bách khổng lồ phát ra từ vòng sáng pháp thuật. Thông nương trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng có phần không chịu nổi áp lực, thân thể cũng bắt đầu run lên. Bạch Tiền Bối đang muốn thi triển cấm chú sao? Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói với Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục, cô biết Bạch Tiền Bối muốn dùng pháp thuật gì không? Không nhìn ra, ta cũng không hiểu pháp thuật cấp bậc thất phẩm lắm. Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng đáp. Lúc này, Bạch Tôn Giả đột nhiên xoay đầu lại nói. Ha ha, thật là loại vấn đề này các ngươi hỏi thẳng ta không phải tốt hơn à? Ta nói cho các ngươi biết nha, đây là một pháp thuật do ta tự nghĩ ra, vài ngày trước ta vẫn luôn mường tượng cấu tạo của pháp thuật này. Hôm nay đúng lúc thử xem uy lực của nó ra sao. Bạch Tiền Bối, ngài nghiêm túc thi pháp đi. Tống Thư Hàng lo lắng nói, nếu không chuyên tâm khống chế thì thứ như cấm chú này sẽ nổ tung mất. Đây chính là pháp thuật gây nên dị tượng trong trời đất đó, lỡ như mất khống chế mà nổ tung thì hắn và Tô Thị A Thập Lục sẽ chết mất xác luôn. Yên tâm đi, lúc ta thi pháp thì nghiêm túc lắm. Hơn nữa hiện tại đoạn mở đầu đã hoàn thành. Kế tiếp chỉ là rót năng lượng vào hình thức ban đầu của pháp thuật nên không cần khẩn trương vậy đâu. Bạch Tôn Giả nói. Cùng không biết vòng sáng pháp thuật này của hắn tấn công kẻ địch thế nào đây. Lúc này Bạch Tôn Giả la lên. Khinh Vũ mau ra đây. Mang hết phi kiếm dùng một lần của ta ra ngoài rồi lắp vào đó đi. Ngay sau đó, cây liễu yêu Khinh Vũ bị Bạch Tiền Bối thu phục kia chui ra khỏi ống tay áo của Tôn Giả. Tống Thư Hàng trông thấy trên thân cây của cô ta còn buộc một sợi dây lưng. Sau khi hạ xuống, cây liễu yêu biến hóa thành kích cỡ của một người bình thường. Cô ta dùng nhánh cây linh hoạt moi từng bó phi kiếm dùng một lần từ dây lưng ra, mỗi một bó đều có 20 thanh. Tiếp đó,
cây liễu yêu dùng nhánh cây không ngừng lắp những bó phi kiếm dùng một lần kia vào vòng sáng pháp thuật của Bạch Tôn giả. Trong quá trình lắp vào, nhánh cây của cây liễu yêu đều run lẩy bẩy, dường như pháp thuật này khiến cô có áp lực rất lớn thì phải. Hoặc giả có một phần bên trong những phi kiếm dùng một lần kia là dùng cành liễu của cô làm ra chăng? Nhiều phi kiếm dùng một lần như vậy sao? Tống Thư Hàng líu lưỡi. Ha, gần đây ta ở không chẳng có gì làm, ngoại trừ tu luyện với xem cắt nối biên tập phim ra thì vẫn luôn chế tạo phi kiếm, bất giác làm nhiều như vậy. Bạch Tôn giả cười rồi giải thích. Tô Thị A Thập Lục im lặng gật đầu, năng lực làm việc trong lúc buồn chán của Bạch Tôn giả đặc biệt mạnh mẽ. Đang khi nói chuyện, cây liễu yêu đã đưa vào trong vòng pháp thuật tròn 20 bó phi kiếm dùng một lần. Đủ rồi, được rồi đấy. Bạch Tôn giả nói. Thuật này làm ta tiêu hao thật lớn, năng lượng sắp nổ bung lên rồi. Hiện tại các ngươi lui ra sau chút đi, ta dự cảm uy lực của thuật này có khả năng lớn hơn trong tưởng tượng của ta nữa đấy. Vì vậy, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục và cây liễu yêu nhanh chóng lùi về sau. Trong quá trình Bạch Tôn giả thi pháp, cũng không biết vị tôn giả của Vô Cực Ma Tông trong sơn cốc kia nghĩ như thế nào mà lại không ra ngoài ngăn cản Bạch Tôn giả phóng ra đại chiêu nữa. Cứ mặc cho kẻ địch ngưng tụ đại chiêu thế kia à? Lẽ nào đối phương đang bế quan ở giây phút quyết định sao? Không thể động đậy luôn ư? Có điều, bất kể như thế nào thì hiện tại đại chiêu của Bạch Tôn giả đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tôn giả nhắm vòng pháp thuật ngay vào sơn cốc rồi đột nhiên nói. Chiêu này lấy tên là gì đây? Tên gì cũng được hết, Bạch tiền bối, nhân cơ hội nổ banh hắn đi. Tống Thư Hàng nói. Được rồi. Để sau này lấy tên sau vậy. Lần này Bạch Tôn giả ấy thế mà lại thỏa hiệp. Chủ yếu là pháp thuật này thật sự tiêu hao linh lực rất lớn, duy trì mỗi một khắc đều cần tiêu tốn lượng lớn linh lực. Bạch Tôn giả cảm giác nếu kéo dài nữa thì pháp thuật này sẽ thật sự không khống chế được. Tiếp đó, Bạch tiền bối đưa tay đẩy vòng sáng pháp thuật một cái. Ong 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 ong. Từ trong vòng sáng pháp thuật này, từng trận pháp được đẩy ra chất chồng lên nhau, tính ra có chừng trên 100 trận pháp. Toàn bộ những trận pháp này đều là trận pháp loại phụ trợ, có tăng tốc cấp 2, siêu tăng tốc, cường hóa, sắc bén, năng lượng gấp đôi 2 lần, lóe nhanh, đột phá nhanh, bắn liên hoàn, ngọn lửa phụ trợ, sấm sét phụ trợ, bão táp phụ trợ, tinh thần phụ trợ, kèm theo đòn tấn công phân tách liên hoàn, tích trữ lực lượng bộc phát, phụ trợ nhiệt độ cao vân vân và mây mây, hơn 100 trận pháp với đủ loại phụ trợ mà không hề trùng lặp. Có thể tưởng tượng sau khi phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả tiếp nhận hơn 100 loại tăng cường này thì uy lực sẽ đạt đến trình độ nào rồi chứ? Một thanh thôi cũng đủ để phá núi chém biển rồi ấy nhỉ? Mà Bạch Tôn giả lại đưa vào bên trong pháp thuật tận 400 thanh phi kiếm dùng một lần. Tống Thư Hàng nhìn về phía sơn cốc kia. Dù bên trong sơn cốc cũng phủ đầy phòng ngự, trận pháp, cạm bẫy cấp tôn giả thất phẩm thì cũng tuyệt đối không ngăn được một kích này của Bạch Tôn giả. Vị tôn giả của Vô Cực Ma Tông trong sơn cốc kia bây giờ còn có thể nhẫn nhịn được à? Hoặc là đối phương thật sự đã từ bỏ chống cự rồi sao? Chuẩn bị sẵn sàng. Bạch tôn giả nhẹ giọng nói, sau khi hắn đẩy ra 100 phép thuật phụ trợ thì cái, pháp thuật chưa đặt tên, này khởi động, ngay sau đó, không gian sơn cốc của đối phương đã bị phong tỏa. Bất kể vị tôn giả của Vô Cực Ma Tông có ý định gì thì hiện tại cũng đã muộn. Không gian bị phong tỏa. Trừ khi đối phương có thần binh loại không gian, bằng không hắn không cách nào ra khỏi sơn cốc mà chỉ có thể bị động cứng đối cứng với một kích này của Bạch Tôn giả. Đáng tiếc, uổng công ta tốn thời gian, chuẩn bị pháp thuật, lâu như vậy để làm mồi nhử mà tên này lại vẫn không ra khỏi sơn cốc. Trong lòng Bạch Tôn giả tràn đầy tiếc nuối. Nếu như đối phương nhìn không được mà lao ra khỏi sơn cốc định cắt ngang việc thi pháp của hắn, Bạch Tôn giả có thể vui sướng dùng 400 thanh phi kiếm dùng một lần in lên bản mặt đối phương trong nháy mắt rồi. Nắm chắc thời gian là tuyệt đối có thể giết chết đối phương chỉ trong một chiêu. Đúng vậy, trên thực tế Bạch Tôn giả có thể phát ra cái pháp thuật dài rằng giặc này trong nháy mắt. Sở dĩ thi pháp chậm gì gì như vậy là muốn dụ cá mắc câu. Đáng tiếc đối phương không xuất hiện. Không vui chút nào. Sau khi thở dài, Bạch Tôn giả nhẹ giọng nói. Nổ. Vù 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 vù. Hào quang che trời lấp đất bắn ra từ bên trong vòng sáng pháp thuật, mỗi một tia sáng đều là một thanh phi kiếm dùng một lần. Lúc phi kiếm bắn ra thì lần lượt xuyên qua 100 trận pháp phụ trợ kia. Mỗi khi xuyên qua một trận pháp phụ trợ, trên phi kiếm lập tức được chồng lên một tầng hào quang và được tăng cường một loại năng lực phụ trợ.
lúc chọn 100 loại lực lượng phụ trợ được trồng hết lên phi kiếm dùng một lần thì Tống Thư Hàng nhìn thấy ánh sáng bảo vật 7 màu lóe lên trên phi kiếm dùng một lần. Đám phi kiếm dùng một lần này biến thành thần khí rồi sao? Ánh sáng bảo vật 7 màu là trang bị cấp bậc thần khí trong trò chơi đó. Vì vậy phải gọi chúng nó là thần khí phi kiếm dùng một lần, sao? Kiếm quang hạ xuống, trong nháy mắt, trời đất đều ảm đạm phai mờ. Lúc này đây, trong toàn bộ đất trời chỉ còn lại một mảnh kiếm quang 7 màu chói mắt. Ầm ầm ầm, phi kiếm chém về phía sơn cốc kia. Trận pháp phòng ngự to lớn hiện lên phía trên sơn cốc trước tiên, thế nhưng dưới kiếm của Bạch Tôn giả, trận pháp phòng ngự thất phẩm này lại yếu ớt như tờ giấy vậy. Phòng ngự bị xé nát trong nháy mắt. Đợt đầu tiên với hơn 70 thanh phi kiếm dùng một lần đánh vào trong sơn cốc, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Lúc này, tất cả trận pháp trong sơn cốc đã bị kích hoạt. Dường như vị tôn giả thất phẩm của Vô Cực Ma Tông kia rốt cuộc cũng ý thức được sự đáng sợ của mảng kiếm quang 7 màu khổng lồ trên đỉnh đầu rồi thì phải. Hắn điều khiển tất cả trận pháp rồi dẫn dắt toàn bộ năng lượng trong trận pháp ra. Có một luồng sương mù màu đen vọt lên từ trong sơn cốc rồi vặn vẹo đâm vào mảnh kiếm quang 7 màu trên bầu trời tựa như xúc tu vậy. Ha ha! Bạch Tôn giả cười khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả kiếm quang 7 màu trên bầu trời ngưng tụ lại, biến thành một cột sáng 7 màu xuyên qua bầu trời. Cột sáng bao phủ toàn bộ sơn cốc bên trong. Sau đó, cột sáng ầm ầm hạ xuống. Sương mù màu đen vọt lên từ trong sơn cốc bị cột sáng 7 màu đánh cho tan thành mây khói. Cột sáng 7 màu tiếp tục đè ép xuống. Tất cả trận pháp trong sơn cốc bị đánh cho nổ tung với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sau khi mỗi một trận pháp vỡ vụn thì khu vực sơn cốc bị mất đi tầng bảo vệ kia cũng sẽ bị phi kiếm dùng một lần xóa khỏi bản đồ. Sau khi phá vỡ tất cả phòng ngự, hơn 400 luồng kiếm quang phân tán ra để tiến hành một đợt bắn phá cuối cùng. Ngọn lửa, sấm sét, tia sáng nóng rực, nổ tung thuần túy, kiếm khí cắt qua, toàn bộ sơn cốc biến thành một màn pháo hoa rực rỡ. Có một đợt sóng xung kích mang tính hủy diệt cuốn về phía đám người Tống Thư Hàng. Mà Bạch Tôn giả đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, vòng sáng pháp thuật to lớn trước người hắn cuối cùng lại biến thành một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố bảo vệ đoàn người phe mình bên trong. Tuyệt vời y! Tống Thư Hàng nói. Ha ha! Bạch Tôn giả cười đắc ý, cây liễu yêu khinh vũ phía sau lưng hắn đang giơ một máy quay phim lên quay lại một màn trước mắt. Đây cũng là ý của Bạch Tôn giả, cũng không phải Bạch Tôn giả thích quay phim tự sướng như Lệ Chi tiên tử đâu. Chỉ là quay lại hình ảnh bản thân thi triển pháp thuật để trở về sẽ nghiên cứu kỹ càng lại, nhìn xem pháp thuật này có chỗ trống nào để cải thiện hay không. Uy lực còn lại của pháp thuật chưa đặt tên, rốt cuộc cũng tiêu tán. Vị trí vốn là sơn cốc giờ đã thành một vực sâu không đáy, lúc đứng bên trên nhìn xuống thì liếc mắt không nhìn thấy đáy. Cái hố này sâu bao nhiêu đây? Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục nói. Vị tôn giả thất phẩm của Vô Cực Ma Tông trong sơn cốc kia, ngủm rồi à? Chương 808, đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục. Dưới đòn tấn công như vậy đối phương sẽ không hóa thành cho bụi đâu nhỉ? Có điều ta thật tò mò vì sao hắn lại muốn ngồi chờ chết chứ? Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng vẫn duy trì cảnh giác mà đánh giá bốn phía như cũ. Gần đây vận số của hắn thật sự quá thảm rồi. Vì vậy bất kể làm chuyện gì hắn đều luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hiện tại hắn hơi hoài nghi, liệu có phải vị tôn giả thất phẩm của Vô Cực Ma Tông kia có thủ đoạn gì đặc biệt có thể tránh được một kích hủy diệt kia của Bạch Tôn giả hay không? Nói không chừng bây giờ tên kia đang núp trong bóng tối chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén nhóm người mình như rắn độc chờ phát động bất cứ lúc nào ấy. Tống Thư Hàng đã đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục. Tôn giả thất phẩm Lư Sơn Lộ Ma Tôn của Vô Cực Ma Tông đích xác là có thủ đoạn đặc thù nên vẫn còn sống dưới đợt bắn phá kinh khủng kia của Bạch Tôn giả. Dù sao Lư Sơn Lộ Ma Tôn là tôn giả có uy tín lâu năm, là một trong những tôn giả sống lâu nhất cho đến hiện tại. Thân là một hàng đồ cổ chân chính, bí pháp, bí bảo, bí dược, bảo vệ tính mạng trên người hắn không ít. Sống sót được trong một kích này của Bạch Tôn giả cũng không lạ gì. Nhưng đối phương không ẩn núp trong bóng tối như rắn độc mà trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người Tống Thư Hàng. Lão phu sống lâu như vậy lại chưa từng gặp qua đối thủ nào như ngươi. Trong hư không, có một đám sương mù ma quái hiện lên. Ta không biết phải hình dung ngươi như thế nào, trước khi chưa nhìn thấy kẻ địch lại tiêu hao sạch sẽ toàn bộ thể lực và linh lực của mình. Không thể phủ nhận một kích vừa rồi của ngươi mạnh mẽ đến nỗi khiến lão phu sinh ra ảo giác tử vong.
thế nhưng ngươi không có thể giết chết lão phu, ngươi đã thất bại rồi. Ừ, cảm ơn đã khen. Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Ha ha, Lư Sơn Lộ Ma Tôn cười lạnh, sau đó hắn giơ ngang cánh tay của mình lên. Hiện tại thể lực và linh lực của ngươi đều đã tiêu hao sạch sẽ, vậy ngươi muốn ngăn cản lão phu thế nào đây? Ta có thể dùng thuốc khôi phục mà. Bạch Tôn Giả nói. Ngươi có thể thử xem, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, hiệu quả của đan dược trong khu vực đặc thù dưới chân chúng ta này không khác đường đậu là mấy đâu, ngươi không có cơ hội. Lư Sơn Lộ Ma Tôn nhếch miệng lên, dứt lời, bàn tay hắn nắm lại thật chặt. Trái tim của các ngươi, ta sẽ nhận vậy. Theo động tác của hắn, từng luồng lực lượng nguyền rủa rơi xuống từ trong hư không. Nơi ngực Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tôn Giả đột nhiên xuất hiện một tấm phù văn nguyền rủa. Bởi vì cây liễu yêu không có trái tim nên loại nguyền rủa nhằm vào loài người này không có hiệu quả với cô ta, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, tấm phù văn này vỡ vụn ra. Dưới tình huống trái tim vỡ vụn thì dù là tu sĩ cũng sẽ chết. Đây là pháp thuật nguyền rủa. Diệp Tư, cô có thể nuốt đám nguyền rủa này không? Tống Thư Hàng hỏi cực nhanh. Gạch nối. Diệp Tư, ta cảm giác dạ dày của ta không có tốt như vậy. Hơn nữa thứ như nguyền rủa này thì phải ăn thế nào đây? Quả nhiên việc ăn nguyền rủa là thiên phú mà chỉ mỗi con linh quỷ kia của mình mới có. Lúc này Bạch Tôn Giả cười khẽ. Không cần lấy loại pháp thuật nguyền rủa cấp thấp này ra đùa giỡn đâu. Nói xong, Bạch Tôn Giả vươn tay chọt một cái lên người Tống Thư Hàng. Sau đó, tầng ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng kia xôn xao thoáng chốc rồi bành trướng lên. Ánh sáng công đức là khắc tinh của các loại nguyền rủa và đồ vật tà ác, chỉ cần sử dụng tốt thì nó sẽ là vũ khí sắc bén phá vỡ nguyền rủa. Tống Thư Hàng sử dụng ánh sáng công đức rất phụng về, đến tận bây giờ hắn chỉ có mỗi một chiêu kim cương phục ma quyền kia. Hóa ánh sáng công đức thành người khổng lồ màu vàng bao phủ lên người mình để tăng cường uy lực của kim cương phục ma quyền. Mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của Bạch Tôn Giả, ánh sáng công đức bành trướng lên hóa thành ba thanh kiếm sắc bén nhanh chóng chém lên ba tấm phù văn nguyền rủa kia. Xoẹt xoẹt xoẹt, nguyền rủa bị chém vỡ một cách ngon ơ. Ha ha ha. Pháp thuật nguyền rủa bị phá nhưng Lư Sơn Lộ Ma Tôn cũng không tức giận. Sau khi cười khẽ một tiếng, thân hình của hắn chuyển động. Một chiêu pháp thuật nguyền rủa, trái tim vỡ vụn, vừa rồi kia chỉ là thăm dò. Trải qua thăm dò, hắn có thể cảm ứng được một cách rõ ràng rằng năng lượng trong cơ thể tên tôn giả thất phẩm trẻ tuổi trước mắt đã tiêu hao sạch sẽ. Mà việc phá vỡ nguyền rủa, trái tim vỡ vụn, của hắn vừa rồi đã làm tiêu hao hết năng lượng mà đối phương vất vả lắm mới khôi phục lại được một lần nữa. Hiện tại đối phương chỉ còn là cái bình rỗng xinh đẹp với năng lượng và thể lực đều hao phí sạch sành xanh. Lư Sơn Lộ Ma Tôn chuyển động, nhưng hắn cũng không tới gần ba người Bạch Tôn Giả mà đạp bước vọt lên không. Dù cho thể lực, năng lượng của vị tôn giả trẻ tuổi kia đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng nếu đến gần người thì đối phương vẫn có thể dùng kỹ năng võ thuật. Vì liều mình trước đó nên tuổi thọ của Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã không còn nhiều, cũng không muốn cứng đối cứng ngay mặt với tôn giả trẻ tuổi. Vì vậy, hắn lựa chọn sử dụng thủ đoạn pháp thuật bắn phá từ xa để giết chết ba người. Mặc dù sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cũng càng bảo đảm và ổn thỏa hơn. Sau khi vọt lên cao, sau lưng Hoàng Sơn Chân Quân hiện lên ba con mắt khổng lồ. Ba con ngươi mở ra. Trên người Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục bị ghim xuống, bọn họ có thể cảm giác được một loại lực lượng hủy diệt tất cả bên trong ba con ngươi này. Nếu không phải có Bạch Tôn Giả che chở phía trước thì lúc này hai người đã trực tiếp bị áp lực trong con ngươi đè ép cho nằm bò rồi. Sự chênh lệch giữa tôn giả thất phẩm và tu sĩ tam phẩm quá lớn. Lúc này Bạch Tôn Giả lên tiếng nói. Ồ, dùng đan dược thật sự không có hiệu quả. Pháp tắc của chỗ này hơi lạ, nó lại vô hiệu hóa đan dược, đan dịch. Thậm chí ngay cả linh lực bên trong linh thạch cũng không hấp thu được. Ha ha! Trên bầu trời, đòn tấn công của Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã được phát động. Trong nháy mắt khi con ngươi mở ra, mặt đất dưới chân ba người Tống Thư Hàng biến thành một vùng đất ma quái. Dưới sự phong ấn của vùng đất ma quái này, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục không thể động đậy. Sau đó có ma khí dâng lên hóa thành ngọn lửa ma. Đòn tấn công của cấp bậc thất phẩm, cho dù Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục dính phải một tia lửa ma thôi thì cũng sẽ hóa thành cho bụi. Thật là, sống càng lâu lá gan càng nhỏ mà. Dưới loại tình huống này cũng không chịu tấn công gần. Bạch Tôn Giả thở dài, buồn quá đi thôi. Đang khi nói chuyện, chân Bạch Tôn Giả dùng sức giẫm một cái.
linh lực từ dưới chân hắn cuộn trào ra dữ dội, vùng đất ma quái dưới chân ba người biến thành một bãi cát. Lửa ma vốn đang thiêu đốt cũng trực tiếp bị hạt cát vùi lấp. Không ngờ ngươi lại khôi phục được chút linh lực, tốc độ khôi phục linh lực của ngươi còn nhanh hơn trong tưởng tượng của ta, thật sự là người trẻ tuổi đáng sợ. Lư Sơn Lộ Ma Tôn nhẹ giọng nói. Có điều, dù tốc độ khôi phục linh lực của đối phương có nhanh nữa thì cũng đã muộn. Trên bầu trời có một trận pháp to lớn đã thành hình rồi hóa thành cột sáng màu đen đè ép xuống vị trí mấy người Tống Thư Hàng. Dưới lòng bàn chân, vùng đất ma quái vốn bị hạt cát vùi lấp cũng hóa thành một trận pháp khổng lồ phối hợp với trận pháp trên bầu trời. Ma nhãn thiên cức, Lư Sơn Lộ Ma Tôn nói. Một chiêu này là chiêu tuyệt sát của Lư Sơn Lộ Ma Tôn, chân quân lục phẩm chết dưới một chiêu này nhiều vô số kể. Thậm chí Lư Sơn Lộ Ma Tôn từng dựa vào một chiêu này mà mạnh mẽ giết chết hai đại địch cấp bậc tôn giả thất phẩm. Mái tóc dài của bạch tôn giả tung bay, hắn đáp. Kỳ thật, tốc độ khôi phục linh lực của ta còn nhanh hơn suy nghĩ của ngươi lúc này. Bởi vì ta đã bổ sung linh lực xong nên hiện tại điểm linh lực của ta đã tràn đầy. Đang khi nói chuyện, trong tay áo hắn lộ ra một đóa hoa sen thủy tinh bị phong ấn. Đóa hoa sen thủy tinh này không hổ là đạo cụ, bổ sung ma lực cấp VIP. Dù là vì pháp tắc quỷ quái nơi này mà đan dược và linh thạch không thể bổ sung linh lực, nhưng hoa sen thủy tinh lại không bị ảnh hưởng chút nào, tốc độ còn nhanh đến vậy. Kỳ thực dù linh lực không khôi phục thì trên người bạch tôn giả còn rất nhiều loại bảo vật có thể ứng phó vị tôn giả của vô cực ma tông này. Nhưng nếu linh lực được khôi phục thì hắn có thể sử dụng càng nhiều phương pháp đơn giản mà thô bạo hơn. Sau lưng bạch tôn giả đột nhiên hiện lên một vòng sáng khổng lồ. Lúc nhìn thấy vòng sáng này, con người của Lư Sơn Lộ Ma Tôn không khỏi co rút lại. Vòng sáng khổng lồ kia là pháp thuật mà chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt thung lũng lúc nãy. Không phải pháp thuật này cần thời gian chuẩn bị rất dài sao? Trong lòng Lư Sơn Lộ Ma Tôn nảy lên một loại cảm giác không ổn. Xem ra ngươi đã đoán được. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Kỳ thực pháp thuật này có thể phát ra trong nháy mắt. Gần như cùng lúc với khi vòng sáng xuất hiện. Trong vòng sáng lập tức bắn ra 100 trận pháp thuật phụ trợ như tăng tốc cấp 2, siêu tăng tốc, cường hóa, sắc bén, năng lượng gấp đôi 2 lần, chớp lóe, phá nhanh, bắn liên hoàn, ngọn lửa phụ trợ, sấm sét phụ trợ, bão táp phụ trợ, tinh thần phụ trợ, kèm theo đòn tấn công phân tách liên hoàn, tích trữ lực lượng bộc phát, phụ trợ nhiệt độ cao, vân vân và mây mây, không hề khác với trước đó. Mà ngay lúc 100 pháp thuật phụ trợ này bắn ra, từng luồng kiếm quang đã không kịp chờ đợi mà bắn ra từ trong vòng sáng. Từ lúc vòng sáng xuất hiện cho đến khi 100 trận pháp phụ trợ bắn ra, rồi đến từng luồng kiếm quang bắn ra, tất cả mọi thứ đều được hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Vèo 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 vèo. Từng luồng kiếm quang chia binh hai đường. Một đường dùng tốc độ nhanh đến tàn nhẫn bắn về phía bầu trời, trực tiếp công kích Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Một đường khác trực tiếp chém về phía cái trận pháp khổng lồ trên không trung kia, thần kiếm bảy màu đánh vào cột sáng màu đen, dùng bạo lực xoắn nát, mạnh mẽ phá hủy pháp thuật tất sát, ma nhãn thiên cức của Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Nguy rồi! Đồng tử của Lư Sơn Lộ Ma Tôn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn kích hoạt vô số pháp bảo phòng ngự trên người mình trong nháy mắt, lại tung ra hàng loạt phù bảo phòng ngự, đồng thời còn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Dùng phương thức tự mình hại mình để nhanh chóng thi triển pháp thuật. Kim cương ma quân hộ thân, vách sắt bất động hai tầng, hỏa diễm ngăn cản, sấm sét ngăn cản, nhiệt độ cao ngăn cản, bão táp ngăn cản, lực lượng nguyền rủa làm giảm tốc độ, lực đẩy. Trong nháy mắt hắn đã bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự trước người mình. Thế nhưng, chút phòng ngự ấy căn bản không đủ. Phòng ngự trong thung lũng của hắn càng mạnh hơn, nhưng tính luôn cả thung lũng thì chúng đều trực tiếp bị san bằng. Vị trí thung lũng còn bị nổ thành vực sâu. Đòn tấn công vạn kiếm đồng thời phát động này của đối phương căn bản không thể chống lại chính diện. Càng bi kịch chính là, lúc trước vì tránh né đợt tấn công đầu tiên của pháp thuật, vạn kiếm tể phát, hắn đã tiêu hao liên tiếp 4 bí thuật, pháp bảo, phù bảo dùng để bảo vệ tính mạng. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn một pháp thuật bảo vệ tính mạng, nhưng cái pháp thuật bảo vệ tính mạng này không cách nào cam đoan hắn có thể sống sót trong sự bắn phá của pháp thuật, vạn kiếm tể phát, này hay không. Tên này là quái vật gì đây? Chương 809, ta muốn mượn đạo hữu tam lãng chỗ ngươi dùng một lát. Phải liều mạng thôi. Nếu không liều mạng thì nói không chừng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Lư Sơn Lộ Ma Tôn cắn răng.
liều mạng có nghĩa là hắn phải tiêu hao tuổi thọ không còn nhiều của mình, điều này còn khiến hắn không nỡ hơn cả việc tiêu hao tinh huyết. Tinh huyết còn có thể dùng bảo vật tích tụ bù lại, còn tuổi thọ muốn bù lại thì quá khó khăn. Đặc biệt là dưới tình huống tuổi thọ hiện tại của hắn đã không còn nhiều lắm. Giờ đây hắn còn lại 200 năm tuổi thọ. Đối với người bình thường mà nói, 200 năm quả thực là dài đằng đẵng, nhưng đối với tôn giả thất phẩm thì 200 năm thật sự quá ngắn, chỉ bằng thời gian một lần bế quan. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công pháp thuật kinh khủng này, nếu Lư Sơn Lộ Ma Tôn không liều mạng thì ngay cả mạng cũng không còn. Muốn chạy trốn khỏi pháp thuật khủng bố này thì ít nhất cũng phải hiến tế chừng 100 năm tuổi thọ. Lực sát thương từ pháp thuật của bên địch quá mạnh, hơn nữa còn kèm theo hiệu quả phong tỏa không gian khiến người ta không thể tránh né. Cách trốn chạy thông thường căn bản không có hiệu quả, không trả giá 100 năm tuổi thọ thì đừng hòng thoát thân. Kẻ này rốt cuộc là quái vật gì đây, vì sao ngay cả lực lượng không gian cũng nắm giữ được thế này? Lư Sơn Lộ Ma Tôn cảm thán lần nữa. Tiếp đó hắn cắn răng một cái, bất chấp tất cả mà bắt đầu hiến tế tuổi thọ không còn nhiều của mình. Lúc này, từng luồng kiếm quang bảy màu đâm vào đủ loại trận pháp phụ trợ phòng ngự và hộ thuẫn của Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đám thủ đoạn phòng ngự và hộ thuẫn này bị kiếm quang bảy màu mổ xẻ tới tấp. Sau đó, hơn 50 thanh phi kiếm bao phủ Lư Sơn Lộ Ma Tôn, sấm sét, ngọn lửa, kiếm khí đột nhiên nổ tung. Tốc độ phi kiếm quá nhanh, ngay cả tránh né Lư Sơn Lộ Ma Tôn cũng không làm được. Kẻ này thật sự là tôn giả thất phẩm giống mình sao? Không phải kẻ này là huyền thánh bát phẩm thậm chí là kiếp tiên cửu phẩm đóng giả đấy chứ? Lư Sơn Lộ Ma Tôn cười khổ rồi âm thầm kích hoạt thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của bản thân. Mượn thủ đoạn bảo vệ tính mạng đổi lấy thời gian mấy hơi thở, Lư Sơn Lộ Ma Tôn thành công hiến tế 100 năm tuổi thọ của mình rồi thông qua bí pháp chuyển đổi số tuổi thọ kia thành độn pháp vô thượng của Vô Cực Ma Tông. Ngay sau đó, thân thể Lư Sơn Lộ Ma Tôn biến thành một luồng ánh sáng, lao về phía xa xa. Loại độn pháp này thành công đột phá phong tỏa không gian của pháp thuật chưa đặt tên của Bạch Tôn giả. Trong lòng Lư Sơn Lộ Ma Tôn vui mừng, loại độn thuật dùng tuổi thọ làm giá này thành công được thi triển, cũng thuận lợi phá vỡ phong tỏa không gian của đối phương. Tiêu hao 100 năm tuổi thọ, hắn còn thừa lại 100 năm tuổi thọ. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Nếu như hắn có thể tấn chức huyền thánh bát phẩm thì nhất định phải báo đại thù hôm nay. Lư Sơn Lộ Ma Tôn là một người có tâm trí kiên định, hơn nữa vẫn luôn có vận may lớn. 100 năm thì thế nào? Càng là nghịch cảnh hắn lại càng có thể ngược dòng nước mà tiến lên. Chỉ cần tìm được đường sống thì hắn vẫn có cơ hội phá tan cảnh giới, tấn chức huyền thánh bát phẩm trong thời gian 100 năm. Bạch tiền bối, tôn giả thất phẩm của Vô Cực Ma Tông kia chạy thoát rồi. Tống Thư Hàng mắt sắc nên thấy được luồng ánh sáng chạy ra từ trong, pháp thuật chưa đặt tên của Bạch tiền bối. Ừ, ta thấy rồi. Bạch tôn giả gật đầu. Không đuổi theo sao ạ? Tống Thư Hàng hỏi. Hiện giờ khắp nơi trên bầu trời đều là phi kiếm bảy màu, lấy tốc độ của phi kiếm thì hẳn là có cơ hội đuổi kịp vị tôn giả này của Vô Cực Ma Tông chứ nhỉ? Đối phương dùng biện pháp hiến tế tuổi thọ, tốc độ chạy trốn quá nhanh, đuổi theo không dễ đây. Bạch tôn giả nói. Hơn nữa, hắn sắp chết tới nơi rồi, ta không cần lãng phí sức lực đuổi theo hắn làm gì. Sắp chết tới nơi rồi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Lư Sơn Lộ Ma Tôn đang càng trốn càng xa. Tại sao lại sắp chết? Rất đơn giản, vừa rồi hắn một mạch dùng hết tuổi thọ còn sót lại của mình rồi, đoán chừng một lát nữa thì tuổi thọ sẽ hết sạch mà chết. Bạch tôn giả nói. Lại nói tiếp, bạch tôn giả cũng rất tò mò, vì sao tôn giả thất phẩm của Vô Cực Ma Tông này lại một mạch thiêu đốt hết toàn bộ tuổi thọ của mình để đổi thành độn pháp chạy thoát thân nhỉ? Đây không phải là tự sát sao? Bạch tôn giả vừa dứt lời. Lư Sơn Lộ Ma Tôn đang càng chạy càng xa trên bầu trời đột nhiên rơi thẳng từ không trung xuống. Trong quá trình rơi xuống, tóc của hắn biến thành hoa dâm, làn da cũng trở nên nhăn nheo trong khoảng thời gian cực ngắn. Chỉ trong 3 giây, diện mạo của Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã từ một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn biến thành một ông lão già nua. Chuyện gì thế này? Lư Sơn Lộ Ma Tôn sợ ngây người. Rõ ràng hắn còn 200 năm tuổi thọ, mà lần này hắn chỉ hiến tế 100 năm tuổi thọ. Vì sao cả người đều trở nên già nua rồi vậy? Lúc này hắn cảm giác được sức sống trong cơ thể mình đã gần như không còn, linh lực trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu tán. Linh lực trong cơ thể của một vị tu sĩ không chịu sự khống chế mà trở về với đất trời thì có nghĩa là vị tu sĩ này sắp chết rồi. Vì sao,
rõ ràng ta còn gần 100 năm tuổi thọ cơ mà, tại sao chứ? Lư Sơn Lộ Ma Tôn hoàn toàn không hiểu được. Lư Sơn Lộ Ma Tôn già nua rơi xuống nện ra một cái hố thiên thạch trên mặt đất. Tuy rằng linh lực trong cơ thể tản đi nhưng sức chịu đựng của thân thể hắn vẫn là tôn giả thất phẩm đỉnh phong. Rơi xuống từ không trung cũng không cách nào khiến hắn bị thương. Nhưng lúc này hắn đã không còn sức lực để nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nằm trong hố thiên thạch mà thở phì phò từng hơi lớn. Vốn đã tích cốc, quy tức nhiều năm ấy thế mà giờ hắn lại bắt đầu việc hô hấp mà bản thân đã lâu không làm. Thân thể của hắn trở nên càng già nua hơn, tóc bạc trên đầu bắt đầu rơi xuống, thân thể cũng dần thu nhỏ lại. Dần dần, hắn phát hiện ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đây chính là cảm giác, già yếu rồi chết đi, mà người bình thường phải đối mặt sao? Một lát sau, Bạch Tôn giả dẫn cây thụ yêu, lại lôi gốc nhân sâm lớn kia tới bên cạnh hố. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau. Ồ, còn sống kìa. Bạch Tôn giả ngồi xổm trên mép hồ thiên thạch nhìn xuống Lư Sơn Lộ Ma Tôn phía dưới rồi nói. Hờ 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 hờ. Lư Sơn Lộ Ma Tôn thở phì phò từng hơi lớn. Ngươi, đã làm gì ta hả? Vì sao tuổi thọ của ta lại mất đi? Bạch Tôn giả kiên nhẫn giải thích. Không phải tuổi thọ của ngươi là do chính ngươi một mạch tiêu hao sạch sẽ sao? Ta cũng không có tái máy tay chân với tuổi thọ của ngươi đâu nha. Không thể nào, rõ ràng ta còn 200 năm tuổi thọ. Hờ hờ hờ, vừa rồi ta chỉ thiêu đốt 100 năm tuổi thọ. Vì sao tuổi thọ của ta mất hết chứ? Ta không cam lòng, ta còn 100 năm tuổi thọ, vì sao tuổi thọ của ta lại gần như kết thúc thế này? Lư Sơn Lộ Ma Tôn vừa thở hổn hển vừa nói. Mặc dù không biết ngươi vốn còn bao nhiêu tuổi thọ, cũng không biết cụ thể ngươi hiến tế bao nhiêu tuổi thọ, nhưng ta cảm ứng được lúc ngươi hiến tế tuổi thọ là trực tiếp hiến tế toàn bộ tuổi thọ. Khi ngươi hiến tế hoàn thành cũng là lúc sức sống trong cơ thể lập tức bị cắt đứt. Bạch Tôn giả tiếp tục giải thích. Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Gạch nối. Lẽ nào hắn thật sự sơ ý thao tác sai lầm nên hiến hết tất cả tuổi thọ trong người mình sao? Không cam lòng, thật không cam lòng. Ta trả lời vấn đề của ngươi rồi, vậy kế tiếp đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Bạch Tôn giả nói. Ngươi có biết hạch tâm của mảnh vỡ thiên đình viễn cổ này nằm ở đâu không? Hờ hờ hờ, tại sao ta phải trả lời ngươi chứ? Lư Sơn Lộ Ma Tôn cười khan một tiếng. Bây giờ tuổi thọ của ta sắp hết, một lát sau sẽ thần hình câu diệt. Tất cả bí mật đều sẽ bị che giấu vĩnh viễn theo cái chết của ta. Ha 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 ha. Dù sao sắp thần hình đều bị diệt rồi, ngay cả hồn phách cũng sẽ tiên tán, căn bản không cần lo lắng đối phương có thể trói buộc hồn phách của hắn lại rồi tra tấn bức cung, cho nên Lư Sơn Lộ Ma Tôn cũng chơi lầy luôn. Cứng đầu đấy chứ, thực ra ta cũng không ghét người cứng đầu. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Ha ha ha. Lư Sơn Lộ Ma Tôn ngưng cười, yên lặng nhắm mắt lại không nói được lời nào. Ha ha ha. Bạch Tôn giả cũng cười đáp lại. Sau đó Bạch Tôn giả quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thư Hàng, trên người ngươi còn nhiều, hạt sen kia không? Về sau phần hạt sen quân tử kim liên kia của Bạch Tôn giả đã trao đổi bảo vật càng thú vị hơn với người của Nho gia, cho nên bây giờ trên người Bạch tiền bối không có hạt sen quân tử kim liên. Có ạ. Tống Thư Hàng lấy ra một hạt sen đưa cho Bạch Tôn giả. Bạch tiền bối, không phải ngươi muốn cho hắn nuốt hạt sen đấy chứ? Hạt sen quân tử kim liên có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ. Thế nhưng dùng nó cho Lư Sơn Lộ Ma Tôn ăn thì có phải lãng phí quá không? Hơn nữa đối phương còn là kẻ địch đó, còn không bằng để hắn siêu độ đối phương để tăng ánh sáng công đức lên. Ha ha, vừa lúc ta muốn làm thử một thí nghiệm thú vị. Yên tâm đi, sẽ không để hắn có cơ hội quấy rối nữa đâu, hơn nữa ta còn muốn lấy được một ít tin tức có ích từ trong miệng hắn. Bạch Tôn giả nhận hạt sen, sau đó lại vươn tay kéo một phát, kéo gốc nhân sâm lớn kia qua. Lúc này, trên linh điệp đảo xa xôi. Cha! Con đã vẽ xong tất cả trận pháp rồi. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Không tệ, tất cả trận pháp đều được vẽ một cách chính xác. Kế tiếp con dão nghỉ ngơi đi, điều chỉnh trạng thái, ngày mai sẽ trùng kích vào tứ phẩm. Linh Điệp Tôn giả hài lòng gật đầu. Dạ, con biết rồi. Đúng rồi cha à, bộ phim Tống Tiền Bối định quay hiện tại đã bắt đầu bấm máy chưa? Chờ sau khi con độ kiếp xong thì có kịp đến đó đóng phim không nhỉ? Vũ Nhu Tử hơi với vẻ mong chờ. Mấy ngày nay, vì để cô có thể chuyên tâm ứng phó với chuyện độ kiếp,
Linh Điệp Tôn Giả đã tịch thu hết tất cả những thứ có thể liên lạc với bên ngoài như điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng tạm thời niêm phong chúng rồi cất hết vào kho. Yên tâm đi, chờ sau khi con độ kiếp thành công thì nhất định còn có thể kịp tới đóng phim, cha cam đoan với con. Linh Điệp Tôn Giả nói đầy yêu chiều. Vậy thì quá tốt rồi. Vũ Nhu Tử dùng sức nắm tay lại. Vậy cha ơi, giờ con lập tức nghỉ ngơi thật tốt đây, ngày mai sẽ trùng kích vào cảnh giới tứ phẩm. Nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần áp lực đâu. Linh Điệp Tôn Giả nhấp một hớp trà rồi mỉm cười nói. Dạ. Vũ Nhu Tử vui vẻ gật đầu, sau đó hài lòng rời đi điều chỉnh trạng thái của mình. Chờ sau khi Vũ Nhu Tử rời đi, Linh Điệp Tôn Giả cẩn thận móc máy vi tính của mình ra. Suy nghĩ chốc lát, hắn bắt đầu liên hệ với Bạch Tôn Giả, nhắn một tin. Bạch Đạo Hữu, gần đây có khỏe không? Ta muốn mượn ngươi Tam Lãng Đạo Hữu dùng một lát. Nhận được tin xin trả lời. Bộ phim sau dùng Cuồng Đao Tam Lãng làm nhân vật chính cũng tới lúc bấm máy rồi. Vẫn dự định là đạo diễn Jacob đạo diễn, bộ phim mang tên Cuộc Đời Phóng Đáng Vô Cùng Của Ta. Chương 810, niềm vui khi giúp người là cái gốc của sự vui vẻ. Cách đây rất lâu Linh Điệp Tôn Giả đã quyết định sẽ quay bộ phim này rồi. Thậm chí ở trong lòng hắn đã sắp xếp hết mọi nội dung của bộ phim, ví dụ như ném Tam Lãng đạo hữu vào những ngọn sóng vĩ đại. Các loại sóng lớn, quay cuồng trên mặt biển. Rồi vứt vào trong miệng hồ núi lửa, đủ các loại sóng, đủ loại quay cuồng. Rồi lại vứt tiếp vào những vùng đất có tính ăn mòn, đủ loại sóng, đủ loại quay cuồng. Linh Điệp Tôn Giả bảo đảm rằng hắn sẽ đầu tư thật nhiều vốn liếng vào bộ phim này để quá trình quay thật hoàn mỹ. Dù sao thì Lão Phu cũng không phải là một con sâu xanh nhỏ một mực tu luyện thành Linh Điệp, hơn nữa cũng không biết kết kén khiến cho Tam Lãng đạo hữu rất thất vọng. Vì thế coi như bộ phim này là Lão Phu bồi thường cho Tam Lãng đạo hữu vậy. Nghe nói lần này các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đóng phim, Tam Lãng đạo hữu lại không tham gia nên Lão Phu cũng có trách nhiệm bồi thường cho hắn một cơ hội diễn vai chính ấy mà. Linh Điệp Tôn Giả thầm nghĩ trong lòng. Lúc này tin nhắn trả lời của Bạch Tôn Giả phát tới, dường như bây giờ hắn đang rất bận nên trả lời tin nhắn cực kỳ đơn giản, không thành vấn đề. Chỉ một lát sau Bạch Tôn Giả lại gửi thêm một tin nhắn đến. Trả lời Linh Điệp tiền bối, bây giờ Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối vẫn còn bị nhốt trong bí cảnh chậm chạp của Bạch tiền bối, ngài có thể đến đó đón Tam Lãng tiền bối về nhà. Ngoài ra chút nữa ta sẽ gửi một tệp tin đính kèm về cách tiền vào bí cảnh chậm chạp qua email cho ngài. Bởi vì bây giờ Bạch tiền bối đang rất bận nên ta thay mặt ngài ấy trả lời ngài. Tống Thư Hàng. Ngón tay của Linh Điệp tiền bối lướt qua lướt lại trên bàn phím, sau đó trả lời. Được rồi. Thư Hàng đạo hữu cảm ơn Bạch đạo hữu dùm ta nhé. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Điệp Tôn Giả lại hỏi tiếp. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, tiếp theo ta muốn quay một bộ phim cho Tam Lãng đạo hữu, trong đó có một nhân vật giả gái đấy, tiểu hữu có hứng thú tham gia đóng phim không? Linh Điệp Tôn Giả nhớ là dường như vị Thư Hàng tiểu hữu này có sở thích mặc đồ con gái, chỉ bằng cho hắn cơ hội để thỏa mãn sở thích của mình một chút nhỉ. Tống Thư Hàng trong mảnh vỡ thiên đình ở chốn xa xôi. Sao cứ cảm thấy Linh Điệp Tôn Giả đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải. Hơn nữa chắc chắn Linh Điệp Tôn Giả không biết dáng người bây giờ của hắn. Với dáng người hiện giờ của hắn mà đi giả gái chắc chắn các khán giả sẽ tự tròn mù mắt luôn ấy chứ. Đến lúc đó chỉ riêng tiền đền bù tổn thất tinh thần thôi cũng đủ sạt nghiệp. Thế là Tống Thư Hàng cắn răng, từ chối ngay lập tức. Cảm ơn Linh Điệp tiền bối, nhưng ta không được đâu. Thời gian tiếp theo ta còn phải đi học nên không còn thời gian đóng phim nữa rồi. Linh Điệp Tôn Giả nhanh chóng trả lời lại. Vậy thì tiếc quá, vậy tiểu hữu, nếu có cơ hội thì lần sau hợp tác nhé. Sau khi gửi xong tin nhắn, Linh Điệp Tôn Giả lập tức tắt màn hình máy tính lại. Hắn cảm thấy sở thích đặc thù này của Tống Thư Hàng tiểu hữu rất ba chấm nhưng cũng là một sở thích rất tốt. Linh Điệp Tôn Giả là người khá ủng hộ những người con trai có sở thích này giống Tống Thư Hàng. Biến thái một chút thì có gì sai đâu chứ. Vì thế Linh Điệp Tôn Giả nghĩ có phải mình nên ở phía sau đẩy Tổng Thư Hàng tiểu hữu một cái không nhỉ? Ví dụ như chiếu cố cái sở thích đặc biệt này của tiểu hữu đó từ mọi phương diện, khiến sở thích của hắn có không gian để phát triển. Ví dụ như là đưa một vài bộ quần áo của con gái đến cho hắn thì thế nào nhỉ? Nếu có thời gian thì lại nghĩ cách truyền thụ cho hắn kiến thức khổng lồ về mỹ phẩm trang điểm, đẩy mạnh bồi dưỡng sở thích này của hắn vậy. Linh Điệp Tôn Giả thầm lên kế hoạch. Giúp người làm vui là gốc rễ của niềm vui. Đợi thêm một thời gian nữa sẽ thực thi kế hoạch này vậy.
Bây giờ, trước hết phải đi bắt Cuồng Đao Tam Lãng về đã. Thế là Linh Điệp Tôn Giả gửi cho đệ tử của mình Lưu Kiếm Nhất Đại Lười một tin nhắn, bảo hắn đến đây. Để trị khỏi bệnh lười của Lưu Kiếm Nhất, gần đây Linh Điệp Tôn Giả không ngừng phân cho hắn đủ loại nhiệm vụ khác nhau, nhằm khiến Lưu Kiếm Nhất không còn lười như trước nữa. Sau khi nhận được tin nhắn của sư phụ, Lưu Kiếm Nhất bưng khuôn mặt đau khổ chạy tới. Sư phụ, lại có nhiệm vụ gì sao? Gần đây hắn hoài nghi không biết có phải mình đã vô tình đắc tội gì với sư phụ hay không nên sư phụ mới dùng đủ loại nhiệm vụ để liều mạng giày vò hắn. Lưu Kiếm Nhất cảm thấy dạo này hắn gầy sọp đi rồi. Kiếm Nhất à, sư phụ có chuyện muốn ngươi đi làm. Ngươi đến tọa độ này, ở đây có một bí cảnh chậm chạp, ngươi đi vào đó đón Cuồng Đao Tam Lãng đạo hữu ra. Có điều khi đón người thì ngươi phải chú ý đừng để bản thân lọt vào trong bí cảnh. Bí cảnh này khá phiền phức, sau khi tiến vào động tác của ngươi sẽ bị cưỡng chế chậm lại. Linh Điệp Tôn Giả nói xong lập tức đưa tọa độ của bí cảnh chậm chạp và cách mở bí cảnh, đón người bên trong ra gửi cho Lưu Kiếm Nhất. Bí cảnh chậm chạp. Nghe đến đây ánh mắt Lưu Kiếm Nhất đột nhiên sáng lên, sau đó hắn gật đầu nói. Ta biết rồi sư phụ, vậy ta sẽ đi đón Tam Lãng đạo hữu ngay đây. Vừa dứt lời Lưu Kiếm Nhất lập tức lên đường với tốc độ nhanh hiếm thấy, bay về phía bí cảnh chậm chạp. Thấy vậy Linh Điệp Tôn Giả lại thầm nghi hoặc, tại sao Lưu Kiếm Nhất lại đột nhiên trở nên có động lực như vậy? Ở phía bên kia, trong mảnh vỡ thiên đình, Bạch Tôn Giả đang nâng một đoàn ánh sáng lên rất đỗi thận trọng. Đây chính là hồn phách của vị tôn giả thất phẩm vừa rồi sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đúng vậy, muốn lấy hồn phách của một tôn giả thất phẩm ra thật đúng là phí sức. Bạch Tôn Giả nói với vẻ đắc ý. Để lôi hồn phách của hắn ra thì nhất định phải đảm bảo trạng thái của hắn đang là yếu nhất. Vì thế ta đã quyết định ra tay trong khoảnh khắc trước khi hắn chết. Khoảnh khắc trước khi hắn chết, ta lập tức cho hắn ăn hạt sen, quân tử kim liên, tiếp theo tác dụng kéo dài tuổi thọ của hạt sen này sẽ tác động vào hồn phách của hắn. Sau đó mới bắt đầu khôi phục lại thân thể của hắn. Trong đó sẽ có một khoảnh khắc còn kém hơn cả thời gian này, đưa thân xác của hắn vào trạng thái tử vong, còn hồn phách sẽ rơi vào trạng thái kéo dài 50 năm tuổi thọ. Cũng chỉ khi nó rơi vào trạng thái giao thoa giữa sống và chết, đặc biệt này thì ta mới có thể kéo hồn phách của hắn ra một cách thuận lợi được. Tống Thư Hàng nghe xong bèn nghĩ, cảm giác cái này hệt như lỗi bác trong trò chơi online trước đây, máu về không mà vẫn không chết. Bạch Tôn Giả nói tiếp. Cứ như vậy thì hồn phách vẫn còn sống của một tôn giả thất phẩm đang vô cùng yếu ớt sẽ về tay. Hệt như trong dự đoán của ta. Vậy tiếp theo chúng ta có thể tra hỏi cái hồn phách này sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Không vội, Thư Hàng, cho ta mượn một thứ. Ta nhớ là trong tay ngươi có một viên phong hồn băng châu đúng không? Chính là cái thứ trước đây ngươi dùng để phong ấn linh quỷ đấy. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng gật đầu, rồi lấy băng châu trong túi thu nhỏ một tấc ra cho Bạch Tiền Bối. Quả băng châu này thật sự khiến hắn vô cùng hoài niệm. Lúc đầu khi hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, quả băng châu này đã đem đến cho hắn một không khí mát mẻ như máy điều hòa giữa trời hè nóng bức, còn giúp đầu óc hắn luôn trong trạng thái thanh tỉnh, năng lực học tập tăng vọt. Cũng chính nhờ viên phong hồn băng châu này đã khiến hắn bắt đầu suy nghĩ về sự tồn tại của tu sĩ. Nghĩ lại, chuyện đến thành phố kế bên bắt linh quỷ với Vũ Nhu Tử cứ như đang hiện ra trước mắt. Sau khi nhận lấy phong hồn băng châu, Bạch Tôn Giả để nó xuống đất, rồi lập tức vẽ một trận pháp loại nhỏ ở xung quanh băng châu. Tiền bối, người muốn phong ấn hồn phách này vào trong phong hồn băng châu sao? Tống Thư Hàng hỏi, nhưng hồn phách của một tôn giả thất phẩm có thể chịu nổi phong hồn băng châu sao? Đúng vậy. Bạch Tôn Giả trả lời. Nói xong hắn nâng hồn phách kia lên, ấn về phía phong hồn băng châu. Sau đó hồn phách của tôn giả thất phẩm được phong ấn vào trong phong hồn băng châu một cách hoàn mỹ. Trận pháp trên mặt đất biến mất, còn vẻ ngoài của phong hồn băng châu cũng xảy ra biến hóa. Trên hạt châu mọc ra một cái đuôi dài 1 mét. Đã xong. Bạch Tôn Giả vỗ tay nói. Sau đó, Bạch Tôn Giả kéo gốc nhân sâm lớn kia đến. Lúc này gốc nhân sâm lớn bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra. Mặc dù nó vẫn đang trong hình dáng nhân sâm nhưng cũng đã thành tinh, mọc ra một đôi mắt và một cái miệng. Sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Bạch Tôn Giả thì nó lại liều mạng giãy giụa. Đừng làm rộn. Bạch Tôn Giả vỗ nhẹ một cái xuống, gốc nhân sâm lớn đó lại bị ngất đi. Tiếp theo Bạch Tôn Giả cầm phong hồn băng châu lên nhét vào trong miệng của nhân sâm tinh, chỉ chừa lại cái đuôi kia ở bên ngoài miệng của nó.
Tống Thư Hàng tò mò. Bạch tiền bối, người đang làm gì vậy? Ta làm thế là để hồn phách của tên tôn giả thất phẩm trong phong hồn băng châu có thể khống chế được thân thể của gốc nhân sâm tinh này, sau đó mới có thể thuận lợi hỏi một vài chuyện từ trong miệng hắn được. Bạch tôn giả giải thích. Vừa rồi khi nhốt hồn phách vào trong băng châu, ta đã cố ý để lộ ra một chút. Dù sao thì hồn phách này cũng là tôn giả thất phẩm, cho dù có rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu nhưng để khống chế được thân thể của gốc nhân sâm tinh này thì vẫn không thành vấn đề. Tô Thị A Thập Lục chớp mắt. Bạch tiền bối, tại sao phải phiền toái như vậy Si Diêu? Chúng ta có thể trực tiếp ép cung hồn phách của hắn, hỏi ra tim tích mà chúng ta muốn mà. Không phiền toái, hơn nữa cách này của ta có hiệu quả tốt hơn. Bạch tôn giả nói với vẻ dương dương đắc ý. Đúng lúc này, gốc nhân sâm lớn kia lại bắt đầu mở mắt ra. Ta vẫn chưa chết sao? Lư Sơn Lộ Ma Tôn thầm nghi hoặc, rõ ràng thọ nguyên của hắn đã hết, ý thức cũng đã tiêu tán. Thứ chờ đợi hắn chính là kết cục thần hình câu diệt mà. Nhưng tại sao hắn còn có thể mở mắt ra được chứ? Lúc này khi thị giác của hắn đã khôi phục, hắn lập tức nhìn thấy một thân xác già nua. Đó chính là thân xác của hắn. Quả nhiên, hắn đã chết rồi sao? Nhưng nếu đã chết thì tại sao hắn còn có thể mở mắt ra được? Chẳng lẽ hồn phách của hắn vẫn chưa tan biến hết? Không thể nào, một tu sĩ bị hao hết thọ nguyên thì chỉ có một kết cục, đó là thần hình câu diệt. Sau khi thân xác chết đi, hồn phách cũng sẽ bắt đầu tan biến. Đúng lúc này tầm mắt của hắn lại nhìn thấy được mấy đạo thân ảnh. Vị quái vật sở hữu dáng vẻ tuấn mỹ nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ kia. Một bên là tên tiểu quỷ tam phẩm mặt mũi hiền hòa nọ. Sau đó là một thiếu nữ cũng đạt đến cảnh giới tam phẩm. Tỉnh rồi đấy à? Bạch tôn giả đứng ở bên cạnh nhân sâm lớn, cười ha hả nói. Ma tôn Lư Sơn Lộ trong dáng vẻ hóa thân thành nhân sâm lớn liều mạng dãy giụa. Sau khi quằn quại một lúc lâu hắn mới phát hiện thân thể mình có cái gì đó sai sai, đây không phải là thân thể của loài người. Thích ứng với cơ thể mới của ngươi một chút đi, ngươi có thể nói chuyện được rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau một lát nhé. Bạch tôn giả nói tiếp. Ngươi đã làm gì ta? Lư Sơn Lộ tôn giả nói, hắn cảm thấy miệng mình rất khó chịu, cứ như hắn đang cắn một sợi dây trong miệng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.